Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Sở hưu chịu đáp ứng yêu cầu của Lâm Phượng Vũ đương nhiên không phải vì ngực của cô nàng to mà Vì sở hưu phát hiện thật ra mình tham gia cửu Phượng Kiếm Tông còn dễ tìm hiểu tin tức về thế giới này hơn là ẩn nấp làm võ giả cấp thấp Theo những gì vừa trò chuyện, sở hưu đã biết Đại La Thiên có bốn vực Đông Tây Nam Bắc Cửu Phượng Kiếm Tông này là một trong những tông môn tọa lạc tại phương Lâm Quận. Hơn nữa trong phương Lâm Quận, thực lực của cửu phượng kiếm tông chắc thuộc dạng trung bình yếu nguyên nhân rất đơn giản nếu thực lực của đối phương đủ mạnh vậy không phải lo đám người ngấp nghé hơn nữa cũng không ai dám phái người liên thủ ám sát con gái của trưởng môn lâm phượng vũ đương nhiên thực lực của cửu phượng kiếm tông cũng không quá yếu nếu nó no yếu tới mức không chịu nổi một đòn vậy đám người này cũng chẳng phải hao tâm tổn sức như vậy cứ đánh đến cửa diệt sạch đối phương là được hiển nhiên cửu phượng kiếm tông cũng có đôi chút thực lực đối phương cũng sợ bọn họ cá chết rách lưới trên con đường của đế la sơn mạch lâm phượng vũ đi trước dẫn đường sở hưu ở đằng sau hỏi lâm cô nương ta còn muốn hỏi thăm ngươi về một người một người từ 500 năm trước lâm phượng vũ nghi hoặc nói người của 500 năm trước nếu thực lực của hắn rất mạnh nổi danh khắp đại la thiên chắc ta cũng sẽ biết chẳng hay sở tiền bối muốn hỏi về ai sở hưu híp mắt nói người kia từng là kẻ địch của tổ tiên chi phái bọn ta lúc trước chi phái của ta bị ép quy ẩn trong rừng rậm có liên quan tới người này lần này ta hành tẩu giang hồ, sư phụ cũng căn dặn ta, nếu tìm được đệ tử truyền nhân của người kia thì phải đánh bại đối phương, trả lại mối hận này. Người kia tên là Độc Cô Duy Ngã. Với tính cách của Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần hắn tới Đại La Thiên, có xung đột với thế lực bản xứ, chắc chắn không cách nào làm hòa, không khéo hắn còn lập một Đại La Ma Giáo ở Đại La Thiên. Cho nên sở hưu tự xưng là kẻ địch của đối phương, cũng bớt chút phiền toái. Lâm Phượng Vũ nghi hoặc nói, Độc Cô Duy Ngã, ta chưa từng nghe thấy cái tên này. Sở Hưu khẽ nhíu mày, không có lời đồn đại nào lan truyền hay sao? Chuyện này có vẻ không hợp lý, với thực lực của Độc Cô Duy Ngã, cho dù Đại La Thiên này nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thực lực võ giả cũng cao hơn một chút, chắc chắn hắn vẫn đứng trên đỉnh phong, chẳng lẽ hắn đổi tên? Thấy Sở Hưu lại nhíu mày, Lâm Phượng Vũ sợ đối phương nổi giận nên vội vàng nói, "Sở tiền bối đừng lo lắng, lúc thường ta cũng không hay để tâm vào mấy chuyện này, giờ có bảo ta nói xem trong Đại La Thiên này có những cường giả nào, ta cũng không trả lời được, chắc phụ thân ta sẽ biết." Sở Hưu gật nhẹ đầu, vừa đi cùng Lâm Phượng Vũ vừa nói bóng nói gió, trong lúc nói chuyện phiếm đã biết đại đa số tin tức liên quan tới Đại La Thiên. Cô nàng Lâm Phượng Vũ này có chút kế vật nhưng thực tế lại là ngực to mà không có não, Sở Hưu moi tin từ miệng cô nàng hết sức dễ dàng. Thật ra điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại La Thiên và hạ giới không phải thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn một chút mà là chế độ ở nơi này hoàn toàn khác biệt. Ở đây không có hoàng triều, chỉ có các đại phái đỉnh phong thống trị các khu vực. Hơn nữa võ giả Đại La Thiên rất đông đúc, thậm chí có thể nói là người người đều có thể tập võ. Ở hạ giới, võ giả luôn là số ít, cho dù là những võ giả cấp thấp chỉ tinh thông một chút công phu quyền cước vẫn là số ít so với người bình thường. Mà đối với hạ giới, có thể nói Đại La Thiên đúng là tiên cảnh. Nơi này nguyên khí nồng đậm, cho nên nên nơi này không có chỗ nào quá hoang vu, sản vật phong phú, hầu như không có nạn đói. Hơn nữa người bình thường sống trong thiên địa nguyên khí như vậy, trời sinh có tuổi thọ và lực lượng cao hơn hạ giới nhiều, trong đại la thiên nhìn đâu cũng có thể thấy ông lão trăm tuổi nếu người ở đây tập võ luyện thể tam cảnh thối thể ngưng huyết tiên thiên mấy thứ này chỉ dành cho trẻ con đặt cơ sở thậm chí chỉ khi đạt tới cảnh giới tiên thiên mới có tư cách gọi là võ giả còn võ giả cảnh giới chân đan như lâm phượng vũ đương nhiên không thể gọi là tông sư chỉ có thể coi là cao thủ mà thôi nhưng chính vì hoàn cảnh sung túc như vậy nên sở hưu lại phát hiện võ giả trong đại la thiên cả năng lực thủ đoạn đều hơi yếu hay có thể nói là bọn họ ít khi đấu đá lẫn nhau thiếu chén giết rèn luyện, ít nhất là không bằng võ giả hạ giới. Ví dụ như Lâm Phượng Vũ này, đừng nhìn cô nàng đứng trước Sở Hưu thì chẳng ra làm sao, phương thức hành xử rất tệ, ngực to mà không não, chút mưu kế vặt trong lòng cũng bị Sở Hưu tùy tiện nhận ra. Nhưng trên thực tế cô nàng lai gì là võ giả xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Phương Lâm quận, thậm chí không có người thứ hai. Lần này Thiên Tuyệt kiếm điển mà Lâm ra bọn họ lấy được rất quý giá, tuy không phải cường giả võ tiên tự mình sáng tạo nhưng cũng được chỉnh sửa nhiều lần khiến cho các đối phương khác ngấp nghé. Bằng không nếu là lúc bình thường có xung đột gì, mọi người thường bàn bạc là giải quyết được. Về phần cảnh giới võ tiên, khi còn ở hạ giới sở hưu đã nghiên cứu rất lâu, cho rằng đây là cảnh giới bên trên thiên địa thông huyền. Sau khi đến Đại La Thiên, rốt cuộc sở hưu cũng có thể xác nhận cảnh giới võ tiên quả thật vượt qua thiên địa thông huyền. Hai chữ võ tiên là tiên nhân trong võ đạo, dùng thân người mà sánh ngang với thiên địa thần Phật, là người mạnh nhất trong Đại La Thiên. Chỉ có những đối phương đỉnh phong với có cảnh giới cấp bậc này chấn giữ dọc đường sở hưu lại âm thầm thăm dò thêm không ít chuyện đi gần một ngày mới ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy này đương nhiên chuyện này cũng là sở hưu chiếu cố cho tốc độ của lâm phượng vũ bằng không vài canh giờ là được khi tới phương lâm quận lúc này mới coi như sở hưu được chứng kiến đại la thiên lúc bình thường thành thị của đại la thiên nay nên nói là thành thị trong phương lâm quận tạo cho sở hưu ấn tượng đầu tiên là lớn rất lớn trên đường đi ngang qua một số thành thị cho dù chỉ là tòa thành nhỏ cũng dùng đá xanh chỉnh tề với kích thước lớn dựng lên thành tường Hầu như không tòa thành nào thấp hơn 10 trượng. Hơn nữa dọc đường còn có một số thôn xóm đều được xây dựng thành lũy, diện tích cũng không nhỏ. Trong Đại La Thiên Võ Giả Đông Đảo, ngay cả người bình thường được thiên địa nguyên khí tẩm bổ, sức lực cũng lớn hơn dưới hạ giới, cho nên bọn họ xây dựng những thứ này cũng không tốn nhiều công sức. Cửu Phượng Kiếm Tông nằm trên Cửu Tiên Sơn ở phía Nam Phương Lâm quận. Trên đỉnh núi cao nhất ở nơi này có chín hòn đá lớn trông như tiên nhân nhìn lên bầu trời chuẩn bị phi thăng, nên được gọi là Cửu Tiên Sơn. Tuy biểu hiện của Lâm Phượng Vũ trước mặt Sở Hưu khá kém cỏi, nhưng dường như cô nàng rất có tiếng trong Cửu Phượng Kiếm Tông. Trên con đường lên núi, các đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông thấy Lâm Phượng Vũ đều vui vẻ gọi, đại sư tỷ trở về rồi. Khi tới trước sơn môn, lập tức có người ra nghênh tiếp, đó là một nam tử thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo có thể coi là anh tuấn. Tuy cũng có thực lực cảnh giới chân đan nhưng khí tức có vẻ bất ổn, hiển nhiên mới đột phá chưa lâu, không bằng Lâm Phượng Vũ. Nam tử thanh niên kia thấy Lâm Phượng Vũ trở về, Gương mặt vui mừng thấy rõ, rốt cuộc sư muội cũng trở về rồi, muội có biết không, ta và sư phụ đang lo muốn chết đây, thời gian vừa qua muội đã đi đâu. Vừa nói nam tử kia vừa định nắm lấy tay Lâm Phượng Vũ nhưng lại bị Lâm Phượng Vũ nhẹ nhàng né tránh. Nói ra thì dài dòng lắm, đợi vào trong rồi nói từ từ. Lâm Phượng Vũ quay sang phía Sở Hưu nói, "Tiền bối, đây là sư huynh của ta, Triệu Lương Ngọc." Sở Hưu khẽ gật đầu, Cửu Phượng kiếm tông này đúng là thú vị, thực lực của sư huynh còn không bằng sư muội. Triệu Lương Ngọc thấy sư muội của mình lại thân cận với một nam nhân xa lạ như vậy, thái độ còn khiêm cung như vậy, hắn cau mày hỏi: "Sư muội, hắn là ai? Vì sao muội lại dẫn một người lai lịch bất minh tới Cửu Phượng Kiếm Tông ta?" Lâm Phượng Vũ vội vàng nói: "Sư huynh đừng nói lung tung, lần này ta bị người khác đuổi giết, chính vị sở tiền bối này đã cứu ta, phụ thân của ta đang ở đâu?" "Đang ở trong điện." Triệu Lương Ngọc không nói gì thêm nhưng ánh mắt nhìn sang phải Sở Hưu vẫn mang chút địch ý. Dọc đường hai người đi vào đại điện của Cửu Phượng Kiếm Tông sở hưu đột nhiên truyền âm cho lâm phượng vũ nói sư huynh của ngươi có địch ý với ta lâm phượng vũ lập tức giật mình cô vội vàng giải thích tiền bối không cần để ý sư huynh của ta vốn là người tốt chẳng qua hơi đa nghi chút thôi hắn không cố ý đâu sở hưu điềm nhiên nói không phải hắn đa nghi mà là vì ngươi nên mới đa nghi ta có thể nhìn ra lòng ái mộ của hắn đối với ngươi thậm chí còn có ý muốn chiếm hữu cực mạnh cho nên khi thấy ta ở bên cạnh ngươi đương nhiên sẽ có địch ý hơn nữa trong tính cách của hắn còn ẩn giấu một chút tự ti ngươi là sư muội hắn là sư huynh kết quả tu vi của hắn lại không bằng ngươi chuyện này càng khiến hắn lo lắng sẽ có người đoạt ngươi đi cho nên một khi thấy có bất cứ người khác phái nào xuất hiện trước mặt ngươi biểu hiện của hắn chẳng khác nào con khỉ bị xâm nhập vào lãnh địa dương nanh múa vuốt muốn dọa lùi đối phương sau khi sở hưu nói xong một tràng, sau lưng lâm phượng vũ đã đổ mồ hôi lạnh chỉ vừa chạm mắt y đã đoán được tới tám chín phần 10 tâm tư của triệu lương ngọc Sở Hưu suy đoán cũng không sai, Triệu Lương Ngọc là đại đệ tử của Lâm Nhai Tử, vẫn luôn được hắn bồi dưỡng như người nối nghiệp. Sau này Lâm Phượng Vũ ra đời, Lâm Nhai Tử cũng có lòng tác hợp hai người, để đệ tử biến thành con rể, tiếp quản Cửu Phượng Kiếm Tông. Nhưng ai ngờ sau này biểu hiện của Lâm Phượng Vũ còn xuất sắc hơn hẳn Triệu Nguyên Phong, chuyện này khiến Triệu Lương Ngọc cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa tính cách Lâm Phượng Vũ vốn phóng khoáng hướng ngoại, tuy cô rất cảm kích vị sư huynh chăm sóc chu đáo cho mình từ nhỏ, nhưng chỉ là tình cảnh sư huynh muội không có chút tình yêu nam nữ nào, chuyện này càng khiến Triệu Lương Ngọc đối xử với cô chu đáo hơn, nhưng cũng khiến Lâm Phượng Vũ không thích ứng được. Sở Tiền Bối, ngài đã nhìn ra sư huynh của ta chỉ vô tình, ngài sẽ không chấp nhặt với sư huynh chứ?" Lâm Phượng Vũ thận trọng hỏi Sở Hưu. Cô vẫn chưa quên cảnh lúc trước, Sở Hưu búng tay một cái là khiến năm võ giả cảnh giới chân đan nổ tung thành làn xương máu. Trong lòng cô, vị Sở Tiền Bối này đúng là hung ác tới mức không còn nhân tính. Sở Hưu mỉm cười sắn lạn với Lâm Phượng Vũ nói, rồng sẽ không để ý tới khỉ nhe răng trợn mắt uy hiếp, nhưng nếu con khỉ nhảy nhót quá phiền toái, có lẽ sẽ bị rồng dơ chân đạp chết, ngươi đoán thử xem. Khoảnh khắc này, Lâm Phượng Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bay thẳng vào đáy lòng. Sở Hưu hù dọa Lâm Phượng Vũ tại đây không phải cố ý ức hiếp cô bé nhà người ta mà chỉ là cảnh cáo. Giả heo ăn thịt hổ, khiêm nhượng, lên mặt dạy đời, từ đầu Sở Hưu đã không định dùng những cách này, không những không có hiệu quả mà còn kéo theo phiền toái. Cho nên từ đầu, Sở Hưu đã đặt bản thân mình ở vai vế bề trên. Y tới đây không phải để chơi đồ hàng với đám trẻ con này, mau mau chóng chóng tìm ra manh mối liên quan tới Độc Cô Duy Ngã, đồng thời tìm kiếm phương pháp trở về, đây mới là điều quan trọng. Trong đại điện của Cửu Phượng Kiếm Tông, một người trung niên tướng mạo đường hoàng thấy Lâm Phượng Vũ đi tới, hắn lập tức đứng dậy, giọng điệu oán trách nói: "Con gái, thời gian qua còn lại đi đâu vậy? Con có biết vi phụ lo tới phát điên rồi không?" thiếu chút nữa đã lệnh cho cửu phượng kiếm tông chia ra khắp phương lâm quận tìm con người trung niên này chính là tông chủ cửu phượng kiếm tông hiện tại lâm nhai tử bề ngoài của hắn cũng không tệ chắc lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử nhưng nghĩ lại cũng đúng nếu sâu hắn đã chẳng sinh được con gái có tướng mạo như lâm phượng vũ giọng nói của lâm phượng vũ mang theo ý hận là đám thế lực trường hà phái lên thủ định giết con bọn chúng bố trí người ép con vào trong rừng rậm không người ở đế la sơn mạch ý đồ giết con diệt khẩu tất cả là vì thiên tuyệt kiếm điển dù sao từ trước tới giờ con luôn ngăn cản phụ thân giao thiên tuyệt kiếm điển cho bọn chúng. Gương mặt lâm nhai tử lập tức lộ vẻ tức giận, quát khẽ lên, đúng là khinh người quá đáng. Thân là người chấp trưởng cửu phượng kiếm tông, tính cách của lâm nhai tử lại không mấy cứng rắn. Nhưng cho dù tính cách của hắn có mềm yếu đến đâu đi nữa cũng không thể chấp nhận chuyện người khác định giết con gái yêu quý của hắn. Lâm Phượng Vũ chỉ vào sở hưu nói, vốn dĩ lần này con đã giữ nhiều lành ít, nhưng may mắn gặp vị sở tiền bối này xuất thủ, giết những kẻ đó cứu con. Lâm Nhai Tử nghe vậy vội vàng thi lễ với Sở Hưu nói, "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Lần này tiểu huynh đệ cứu được tính mạng của con gái ta, chắc chắn tại hạ sẽ báo đáp." Lúc này Triệu Lương Ngọc ở bên cạnh lại nói một câu không lạnh không nóng, "Không khéo hắn cố tình cấu kết với mấy môn phái kia lừa muội thì sao? Không phải ta đang nghi nhưng trong Đế La Sơn mạch ở Phương Lâm quận, ngoài cây ra thì làm gì có cái gì, người bình thường có ai tới nơi đó?" Lâm Phượng Vũ nghĩ tới ví von của Sở Hưu lúc vừa rồi về rồng và khỉ, cô nàng vội vàng quát khẽ, sư huynh đừng nói lung tung khi sở tiên bối cứu muội đã giết tới năm võ giả cảnh giới chân đan có ai ngu ngốc tới mức hy sinh tận năm võ giả cảnh giới chân đan chỉ để xếp một kẻ nội gian vào cho dù là ở hạ giới hay ở đại la thiên cảnh giới chân đan cũng không phải kẻ yếu ít nhất cũng là lực lượng nòng cốt của một tông môn nghe lâm phượng vũ nói vậy lâm nhai tử mới chú ý quan sát thực lực của sở hưu kết quả vừa quan sát hắn lại giật nảy mình Tuy Sở Hưu không thể hiện cảnh giới nhưng hắn cũng không cách nào chủ động điều tra cảnh giới của Sở Hưu. Điều này cho thấy có lẽ cảnh giới của Sở Hưu còn cao hơn hắn. Nhưng chỉ riêng uy áp mơ hồ mà Sở Hưu để lộ ra cũng đủ thấy chắc chắn đối phương là một cường giả. Cho nên lần này Lâm Nhai Tử thận trọng chắp tay với Sở Hưu nói: "Xin hỏi vị huynh đệ này xuất thân từ môn phái nào?" Lần trước Lâm Nhai Tử hành lễ chỉ là khách khí cảm tạ, còn lần này hắn hành lễ lại là khách khí và cung kính khi gặp cường giả. Lâm Phượng Vũ ở bên cạnh vội vàng bổ sung, sở tiền bối này là đệ tử của một cao nhân ẩn thế, lần này vào giang hồ rèn luyện. Sở Hưu gật nhẹ đầu một cái. Lâm Nhai Tử nghe vậy mới cảm thấy thoải mái, hóa ra là đệ tử mà mấy lão quái vật kia bồi dưỡng ra, chẳng trách có thực lực như vậy. Trong Đại La Thiên, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm cho nên ngưng tụ võ đạo chân đan cũng không khó khăn, hơn nữa hầu như không có nguy cơ phản ngược, cho nên số lượng võ giả cảnh giới chân đan ở nơi này vượt xa hạ giới nhưng tới chân hỏa luyện thần lại không phải võ giả nào cũng có thể đột phá lĩnh ngộ thiên địa luôn khó khăn hơn tích lũy lực lượng lâm nhai tử là cường giả chân hỏa luyện thần cho nên hắn cũng biết độ khó của cảnh giới này người trẻ tuổi trước mặt có vẻ không lớn hơn lâm phượng vũ bao nhiêu nhưng đã sớm đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần thậm chí cảnh giới còn cao hơn hắn một chút nếu y là đệ tử của đám lão quái vật kia vậy chuyện này cũng rất bình thường lâm nhai tử cười ha hà nói hóa ra vị huynh đệ này là truyền nhân của cổ tôn Chẳng trách tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, đúng là bái phục. Thiên tư như ta đây, không có mấy chục năm thì không thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại, chắc cổ tôn cũng thấy chướng mắt. Sở hưu điềm nhiên nói, lâm tông chủ khiêm tốn quá rồi, thực lực và thế lực vốn không thể vẹn toàn. Thở nhỏ ta theo gia sư tập võ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ có hai chữ võ đạo cho nên mới có thực lực như hiện tại. Lâm Tông chủ lại phát triển cửu phượng kiếm tông tới quy mô như vậy, chắc chắn cũng bỏ không ít tâm huyết. Lâm Nhai Tử mỉm cười nói, cơ nghiệp được tổ tiên truyền lại không thể xa sút trong tay ta được. Sở huynh đệ, lần này cứu được Phượng Vũ, ngươi chính là ân nhân của Lâm Nhai Tử ta và toàn bộ Cửu Phượng Kiếm Tông. Đợi buổi tối ta sẽ bố trí tiệc rượu chiêu đãi Sở huynh đệ, giờ ta sẽ cho người dẫn Sở huynh đệ xuống dưới nghỉ ngơi một lát, ngươi thấy sao? Sở Hưu suy nghĩ rồi gật đầu nói, được, vậy làm phiền Lâm tông chủ. Sở Hưu và một đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông đi khỏi, nhưng y lại lặng lẽ ra tay, để lại một chút lực lượng tinh thần nhỏ bé trong đại điện. Đây là lực lượng của tâm ma, nó vốn không phải một chỉnh thể, nếu chỉ chia nhỏ để nhìn lén cũng không tốn quá nhiều lực lượng. Quả nhiên, sau khi sở hưu đi khỏi, lâm nhai tử vung tay, đầu tiên là điều động lực lượng thiên địa phong tỏa âm thanh và cảm giác xung quanh, không còn thái độ khách khí và khiêm nhường lúc trước. Khiển trách lâm phượng vũ, trước đó vi phụ đã dạy con rồi, làm việc phải khiêm nhường một chút, biết cửu phượng kiếm tông ta có phiền toái tới cửa mà con còn ra ngoài không dẫn theo hộ vệ. Làm thế chẳng phải tự biến mình thành mục tiêu của người ta à?" Lâm Phượng Vũ nghịch ngợm lè lưỡi hạ giọng nói, "Lần sau sẽ không làm vậy nữa, hơn nữa con cũng khá may mắn, không ngờ lại gặp được Sở Tiên Bối cứu giúp." Triệu Lương Ngọc ở bên cạnh hừ khẽ một tiếng nói, "Sư phụ, lai lịch của người này rất đáng khả nghi, chẳng lẽ ngài không thấy nghi ngờ à?" Lâm Phượng Vũ quay sang Triệu Lương Ngọc hét lớn, "Sư huynh, đừng nói linh tinh nữa, Sở Tiên Bối có gì khả nghi chứ? Phụ thân đã nói rồi, hắn là truyền nhân của cổ tôn." Nói đến đây Lâm Phượng Vũ đột nhiên thấy nghi hoặc nhìn sang phía Lâm Nhai Tử, "Đúng rồi, phụ thân, thế nào là truyền nhân của cổ tôn, sao con cứ thấy cái tên này quen tai?" Lông mày Sở Hưu giật giật, đây cũng là chuyện y muốn biết, nhưng để tránh hiểm nghi nên y không hỏi. Lâm Nhai Tử hừ khẽ một tiếng rồi nói, "Trước đây ta đã nói rồi, con là con gái, cứ chém chém giết giết thì thôi, lại còn không chịu học những kiến thức thông thường như vậy, nói ra đúng là khiến người ta cười đến rụng răng." La lịch của cổ tôn rất xa xưa, phải tra tới vạn năm trước nghe nói vạn năm trước khi các tiền bối của chúng ta tới đại la thiên bọn họ đều đi theo môn phái tông môn thế gia nhưng còn một số cường giả tán tu bọn họ cũng theo các tiền bối của chúng ta tới đại la thiên những cường giả tán tu này không khai tông lập phái trong đại la thiên mà truy tìm võ đạo cực hạn cho nên họ quy ẩn nơi rừng núi dốc lòng dạy dỗ võ đạo cho đệ tử truy tìm cực hạn truyền thừa của những người này quá lâu đời chấp nhất đối với võ đạo cũng vượt quá tưởng tượng là người mà các đại phái trên giang hồ không muốn trêu chọc nhất bọn họ tự xưng là cổ tôn bình thường thì chỉ có hai loại truyền nhân của cổ tôn rời núi một là biểu hiện không được tốt khiến cổ tôn cảm thấy thất vọng không thể làm người nhận truyền thừa nên bị đuổi ra ngoài còn cổ tôn sẽ thu nhận một vị truyền nhân mới đương nhiên biểu hiện của loại này không được tốt là dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ bất cứ ai được cổ tôn thu nhận làm đệ tử thiên phú đều cực kỳ xuất sắc trên giang hồ có không ít đại nhân vật từng là đệ tử truyền nhân của cổ tôn tuy không đạt tới yêu cầu của cổ tôn nhưng một khi đặt ra bên ngoài cũng là cao thủ nhất đẳng. Loại còn lại lại là biểu hiện quá tốt, thậm chí tu vi võ đạo vượt qua tu vi tâm cảnh, điều này sẽ dẫn tới căn cơ của bản thân bất ổn, cho nên được phái ra ngoài rèn luyện tâm cảnh. Lâm Phượng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy sở tiền bối là loại nào? Thực lực của hắn rất mạnh, chắc là loại sau, hơn nữa hắn cũng nói sư phụ bảo hắn rời núi rèn luyện hồng trần. Lâm Nhai Tử nhìn Lâm Phượng Vũ đầy ẩn ý, con gái ngốc, người ta nói gì thì con tin cả. À? ta khẳng định hắn là truyền nhân của cổ tôn lúc nào, hắn cũng đâu có thừa nhận. Lâm Phượng Vũ vội vàng nói, nhưng đúng là sở tiên bối đã cứu con. Lâm Nhai Tử lắc đầu nói, con đừng nhìn nhận phiến diện như vậy, đợi lát nữa tới buổi tiệc, ta lại thăm dò hắn thêm, xem rốt cuộc hắn là truyền nhân của cổ tôn thật hay là có mưu đồ gì khác. Phượng Vũ, con theo sư huynh xuống dưới đi, thời gian qua sư huynh cũng rất lo cho con ấy. Tuy thực lực của Lâm Phượng Vũ còn mạnh hơn triệu lương ngọc, nhưng Lâm Nhai Tử vẫn muốn tác hợp cho bọn họ dù sao lâm phượng vũ cũng là con gái một nữ nhân trưởng quản cửu phượng kiếm tông đúng là nói thì dễ mà nghe thì khó vẫn có điểm không tiện ngược lại triệu lương ngọc là đệ tử mà hắn nuôi từ nhỏ đến lớn chẳng khác nào con trai ruột sau khi hai người kết hợp thậm chí con cái sinh ra vẫn mang họ lâm tương đương với ở rể triệu lương ngọc cũng không oán hận chuyện này tới lúc đó cửu phượng kiếm tông vẫn là của lâm ra ánh mắt triệu lương ngọc lóe sáng lâm phượng vũ vẫn giữ vẻ bất đắc dĩ trong một căn phòng khác sở hưu thu hồi luồng lực lượng của tâm ma cười lạnh một tiếng. Chẳng trách Lâm Nhai Tử chấp trưởng Cửu Phượng Kiếm Tông mà thực lực lại không ra sao, chuyện này có liên quan rất lớn tới chức tông chủ của hắn. Làm việc do dự đa nghi, tin thì tin, không tin thì không tin, lề mà lề mề, ngược lại càng khiến người ta chán ghét. Trong buổi tiệc tối, Lâm Nhai Tử mời tất cả giới cao tầng trong Cửu Phượng Kiếm Tông tới, ngược lại cũng khiến Sở Hưu chứng kiến thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông. Trong toàn bộ Cửu Phượng Kiếm Tông, võ giả cảnh giới chân đan chỉ có mười mấy người, cộng thêm tông chủ chân hỏa luyện thần. Thực lực này đặt ở Phương Lâm quận đã là thế lực không kém nhưng chỉ ở mức trung bình, còn đặt ra toàn bộ Đông vực thì không có danh tiếng gì. Nhưng nếu ở hạ giới, thực lực như vậy đã đủ tư cách trở thành đại phái trong ca giao giang hồ, thậm chí số đại phái trên ca giao giang hồ cũng có thể xếp hạng trung bình. Đương nhiên chuyện này cũng không có gì đáng so sánh, vì tuy Sở Hưu không biết diện tích cụ thể của một quận trong Đại La Thiên, nhưng hiển nhiên diện tích một quận ở nơi này lớn hơn một quận ở hạ giới. Có lẽ vì không có hoàng triều quản lý, cho nên phương thức quản lý của toàn bộ Đại La Thiên tương đối thô kệch. Toàn bộ Đông vực chỉ có mười mấy quận, Cửu Phượng Kiếm Tông có thể xếp hạng như vậy trong một quận đã là môn phái khá có thể diện, cho dù không phải đại phái nhưng cũng không phải môn phái nhỏ. Sau khi mời Sở Hưu vài chén rượu để ngỏ ý cảm ơn, Lâm Nhai Tử lại hỏi dò Sở Hưu, "Sở huynh đệ, danh tiếng cổ tôn như sấm rền bên tai, nhưng không ai biết những chuyện chi tiết hơn. Cho nên tại hạ cũng hết sức hiếu kỳ, không biết rốt cuộc sư thừa của Sở huynh đệ tới từ phương nào." Sở Hưu điềm nhiên nói, Tạm thời ta cũng không tiện nói rõ lai lịch về chi phái của ta, 500 năm trước sư tổ chi phái của ta bị người khác đánh bại. Từ đó trở đi sư môn coi chuyện này là sỉ nhục, nhất định phải đánh bại truyền nhân của kẻ thủ rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố lai lịch sư thừa. Nhưng khi nói chuyện phiếm với ta, người từng nói chi phái của ta từng luận đạo với đạo tôn của Tam Thanh Điện, từng luận thiên với cao tăng của Thiên La Bảo Tự, còn từng giao thủ với cao thủ của Cực Lạc Ma Cung, còn từng uống rượu với tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Ngày trước trong huyễn hư lục cảnh, sở hưu từng nghe tên những đối phương đỉnh phong thời thượng cổ này tuy y cũng không biết hiện tại những đối phương này còn đứng trên đỉnh cao hay không nhưng cũng không sao cho dù bây giờ không còn thì mấy lời khoác lác của y vẫn là về thời thượng cổ không sợ bị vạch trần dù sao lâm nhai tử nghe xong mấy cái tên vang dội này trong lòng cũng thấy khiếp sợ lâm nhai tử không thấy sơ hở gì trên gương mặt sở hưu nên lại nói sở huynh đệ nghe nói võ giả trong những chi phái của cổ tôn đều rất cố chấp đối với võ đạo chắc có lý giải khác biệt đối với võ đạo chẳng hay hôm nay sở huynh đệ có thể giúp bọn ta được mở mang tầm mắt không. Nếu là ở hạ giới, hành động của Lâm Nhai Tử là rất thiếu lễ phép, không thân không quen, ai lại giảng võ đạo cho người. Nhưng trước đó khi ở hạ giới, trong bí cảnh, Sở Hưu cũng hiểu được một chút phong tục thời thượng cổ. Thời thượng cổ hành động giảng đạo hết sức thịnh hành, các cường giả đạo môn hay Phật tông thường công khai giảng đạo, thu hút đệ tử tìm tới. Đương nhiên bọn họ chỉ giảng giải võ đạo thông dụng chứ không phải công pháp bí truyền. Gương mặt Sở Hưu mang biểu cảm như cười như không nói, "Được, chẳng hay Lâm tông chủ muốn nghe về phương diện nào?" Lâm Nhai Tử thận trọng nói, "Chẳng hay chi phái của Sở huynh đệ am hiểu về phương diện nào?" Thật ra trong Đại La Thiên không nhiều người có tư cách gọi là cổ tôn. Vạn năm trước những cường giả cổ tôn ẩn cư trong rừng núi, theo đuổi võ đạo cực hạn, đại đa số đều là nhất mạch đơn truyền. Tuy bọn họ có thực lực nhưng chuyện thu đồ đệ không phải chỉ có thực lực là được, còn phải có vận may. Cho nên một số truyền thừa cổ tôn đã bị đoạn tuyệt số cổ tôn còn lại trong đại la thiên đã không nhiều có một số tuy quanh năm quy ẩn nơi rừng núi nhưng truyền thuyết về bọn họ vẫn lưu truyền trong giang hồ lâm nhai tử hỏi như vậy cũng là muốn thông qua công pháp để thăm dò xem xem liệu sở hưu trước mặt là người của chi phái nào sở hưu tùy tiện xua tay nói gia sư đồng tu cả ba nhánh đạo phật ma quyền cước binh khí đao thương kiếm kích đều hiểu sơ lâm trưởng môn muốn hỏi gì cũng được lâm nhai tử suy nghĩ một chút rồi nói cửu phượng kiếm tông ta là kiếm phái đương nhiên cũng muốn thỉnh giáo kiếm pháp Lâm Nhai Tử muốn hỏi về kiếm pháp không chỉ vì cửu phượng kiếm tông bọn họ là kiếm phái mà còn vì. Nếu hỏi cái khác có khi hắn nghe không hiểu. Sở hưu trầm giọng nói, kiếm đạo biến hóa trăm đường, đối với võ giả luyện kiếm mà nói, thật ra quan trọng nhất không phải tu vi của ngươi cũng không phải kiếm pháp của ngươi mà là tín niệm trong lòng ngươi. Tín niệm, mọi người ở đây đều sửng sốt, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe quan điểm này. Triệu Lương Ngọc ở bên dưới còn bĩu môi hạ giọng nói, cố tình ra vẻ. Lâm Phượng Vũ trừng mắt lườm hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng nói lung tung. Lâm Nhai tử cũng không hiểu, chắp ta nói, xin hỏi hai chữ này giải thích ra sao. Sở Hưu chỉ vào kiếm trong tay Lâm Nhai tử nói, kẻ tập kiếm, có người dùng trọng kiếm, có người dùng kiếm mỏng, có người kiếm đạo cương mãnh, có người kiếm đạo âm nhu. Nếu xét tới biến hóa, thật ra bất cứ binh khí nào cũng không bằng một thanh trường kiếm ngay thẳng. Cho nên ta nói kiếm đạo bách biến, không có loại kiếm đạo nào là tuyệt đối chính xác, nhưng kẻ tập kiếm phải có một loại tín niệm ngoài kiếm ra không có thứ gì khác kiếm trong tay ngươi cũng là mạng của ngươi khi loại tín niệm này lên tới cực hạn bất luận ngươi tu luyện kiếm pháp gì trình độ kiếm đạo của ngươi cũng không quá thấp nếu ngươi chỉ coi kiếm trong tay mình là binh khí bình thường vậy ngươi không xứng là kiếm khách không xứng là người dùng kiếm chỉ là võ giả tập kiếm mà thôi cũng tức là thực chất trong tay ngươi cầm kiếm hay cầm gậy cười lò cũng chẳng có gì khác biệt sở hữu không biết kiếm đạo kiếm pháp duy nhất mà y biết chính là thiên mệnh kiếm đạo trong huyền vũ chân công nhưng Sở Hưu không biết kiếm pháp chứ không nghĩa là y không hiểu kiếm pháp. Bên cạnh Sở Hưu có không ít cường giả dùng kiếm, y cũng tiếp xúc với không ít người. Ví dụ như Phá trận tử, kiếm đạo trời sinh, tuy hắn khá lười, tu vi cũng hơi yếu kém nhưng lý giải về kiếm đạo của hắn không kém gì những cường giả đỉnh cao của kiếm vương thành. Còn có vị Đông Hải kiếm thánh Khang động minh, kiếm đạo thông thần, cảnh giới vẫn là chân hỏa luyện thần nhưng lĩnh ngộ về kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Tiếp xúc với những người này lâu ngày, nếu tên sở hưu kia còn không lừa được đám người lâm nhai tử y sống cũng ủng công hơn nữa tuy lâm nhai tử là võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần nhưng thật ra cả hắn và toàn bộ cửu phượng kiếm tông chỉ lý giải rất thô sơ về kiếm đạo thậm chí theo sở hưu tuy thực lực bọn họ không yếu hơn so với hạ giới nhưng còn không bằng việt nữ cung bị hủy dưới tay sở hưu cũng tức là chỉ tương đương cỡ ba sơn kiếm phái dưới hạ giới tuy là kiếm phái nhưng không có tư cách đứng trong ngũ đại kiếm phái trong đại la thiên thiên địa nguyên khí nồng đậm phong phú khiến cho võ giả thăng cấp hết sức dễ dàng. Nhưng điều này cũng khiến cho các võ giả đại la thiên lý giải về võ đạo không tương xứng với cảnh giới của mình, thường khá thấp, bị một người ngoài nghề như sở hưu lừa tới mức ngây ngẩn. Thật ra nếu nói nghiêm chỉnh thì không phải sở hưu đang lừa dối bọn họ. Y đã chứng kiến các cường giả kiếm đạo, đúng là phát huy tín niệm kiếm đạo của bản thân tới mức cực hạn, cũng không ít người làm tới mức ngoài kiếm ra không có gì khác. Chẳng qua những người này đều đứng trên đỉnh cao kiếm đạo dưới hạ giới, với trình độ của đám người cửu phượng kiếm tông, cho dù bọn họ có biết cũng không cách nào đạt tới cảnh giới này. Ví dụ như cửa ải thiên địa thông huyền, không đến mức người người trên giang hồ đều biết, chỉ ít chỉ cần là võ giả có truyền thừa đối phương đều sẽ biết. Nhưng biết thì biết, có mấy ai có tư cách đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong thiên địa thông huyền. Lúc này toàn bộ đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng, trừ triệu lương ngọc nhìn sở hưu với vẻ khó chịu. Đám người Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ đã ngây ra tại chỗ, trong lòng không ngừng suy tư, càng nghĩ càng kinh hãi. Nửa ngày sau Lâm Nhai Tử mới thở dài một tiếng, đứng dậy trịnh trọng thi lễ với sở hưu nói sở huynh đệ không hổ danh truyền nhân của cổ tôn nghe ngài nói một bổ còn hơn 10 năm đọc kiếm phổ lâm nhai tử có nhiều mưu kế thế nào thì cũng là trưởng môn của một phái cũng là một võ giả hắn thật sự bái phục những lý luận mà sở hưu vừa nói sống tại đông vực trước đây lâm nhai tử cũng từng tới một số đại phái đỉnh phong tại đông vực như lăng tiêu tông hoàng thiên Các, nghe cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền giảng đạo nhưng hắn lại cảm thấy những lời sở hưu vừa giảng tuy rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa nội dung phong phú Càng nghĩ càng khiến người ta kinh ngạc. Lúc này hắn đã gần như xác nhận, người trước mắt chính là truyền nhân của Cổ Tôn. Võ giả tu luyện kiếm đạo bình thường không thể nói ra những lời như vậy được, hơn nữa trong điển tịch kiếm đạo cũng không ghi lại những cảm ngộ như vậy. Sau khi nghi ngờ về sở hữu yếu bớt, thái độ của Lâm Nhai Tử đối với Sở Hưu càng lúc càng nhiệt tình hơn. Cường giả có danh hiệu Cổ Tôn tuy rất mạnh nhưng thường ẩn cư nơi rừng núi, không nhúng tay vào phân tranh trên giang hồ, cho nên lực uy hiếp không lớn như một số cường giả đại phái. Nhưng tương tự cũng rất ít người ở thế giới bên ngoài lại chịu đắc tội với cường giả như vậy. Mỗi vị truyền nhân của cổ tôn đặt chân lên giang hồ, nếu đối phương muốn lưu lại trong giang hồ thành lập cơ nghiệp thế lực, vậy xác suất thành công sẽ lớn hơn võ giả bình thường rất nhiều. Nếu đối phương chỉ hắn hành tẩu rèn luyện, vậy kết giao một chút cũng không có gì bất lợi, để lại chút thiện duyên nhân quả, ai biết lúc nào sẽ dùng tới. Hai bên nói vài lời khách sáo dối trá, sau đó hỏi Lâm Nhai Tử, Lâm trưởng môn, lần này tại hạ rời núi ngoài làm theo yêu cầu của sư phụ bước chân vào giang hồ rèn luyện ta còn muốn tìm kẻ thù của chi phái ta, tìm đệ tử truyền thừa của đối phương, báo thủ cho sư môn. Chẳng hai lâm trưởng môn từng nghe tới người này chưa?" Nói đoạn, Sở Hưu lại thuật lại chuyện mà mình đã nói với Lâm Phượng Vũ cho Lâm Nhai Tử. Lâm Nhai Tử suy nghĩ một chút rồi nói, "Độc cô duy ngã, Sở huynh đệ thứ lỗi, ta cũng chưa từng nghe cái tên này. Rốt cuộc thực lực của vị cường giả này ra sao, có tư liệu kỹ càng hơn không?" Sở Hưu gõ bàn nói, "Hắn là người của Ma đạo, chắc là dùng đao, cũng am hiểu binh khí khác." Còn thực lực của hắn à, ta chỉ có thể nói là so với sư tổ của chi phái chúng ta, thực lực của hắn mạnh hơn, hơn rất nhiều. Lâm Nhai Tử nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, còn mạnh hơn cường giả cổ tôn, rốt cuộc là cường giả cỡ nào. Sở hưu muốn thăm dò tin tức về độc cô duy ngã từ chỗ Lâm Nhai Tử, đáng tiếc lại thất bại. Lâm Nhai Tử cười khổ nói, sở huynh đệ, ta thật sự chưa từng nghe tới tên độc cô duy ngã, trong số những cường giả mà ta biết không vị nào giống như vậy. Đương nhiên cũng có thể vì tại hạ cô văn quả lậu. Thật ra lịch sử của cửu phượng kiếm tông ta cũng không quá dài, chỉ mới hơn 400 năm, qua ba đời người mà thôi. Tăng tổ phụ của ta chính là đệ tử đại phái huyền thiên cảnh ở Bắc Vực, do một chuyện tình cờ mà tới phương lâm quận của đông vực an cư lạc nghiệp. Thiên phú của tổ phụ ta quá kém, thậm chí không hoàn toàn kế thừa võ đạo của lâm gia ta, mãi tới khi phụ thân ta ra đời mới coi như quật khởi, hơn nữa thành lập cửu phượng kiếm tông. Cho nên ta chỉ biết rất ít về bí mật trên giang hồ. Nếu sở huynh đệ hỏi một số chuyện trên giang hồ hiện tại, có lẽ ta còn trả lời được, nhưng chuyện 500 năm trước thì ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe Lâm Nhai Tử nói vậy, Sở Hưu không tiếp tục hỏi đối phương có biết Ninh Huyền Cơ hay không. Ngay cả độc cô duy ngã với tính cách như vậy mà còn không lưu lại tên họ, nói chi Ninh Huyền Cơ. Nhưng Sở Hưu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách và thực lực của độc cô duy ngã, cho dù đặt ở đâu cũng là vầng mặt trời trói mắt. Có lẽ Ninh Huyền Cơ sẽ không lưu lại tiếng tăm quá lớn, nhưng chỉ cần độc cô duy ngã xuất hiện trên thế giới này, chắc chắn hắn sẽ không làm loại người vô danh cửu phượng kiếm tông quá nhỏ có lẽ không biết về một số bí ẩn lớn xem ra mình nên tìm hiểu sâu hơn về đại la thiên mới được lúc này lâm nhai tử lại thận trọng dò xét sở hưu lần này sở huynh đệ hành tẩu giang hồ chẳng hay mục đích chủ yếu là gì sở hưu gãi đầu ra vẻ đang phiền não nói gia sư nói thực lực của ta tiến bộ quá nhanh tâm cảnh theo không kịp thực lực cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian tu luyện tiếp theo cho nên bảo ta tạm thời không tăng cường tu vi bước vào giang hồ chọc thế hồng trần luyện tâm lúc nào cảm thấy tâm cảnh của mình tương xứng với thực lực mới có thể trở về tiện đó tìm truyền nhân của kẻ thù rửa nhục đệ tử cửu phượng kiếm tông ở bên dưới nghe mà trợn mắt há hốc mồm lần đầu tiên bọn họ nghe có người lại thấy ghét bỏ thực lực của mình tiến bộ quá nhanh triệu lương ngọc bĩu môi cho rằng người này đúng là vô sỉ có ai khoác lác là thực lực của mình tiến bộ quá nhanh nhưng lâm nhai tử lại cảm thấy rất bình thường sở hưu trẻ tuổi như vậy nhưng ngay cả hắn cũng không nhìn thấy thực lực của y trừ cổ tôn ra còn ai dạy được đệ tử xuất sắc như vậy. Huống chi cho dù như vậy, có lẽ những cường giả cổ tôn kia còn không hài lòng. Bọn họ chỉ chọn một đệ tử, nhất mạch đơn truyền, phải là loại ưu tú tới cực hạn, không thể có chút tì vết nào. Đối với những võ giả khác có lẽ tâm cảnh là thứ rất quái đản, nhưng nếu là truyền nhân của cổ tôn lại rất quan trọng. Lâm Nhai Tử lôi kéo Sở Hưu nói, Sở huynh đệ là truyền nhân của cổ tôn, về mặt tu luyện võ đạo, nếu tại hạ nói ra đề nghị gì thì đúng là tự chuốc lấy nhục nhưng nếu sở huynh đệ cần rèn luyện trên giang hồ, ta có thể cho ngươi một đề nghị. Thế nào là giang hồ, nói trắng ra giang hồ là khúc mắc về lợi ích, chém chém giết giết mà thôi. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, tông môn như cửu phượng kiếm tông chúng ta không lớn không nhỏ, vốn đã là lăn lộn trên giang hồ, cũng là cách giang hồ gần nhất. Tâm ma trong đầu sở hưu nghe lâm nhai tử nói vậy, nếu không phải nó vốn không có nhiều cảm xúc của loài người, không khéo đã cười ra tiếng. Hắn còn ở đây nói chuyện giang hồ lợi ích với sở hưu, đúng là nực cười. Tâm ma sống trong nguyên thủy ma quật bao nhiêu lâu như vậy, có thể coi là chứng kiến vô số lòng người. Sở hưu tuyệt đối là người đặc thù nhất, tâm tư phức tạp tới mức khó lòng tưởng tượng. Lúc này gương mặt sở hưu không có bất cứ biểu cảm gì, cứ như đang thụ giáo, lẳng lặng nghe lâm nhai tử khoác lác. Y có thể nói ra những lời giang hồ chỉ là chém chém giết giết, đủ chứng minh tầm mắt của bản thân. Chỉ là thông minh vật mà thôi, không thể nhìn nhận thấu triệt về đại cục. Lâm Nhai Tử tiếp tục nói, cho nên nếu Sở huynh đệ muốn rèn luyện trên giang hồ, chẳng bằng gia nhập Cửu Phượng Kiếm Tông của ta đi. Đương nhiên với thực lực và sư thừa của Sở huynh đệ, ta cũng không dám nói là Sở huynh đệ bái vào Cửu Phượng Kiếm Tông, mà là Cửu Phượng Kiếm Tông ta mời Sở huynh đệ làm khách khanh, địa vị gần như chỉ dưới ta, toàn bộ tông môn sẽ nghe lệnh của Sở huynh đệ. Sở Hưu nhíu mày nói, "Khách khanh, một khách khanh mà có quyền lực lớn vậy à?" Tuy tầm mắt của Lâm Nhai Tử không đủ cao, nhưng vẫn có chút thông minh vặt, giao quyền lực lớn như vậy cho một khách khanh có phải điên rồi không? Ở hạ giới, khách khanh và muôn khách linh tinh là thứ mà chỉ hoàng thất và thế gia mới có, nhưng cũng là người ngoài. Được trả nhiều tiền của mời tới, tương đương với tay sai cao cấp, không thể có quyền lực lớn như vậy được. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt sở hưu, lâm nhai tử vỗ đầu một cái nói, tại hạ quên mất. Sở huynh đệ chính là truyền nhân của cổ tôn, trước giờ chưa từng đặt chân vào giang hồ nên không hiểu nhiều về mấy chuyện này. Trong đại la thiên hiện tại, việc chiêu mộ khách khanh đang rất phổ biến, ngay cả một số đại phái còn chiêu mộ khách hành. Hơn nữa phong trào này tình cờ là do một vị truyền nhân của cổ tôn hơn 300 năm trước. Hơn 300 năm trước, trong số cổ tôn, đệ tử của võ tiên tinh hà nhân là mạnh tinh hà xuất thế hành tẩu giang hồ. Kết bái huynh đệ với người nối nghiệp đương thời của thế lực Hàn Giang Thành ở Đông Vực là Diệp Duy Không. Khi đó Hàn Giang Thành còn chưa phải đại phái đỉnh phong trong Đông Vực, chỉ có thể nói là không yếu thôi, đương nhiên cũng mạnh hơn cửu phượng kiếm tông này nhiều sau này hàn giang thành vô tình đắc tội với đại phái đứng đầu nam vực là đại thiên môn thậm chí ngay cả thành chủ đương thời của hàn giang thành cũng gặp bất chắc diệp duy không vội vàng tiếp quản hàn giang thành gạt bỏ lời ong tiếng ve của đám người để mạnh tinh hà lên làm khách khanh còn giao cho hắn quyền lợi cực lớn sư phụ của mạnh tinh hà là tinh hà tán nhân không chỉ am hiểu võ đạo mà tinh tượng thuật sợ mưu lược kế sách không gì không biết dưới sự lãnh đạo của mạnh tinh hà và lòng tín nhiệm của diệp duy không hàn giang thành tung hoành tại đông vực vừa chống cự lại đại thiên môn vừa tích góp lực lượng đợi tới khi thực lực của họ đạt tới trình độ nhất định là bắt đầu phản công lại đại thiên môn cuối cùng thắng trận khiến cho đại thiên môn bị trọng thương hàn giang thành cũng nhảy lên thành thế lực đứng đầu đông vực có thể sánh vai với những môn phái tồn tại từ vạn năm trước sau này mạnh tinh hà cảm giác mình rèn luyện trên giang hồ đã đủ nên tặng cho diệp duy không một môn công pháp rồi thản nhiên rời khỏi trở lại trong núi rừng tiếp nhận đạo thống của chi phái tinh hà tán nhân sự tích của hai người này đã thành một truyền thuyết nổi danh trên giang hồ từ đó trở đi các thế lực cũng quen dần với việc chiêu mộ khách khanh. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Nếu phát huy tác dụng của khách khanh, thậm chí còn có hiệu quả hơn đệ tử của bổn môn. Mạnh Tinh Hà đảm nhiệm chức vụ khách khanh cho Hàn Giang Thành, bản thân cũng được rèn luyện, nhận được đủ loại cơ duyên bảo vật. Cuối cùng thậm chí Mạnh Tinh Hà được tôn là vị có thực lực mạnh nhất trong số các đời Tinh Hà tán nhân. Lâm Nhai Tử không giấu giếm sở hưu về chuyện này, dù sao đây là chuyện mà mọi người trên giang hồ đều biết. Nhưng trong lời nói của Lâm Nhai Tử cũng có ý dụ dỗ. Mạnh Tinh Hà gia nhập Hàn Giang thành trợ giúp Hàn Giang thành trở thành đại phái đứng đầu ở Đông vực, nhưng bản thân cũng trở thành người mạnh nhất trong các đời Tinh Hà tán nhân, thậm chí không thua kém sư tổ. Bây giờ nếu Sở Hưu ngươi giúp đỡ Cửu Phượng Kiếm tông ta, không khéo cũng đạt được cảnh giới của Mạnh Tinh Hà năm xưa. Nói đoạn, Lâm Nhai Tử còn nhìn về phái Lâm Phượng Vũ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đứa con gái thiên phú xuất chúng nhưng hay gây chuyện này làm được một việc đúng đắn. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ đến nếu giúp ai cũng là rèn luyện hồng trần trên giang hồ, vậy vì sao Sở Hưu lại phải giúp Cửu Phượng Kiếm Tông của hắn? Chẳng lẽ là vì con gái hắn ngực to, trong toàn bộ đông vực, số tông môn mạnh hơn Cửu Phượng Kiếm Tông nhiều vô số kể. Sở Hưu chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười khó lòng nắm bắt nói, "Được, sau khi ta rời núi, người đầu tiên gặp được là Lâm cô nương, đây là nhân quả cũng là duyên phận, không chừng trong cõi u minh tự có thiên ý." Lâm Nhai tử lập tức cười ha hả nói, "Đúng đúng đúng, chính là thiên ý." Thấy Sở Hưu đáp ứng, lâm nhai tử mặt mày hớn hở hẳn ra nhìn con gái mình càng thấy thuận mắt đúng là con gái tìm được một đại cơ duyên nhưng lâm nhai tử lại không hề nghĩ tới chuyện tác hợp lâm phượng vũ và sở hưu nguyên nhân rất đơn giản truyền nhân của cổ tôn vô tình vô dục chỉ truy tìm cực hạn của võ đạo tình dục và con cháu sẽ ảnh hưởng tới điều này rèn luyện hồng trần trong giang hồ cũng là khảo nghiệm xem truyền nhân có chịu được sự mê hoặc của thất tình lục dục hay không nếu có truyền nhân của cổ tôn nào không qua nổi khảo nghiệm này vậy ngươi không phải truyền nhân hợp cách tự động bị loại. Chi phái cổ tôn đó cũng thu nhận đệ tử khác. Tuy không tàn khốc tới mức thu hồi võ công trên người ngươi, nhưng cũng cắt đứt hoàn toàn quan hệ nhan quả. Từ nay về sau mỗi người một ngả, ngươi sống hay chết, cổ tôn đó cũng không để ý tới ngươi. Bây giờ nếu hắn đi tác hợp con gái mình và sở hưu, rất dễ khiến sở hưu hiểu lầm là phá hoại lòng cầu đạo của y. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Nhai Tử lập tức tuyên bố chuyện này với mọi người, hầu hết đệ tử cửu phượng kiếm tông đều rất hưng phấn. Trong đại la thiên, truyền nhân của cổ tôn hết sức nổi tiếng huống chi cho dù sở hưu không phải truyền nhân của cổ tôn mà chỉ là võ giả chân hỏa luyện thần bình thường cửu phượng kiếm tông bọn họ cũng có thêm một cường giả vẫn là chuyện tốt chỉ có triệu lương ngọc sắc mặt âm trầm có vẻ không hề cao hứng sau khi bữa tiệc kết thúc triệu lương ngọc còn kéo lâm phượng vũ đang định rời khỏi nói sư muội muội tới khuyên sư phụ đi sao lại tùy tiện để sở hưu làm khách khanh của cửu phượng kiếm tông ta còn cho hắn quyền lợi lớn như vậy lâm phượng vũ bất đắc dĩ nói sư huynh huynh đừng như vậy có được không? Sở tiền bối là truyền nhân của cổ tôn, trong lòng chỉ có võ đạo cực hạn, không có những tình cảm phàm tục. Cho dù ta để ý tới người ta, người ta cũng chướng mắt với ta, ta và hắn thật sự không có quan hệ gì. Triệu Lương Ngọc lo lắng nói, sư muội, không phải vì điều này nên ta nói hắn không tốt mà vì tên sở hưu kia thật sự không phải người tốt lành gì. Trước đó đúng là Triệu Lương Ngọc nhắm vào sở hưu vì khác phái ghét nhau, sợ sư muội của mình thân cận với một người xa lạ như vậy nhưng sau này triệu lương ngọc thể hiện thái độ cam thù sở hưu như vậy không chỉ vì nguyên nhân đó mà còn vì hắn phát hiện sở hưu thật sự không phải người tốt hay nên nói tâm tư của sở hưu vốn không đơn giản như y nói thân là đại sư huynh của cửu phượng kiếm tông thiên phú và tu vi của triệu lương ngọc không bằng lâm phượng vũ nhưng hắn vẫn có thể ngồi vững trên vị trí này được lâm phượng vũ ưa thích trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng đó là hắn có một năng lực đặc biệt cảm giác của hắn vốn rất nhạy bén Cảm giác này không phải chỉ ngũ giác hay giác quan thứ sáu mà là hắn có thể cảm nhận được hoạt động trong nội tâm của con người. Đương nhiên cảm giác này cũng không phải thuật đọc tâm, hắn chỉ có cảm giác đại khái mơ hồ mà thôi, ví như đối phương đang tính kế suy nghĩ hay trong lòng có gì rối loạn. Dựa vào năng lực cảm giác này, Triệu Lương Ngọc mới đánh bại rất nhiều sư huynh sư tỷ trong Cửu Phượng Kiếm Tông âm thầm tính kế hắn, ngồi vững vàng trên ghế đại sư huynh. Trước đó khi đối mặt với Sở Hưu, hắn vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của Sở Hưu. Mãi tới lúc trong bữa tiệc, Sở Hưu nói ra những lời đó, Chữ Lương Ngọc mới loáng thoáng cảm nhận được, dường như Sở Hưu này ẩn giấu rất nhiều thứ, chắc chắn tâm tư của hắn không đơn thuần, không phải người lương thiện gì. Nhưng trước đó hắn đã thể hiện địch ý với Sở Hưu quá rõ ràng, cho nên bây giờ Lâm Phượng Vũ cũng không tin lời của hắn. "Sư huynh, huynh thành thực một chút đi, đừng kéo chuyện của huynh và ta sang những người khác. Bây giờ Sở Tiền Bối đã là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông ta, nếu huynh còn nói xấu hắn, ta sẽ báo cho phụ thân đấy." Nói xong, lâm phượng vũ hơi tức giận rời khỏi nhìn theo bóng lưng cô chữ lương ngọc cũng nổi giận hừ lạnh một tiếng nói không nghe lời ta chắc chắn cuối cùng các ngươi sẽ hối hận sáng sớm hôm sau sở hưu dậy sớm tới tàng kinh các của cửu phượng kiếm tông tìm rất nhiều sách để đọc đương nhiên không phải sở hưu tới tìm công pháp điển tịch của cửu phượng kiếm tông tuy công pháp điển tịch của cửu phượng kiếm tông không phải là thấp nhưng cũng không phải loại cao cấp gì cho sở hưu y cũng lười đọc sở hưu đang tìm hiểu những kiến thức thông thường trong đại la thiên và lịch sử của Đại La Thiên. Trước đó Sở Hưu cho rằng, chắc chắn Đại La Thiên sẽ che giấu lịch sử trước đây, dù sao chuyện mà những tiền bối của Đại La Thiên đã làm không hề tốt đẹp gì. Bỏ trốn sang một thế giới khác cũng được thôi, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua hai chữ công bằng, tuy hợp tình nhưng không được quang minh chính đại. Nhưng những chuyện này lại được ghi chép hết sức rõ ràng trong điển tịch của Đại La Thiên. Thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thế giới chia làm bốn vực đông tây nam bắc, cho nên sau khi tới Đại La Thiên, có lẽ do hoài cổ nên tuy địa hình của Đại La Thiên không hoàn toàn giống như hạ giới, nhưng người xưa vẫn giữ cách gọi đó, thậm chí các quận các phủ cũng được đặt theo cái tên trước đó. Còn vị trí chính giữa của bốn vực lại là Đại La Thần Cung. Đại La Thần Cung là trung tâm của toàn bộ Đại La Thiên, cũng là địa điểm của Long Mạch. Còn là nơi võ giả thời thượng cổ phá giới tiến vào Đại La Thiên, cho nên hết sức quan trọng, bị các môn phái đỉnh phong liên thủ nắm giữ. Cứ cách 10 năm, các đại phái mới có tư cách phái ra một số người đi vào Đại La Thần Cung tiềm tu những thứ này đều được ghi chép tỉ mỉ trong lịch sử đại la thiên chẳng trách có người đi qua nơi độc cô duy ngã và ninh huyền cơ giao chiến hô hào tổ địa gì đó kết quả bị phương thanh lam xử lý hóa ra hầu hết mọi người trong đại la thiên đều biết chuyện tổ địa nhưng người của đại la thiên lại không biết tổ địa vẫn còn người sống ít nhất trong điển tịch mà cửu phượng kiếm tông lưu lại chỉ ghi chép về hạ giới trước thời đại kiếp nạn thượng cổ nhưng sau đó điển tịch ngầm thừa nhận tổ địa đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn hoàn toàn không còn sinh cơ thời gian kế tiếp Sở Hưu lại lý giải thêm một chút kiến thức thông thường trong Đại La Thiên, hơn nữa còn tiện đà học xong ngôn ngữ của Đại La Thiên này. Trước đó khẩu âm của y tương đối mất tự nhiên, nhưng Lâm Phượng Vũ và Lâm Nhai Tử không để ý, còn tưởng y sống lâu trong rừng rậm không nói chuyện với ai nên mới như vậy. Nhưng bây giờ Sở Hưu cũng cần sửa lại khẩu âm, nếu không những người khác sẽ nghi ngờ. Sở Hưu cứ tiếp tục ở lại trong Tàng Kinh Các nhiều ngày, Lâm Nhai Tử lại đứng ngồi không yên. Hắn mời Sở Hưu tới làm khách khanh là muốn y hỗ trợ giúp Cửu Phượng Kiếm Tông lớn mạnh chứ không phải để Sở Hưu đi xem sách. Kết quả bây giờ thì hay rồi, thời gian này Sở Hưu chui vào ở luôn trong tàng kinh các không chịu ra ngoài. Lâm Nhai Tử đành phải mời Sở Hưu ra khỏi tàng kinh các, Sở Hưu còn thấy không vui nói, "Lâm Tông chủ, ta sống trong rừng núi đã lâu, giờ ra ngoài cũng phải tìm hiểu mọi chuyện ở ngoài chứ, còn rất nhiều điển tịch chưa đọc xong, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì?" Thời gian vừa qua đúng là Sở Hưu đã đọc sách Lịch sử Đại La Thiên tới vài vạn năm, có mấy ngày thôi làm sao hiểu rõ được. Không phải Sở Hưu thích nghiên cứu thứ này mà hắn muốn tìm hiểu lịch sử vạn năm của Đại La Thiên, từ đó nhìn ra phương thức làm việc và tính cách, vân vân, của những tông môn thế lực trong Đại La Thiên. Đọc được vài ngày, nếu bảo Sở Hưu đánh giá về đám người Đại La Thiên, vậy đánh giá của Sở Hưu chỉ có một từ, cổ xưa. Cổ xưa không có nghĩa là mạnh, không có nghĩa là tốt nhưng cũng không nhất định là xấu. Truyền thừa của Đại La Thiên kéo dài từ thời thượng cổ, trong Đại La Thiên hiện tại, có phân nửa, hay nói chính xác hơn là 8 phần 10 thế lực có thể tra tới ngọn nguồn thời thượng cổ. Còn thân phận giả của sở hưu, truyền thừa của cổ tôn cũng phải kéo dài tới thời kỳ thượng cổ. Nói cách khác, thời gian hơn một vạn năm mà toàn bộ Đại La Thiên chỉ có 2 phần 10 là thế lực quật khởi sau này, chuyện này đúng là khó tin. Còn ở hạ giới thì hoàn toàn ngược lại, thế lực truyền thừa hơn một vạn năm mới là hiếm có. Sở hưu cũng không biết tình huống như vậy là tốt hay xấu, dù sao những thế lực ở Đại La Thiên quá mạnh. Quá ổn định, còn võ giả Đại La Thiên lại thiếu tinh thần phấn đấu, cho nên mới tạo thành tình hình như vậy. Nhưng đây mới là những điều Sở Hưu nhìn nhận trong mấy ngày gần đây, không đợi y nghiên cứu thêm, Lâm Nhai Tử đã mời y ra. Nhìn Sở Hưu, Lâm Nhai Tử cười khổ nói, "Sở huynh đệ, nếu ngươi xem tiếp không khéo Cửu Phượng kiếm tông chúng ta cũng chẳng còn nữa rồi. Thời gian vừa qua Cửu Phượng kiếm tông đang gặp vô số phiền toái." Sở Hưu nhíu mày hỏi, "Ồ, phiền toái gì vậy?" Lâm Nhai Tử nói, "Thật ra Sở huynh đệ cũng biết mà." là những tông môn khác trong phương lâm quận có quen biết với cửu phượng kiếm tông ta ngấp nghé thiên tuyệt kiếm điển của cửu phượng kiếm tông chúng ta cho nên tới gây sự vốn dĩ ta đã đáp ứng cho bọn họ cùng nghiên cứu thiên tuyệt kiếm điển nhưng không ngờ đám người kia lại được đằng chân lân đằng đầu đuổi giết con gái ta cho nên sau đó ta đã trở mặt với bọn chúng mấy ngày nay bọn chúng thay nhau chèn ép sản nghiệp của cửu phượng kiếm tông ta trong khu vực phương lâm quận nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này không thì bọn chúng từ từ xâm chiếm cửu phượng kiếm tông ta sẽ vĩnh viễn không có ngày bình an sở hưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lâm nhai tử chuyện này có gì cần nghĩ cách giải quyết lâm nhai tử nghe vậy càng lấy làm lạ chẳng lẽ không cần nghĩ cách à sở hưu điềm nhiên nói những môn phái kia ngấp nghé thiên tuyệt kiếm điển trong tay ngươi nhìn trộm trí bảo này đó là mối thủ đoạt bảo bọn chúng thiếu chút nữa giết chết con gái mà ngươi yêu thương nhất đây là mối thủ giết người thân bây giờ bọn chúng còn từ từ xâm chiếm cửu phượng kiếm tông của ngươi muốn hủy diệt môn phái của ngươi đây là mối thù diệt môn. Bây giờ người ta định cướp tài sản của ngươi, giết người trí thân của ngươi, diệt cả nhà ngươi, còn thiếu nước ỉa lên đầu ngươi, ngươi còn định nghĩ cách? Đương nhiên là liều mạng với bọn chúng, còn nghĩ cách gì nữa? Lâm Nhai Tử bị Sở Hưu nói tới mức uất ức, nhưng hắn đành đáp, đương nhiên ta cũng muốn liều mạng, nhưng vấn đề là cho dù có liều mạng, có lẽ cũng không liều nổi. Nếu là một nhà còn dễ nói nhưng lần này tận ba nhà xuất thủ, làm sao liều được đây? Sở Hưu ném quyển sách trên tay đi, thản nhiên nói: trước thì đấu không lại, giờ đã có ta làm khách khanh, chẳng lẽ vẫn không đấu nổi. Lâm Nhai Tử hưng phấn xoa tay, hắn đang đợi chính câu này của Sở Hưu. "Sở huynh đệ, tiếp theo xin giao Cửu Phượng Kiếm Tông cho ngươi chấp trưởng, cụ thể xuất thủ ra sao, có cần bố trí kế hoạch thỏa đáng hay không?" Sở Hưu lắc đầu nói, "Giết người đâu cần phiền toái như vậy." Giơ tay chém xuống, đơn giản trực tiếp, "Ta giết người cũng không phiền toái như vậy." Lâm Tông chủ chỉ cần dẫn người tới thu dọn tàn cuộc giúp ta là được thấy dáng vẻ điềm nhiên của sở hưu lâm nhai tử ngây dại nhưng không hề nghi ngờ vì từ giọng điệu lạnh nhạt của sở hưu có thể thấy được thái độ tự tin của y còn có sát ý nồng đậm không phải sở hưu cố tình tỏa ra sát ý đây chỉ là hành động vô thức lâm nhai tử còn hơi nghi hoặc về chuyện này chẳng phải sở hưu vẫn luôn quy ẩn trong rừng núi à cùng lắm là giết một chút yêu thú thôi sao lại bồi dưỡng được sát ý cường đại như vậy nhưng lâm nhai tử chỉ nghi ngờ trong một chớp mắt ngắn ngủi rồi không tiếp tục nghĩ nhiều theo lời sở hưu, võ công của y là tam tu đạo Phật ma, trong đó tinh thông nhất lại là công pháp ma đạo. Công pháp ma đạo âm trầm cực đoan, cho nên sẽ ngưng tụ đại lượng khí huyết sát. Sở hưu có sắc khí cường đại như vậy cũng rất bình thường. Đại La Thiên không có độc cô duy ngã cho nên võ giả không kỳ thị công pháp ma đạo, chỉ có phần chán ghét võ giả tu luyện ma công mà thôi. Dù sao ma công cũng là thứ âm trầm cực đoan, cho nên võ giả tu luyện ma công cũng có tính cách hiếu sát cực đoan, tương đối quái đản. Nhưng cũng chỉ là hơi chán ghét, còn xa mới đạt tới mức ra tay trừ ma vệ đạo như ở hạ giới. Có thể nói sự tồn tại của Độc Cô Duy Ngã vừa khiến giới ma đạo đạt tới đỉnh phong lại vừa khiến giới ma đạo rơi xuống đáy vực. Trong khu rừng bên ngoài thân phận Phương Lâm quận, mấy năm tinh nhuệ Cửu Phượng kiếm tông tập trung ở đây. Tất cả võ giả Cửu Phượng kiếm tông đều thấy rất mới lạ. Tông môn như Cửu Phượng kiếm tông, trong quá trình cuột khởi chắc chắn sẽ gặp chuyện chém giết phân tranh, thật ra bọn họ cũng thấy quen rồi. Nhưng như lúc này cứ thế đánh đến tận cửa mà không cần chuẩn bị gì cả, đây đúng là lần đầu tiên làm như vậy, đúng là đơn giản thôi bạo tới cực hạn, khiến bọn họ khó lòng thích ứng. Lâm Phượng Vũ đứng sau lưng Sở Hưu, cô nàng khá tin tưởng vào Sở Hưu. Sau lần ở Đế La Sơn Mạch, chứng kiến Sở Hưu giết chết năm võ giả cảnh giới chân đan chỉ trong chớp mắt, Lâm Phượng Vũ đã cực kỳ tin tưởng Sở Hưu. Còn Triệu Lương Ngọc lại đứng bên cạnh Lâm Phượng Vũ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hưu. Trực giác nói cho hắn biết, Sở Hưu không phải người tốt cho dù hiện tại y giúp Cửu Phượng Kiếm Tông giải quyết phiền toái nhưng trên thực tế trong lòng y vẫn có ý xấu, tự có mưu kế riêng. Lâm Tông chủ, có thể giảng giải cho ta một số tư liệu về Trường Hà phái không?" Sở Hưu hỏi Lâm Nhai Tử ở bên cạnh. Lâm Nhai Tử gật đầu nói, suýt nữa thì quên, đúng là trước khi ra tay nên thuật lại tư liệu của đối thủ cho Sở huynh đệ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở Hưu lắc đầu nói, ta không có ý này, chẳng qua ta chỉ muốn biết rốt cuộc người bị mình giết là ai thôi. Lâm Nhai tử nghẹn lời nhưng vẫn ho khan một tiếng nói, thật ra lai lịch của Trường Hà phái rất giống Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta. Tổ tiên Cửu Phượng Kiếm Tông ta từ Huyền Thiên cảnh ở Bắc vực tới, còn trưởng môn Phương Trường Hà của Trường Hà phái tới từ Chiến Võ Thần Tông của Nam vực, đó cũng là thế lực lớn đứng đầu Nam vực. Nghe nói Phương Trường Hà đắc tội với đại nhân vật nào đó trong Chiến Võ Thần Tông, nói những lời không nên nói nên bị đuổi đi. Khi người này vừa tới Phương Lâm quận An cư lạc nghiệp từng tới cầu xin Cửu Phượng Kiếm Tông ta, không ngờ bây giờ lại vong ân phụ nghĩa, định giết con gái ta sở hưu không quan tâm tới mấy lời oán hận của lâm nhai tử y chỉ vuốt cằm cảm giác đám người đại la thiên này hành xử đúng là kỳ quái có vẻ như xưa nay những đại phái đỉnh phong không đuổi tận giết tuyệt những đệ tử trong môn phái phạm sai lầm thậm chí không thu hồi võ công của bọn họ chỉ đơn giản trục xuất sư môn là xong bọn họ làm vậy chẳng lẽ còn định lưu lại chút tình cảm hay sao không sợ những đệ tử kia sinh lòng oán hận ngay sau âm thầm trả thù dù sao sở hưu cũng không làm chuyện lưu lại hậu hoạn như vậy Tuy những tông môn khác dưới hạ giới cũng không đuổi tận giết tuyệt nhưng chắc chắn sẽ thu hồi vô cùng công, còn cách làm của Đại La Thiên lại rất khác biệt. Sở Hưu không suy nghĩ tiếp, vung tay, trực tiếp dẫn người đi về phía Trường Hà phái. Lâm Nhai Tử tiếp nhận Cửu Phượng kiếm tông từ tay phụ thân, còn vị Phương Trường Hà trưởng môn của Trường Hà phái lại là dùng sức mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tới giờ mới gây dựng được cơ đồ của Trường Hà phái tới như hiện tại. Từ điểm này có thể nhìn ra năng lực của Phương Trường Hà hơn hẳn Lâm Nhai Tử. Trong Trường Hà phái Phương Trường Hà đang đích thân dạy bảo võ kỹ cho môn hạ đệ tử. Thật ra Phương Trường Hà cũng không biết kiếm pháp, hắn am hiểu quyền pháp và trường pháp, tương tự cũng không định chuyển tu kiếm pháp. Lần này ba nhà bọn họ liên hợp âm mưu đoạt lấy kiếm điển, thật ra đối với hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn vẫn đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể không lấy kiếm pháp nhưng lại muốn thu lợi từ hai nhà khác. Còn giao tình giữa hắn và Lâm Nhai Tử mấy năm trước, đứng trước lợi ích này thì có tính là gì? cùng lắm thì khi động thủ mình không quá nặng tay là được. Thật ra mấy năm nay thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông cũng tạm được, tiếc là sau khi phụ thân của Lâm Nhai Tử qua đời, Cửu Phượng Kiếm Tông càng ngày càng kém. Thực lực không đủ, không giữ được bảo vật, vậy không thể trách người khác tham lam được. Đúng lúc này, một đệ tử hốt hoảng chạy vào nói, "Trưởng môn, người của Cửu Phượng Kiếm Tông đánh tới cửa rồi." Phương Trường Hà nhíu mày, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Nhai Tử còn có lá gan làm vậy ư? Đúng là ta coi thường hắn rồi ra ngoài xem xem rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Lâm Nhai Tử có dũng khí chủ động xuất thủ. Không phải Phương Trường Hà tự đại mà là hắn thật sự không để Lâm Nhai Tử trong mắt. Hắn là võ giả xuất thân từ đại phái chiến võ thần tông ở Nam Vực, cho dù bây giờ bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng võ nghệ vẫn còn. Đệ tử xuất thân từ đại phái đỉnh phong như hắn, được dạy dỗ và cung cấp tài nguyên vượt xa võ giả bình thường như Lâm Nhai Tử. Tuy cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể truy ngược tới đại phái huyền thiên cảnh tại Bắc Vực, nhưng đó là chuyện vài trăm năm trước, không liên quan gì tới lâm nhai tử hiện tại khi phương trường hà dẫn người ra ngoài thấy tinh nhuệ của cửu phượng kiếm tông đều ở đây hắn cười lạnh một tiếng nói lâm nhai tử bố trí thế trận lớn như vậy cho ai xem cơ chứ chắc ngươi không nghĩ chút lực lượng còn con đó mà diệt được trường hà phái của ta đấy chứ lâm nhai tử tức giận nói phương trường hà năm xưa khi ngươi tới phương lâm quận ta nào có bạc đãi ngươi khi thanh phong hải của ngươi vừa thành lập ta còn giúp đỡ ngươi không ít tài nguyên bây giờ ngươi báo đáp ta như vậy đấy à phương trường hà điềm nhiên nói đúng là nhận ơn một vũng nước phải báo ơn bằng cả con suối như lâm nhai tử làm người đừng quá tham lam cũng đừng coi người khác là loại ngu ngốc năm xưa cửu phượng kiếm tông của ngươi đắc tội với vài đại phái an nguy trong sớm tối vừa đúng lúc ta xuất hiện ngươi đưa chút ơn huệ nhỏ nhoi mà coi ta làm tấm khiên chắn mấy chuyện này ta đều biết nhưng không nói gì cũng giúp ngươi ngăn cản đám người kia kết quả bây giờ ngươi lại lấy mấy chuyện ân tình còn con đấy ra nói ngươi tưởng ta là ngu ngốc hay sao cửu phượng kiếm tông các ngươi không thể bảo vệ thiên tuyệt kiếm điển còn không muốn giao ra vậy đừng trách mấy phái chúng ta độc ác lâm nhai tử vẻ mặt phẫn nộ còn định nói gì đó sở hưu lại vung tay lên nói được rồi nhiều lời như vậy đã thấy mệt chưa đã đến lúc trở mặt rồi còn quan tâm ân tình với không ân tình gì nữa cứ ra tay giết người là được trước đó phương trường hà còn không chú ý tới sở hưu dù sao sở hưu không cố ý thể hiện khí thế lại thêm bề ngoài của y rất trẻ trung rất dễ bị người khác ngộ nhận là đệ tử hay tùy tùng của Lâm Nhai Tử. Nhưng tới khí mở miệng, sắc mặt của Phương Trường Hà mới nghiêm nghị hẳn lên. Vì hắn phát hiện, không ngờ mình không thể nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt. Rốt cuộc các hạ là ai? Phương Trường Hà cẩn thận mở miệng thăm dò. Bây giờ hắn đã có thể xác định, Lâm Nhai Tử có dũng khí tới gây sự với hắn có lẽ là vì người trẻ tuổi này. Sở hưu lắc đầu nói, Phương Trường Môn không cần biết ta là ai, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Một người chết, không cần biết quá nhiều, cuồng vọng, Phương Trường Hà hừ lạnh một tiếng. Tuy hắn không nhìn thấu tu vi của người trẻ tuổi trước mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bó tay chịu trói, rốt cuộc ai mạnh ai yếu vẫn phải đánh mới biết được. Sở Hưu lắc đầu, không muốn nhiều lời với Phương Trường Hà. Pha trận tử rời vỏ, ánh sáng sắc bén lóe lên ngay khoảnh khắc rút đao, chỉ riêng lực lượng cường đại trên thân đao đã khiến người khác tâm thần chấn động. Lâm Nhai Tử thầm nghĩ, quả không hổ danh truyền nhân của Cổ Tôn, chỉ riêng thanh đao này đã không phải vật phàm rồi phương trường hà lại âm thầm run rẩy người dùng đao này chắc chắn không phải loại phàm tục tay hắn nết quyền ấn chỉ trong chớp mắt thân thể đã như nối liền với mặt đất bên dưới nắm tay đánh xuống như dãy núi dựng thẳng bất động như núi có thể ngăn cản nhật nguyệt động như núi lở thái sơn sụp đổ lâm nhai tử ở bên cạnh nhanh chóng giải thích đây là bí kỹ của chiến võ thần tông bàn sơn có thể công có thể thủ quyền thế bách biến sở huynh đệ phải cẩn thận hắn còn chưa dứt lời đao của sở hưu đã chém ra chỉ trong chớp mắt, đao mang lóng lánh xuyên thủng thiên địa, mọi thứ đều tan vỡ dưới đao này. Khoảnh khắc này mọi người đều có một loại ảo giác, cứ như dưới đao của Sở Hưu, thiên địa này như bị chia thành hai nửa. Khi Phương Trường Hà vào thế thủ bàn sơn, bất động như núi, có thể ngăn cản Nhật Nguyệt. Nhưng đối mặt với đao của Sở Hưu, bất luận núi non Nhật Nguyệt gì, tất cả đều bị một đao chia thành hai nửa. Trong thời khắc sinh tử, Phương Trường Hà gầm lên một tiếng, định thiêu đốt tinh huyết liều mạng xuất thủ. Nhưng tốc độ xuất đao của Sở Hưu quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua cả thời gian và không gian, nhanh tới vượt ngoài hành động phản ứng của Phương Trường Hà. Khi hắn phản ứng lại, thân thể đã bị đao của Sở Hưu chém thành hai nửa, trực tiếp đổ xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới chân hắn. Khoảnh khắc này người của cả Cửu Phượng Kiếm Tông lẫn Trường Hà phái đều ngây ngốc. Môn chủ của một phái, cao thủ chân hỏa luyện thần lại bị người ta xuất một đao chém chết, chuyện này khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Khoảng vài giây sau người của Trường Hà phái mới phản ứng lại, lao nhau kêu la bỏ trốn. Sở Hưu thản nhiên nói với Lâm Nhai Tử đang đứng ngây ra tại chỗ, "Lâm tông chủ, ngươi còn chờ gì nữa? Còn đợi tiếp người ta chạy mất dạng bây giờ. Cho dù ngươi không muốn diệt cỏ tận gốc nhưng Thanh Phong Hải có nhiều võ giả đệ tử như vậy, chẳng lẽ ngươi không định thu nhận à?" Nghe Sở Hưu nói vậy, Lâm Nhai Tử mới phản ứng lại, gật đầu lia lịa, lập tức dẫn các đệ tử thu dọn tàn cuộc. Không biết vì sao, bây giờ Lâm Nhai Tử nhìn Sở Hưu lại có cảm giác hơi sợ hãi. Hắn biết là vì sao, đó là nỗi sợ hãi trước thực lực thực lực của phương trường hà còn mạnh hơn lâm nhai tử kết quả hắn còn không đỡ được một chiêu của sở hưu có lẽ có nguyên nhân là hắn không phản ứng kịp nhưng thực lực của sở hưu cũng cao tới mức khiến người ta kinh hãi nửa ngày sau khi cửu phượng kiếm tông hoàn toàn tiếp quản trường hà phái lâm nhai tử mới hỏi sở huynh đệ tiếp theo chúng ta làm thế nào không biết từ lúc nào thái độ của lâm nhai tử đối với sở hưu đã trở nên cung kính có lẽ ngay bản thân hắn cũng không ý thức được điều này sở hưu nhìn về phương xa lạnh nhạt nói đương nhiên là thừa thế xông lên giải quyết nốt hai phái còn lại. Thực lực những võ giả Đại La Thiên yếu hơn tưởng tượng của Sở Hưu một chút, có lẽ là khởi điểm của bọn họ tương đối cao cho nên trong cùng cấp độ, bọn họ ít phải rèn luyện chém giết hơn võ giả ở dưới hạ giới. Ở hạ giới, những người có thể đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần thường là cột trụ của một tông môn, phải bộc lộ tài năng từ vô số nhân kiệt. Còn xuất thân tán tu lại càng khó khăn, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, có vậy mới đạt tới cảnh giới này. Theo lời Lâm Nhai Tử, trong những võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần ở Phương Lâm quận, thực lực của Phương Trường Hà đã là khá mạnh, còn xuất thân đại phái, cho nên Sở Hưu vừa ra tay đã thi triển đao ý phá tự quyết, dốc toàn lực xuất thủ. Kết quả ai mà ngờ Lâm Nhai Tử này nói là mạnh nhưng chỉ mạnh có vậy, chút thực lực đó có so với mấy lão tổ khí huyết suy yếu của đại thế gia cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Sở Hưu không trì hoãn, trực tiếp dẫn Cửu Phượng Kiếm Tông tới hai thế lực khác, Kỳ Sơn Diêu gia và Phong Lâm Kiếm Tông. Nếu đều là loại xấp xỉ như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ bọn chúng chỉ trong một ngày thôi. Lúc này trong phong lâm kiếm tông, người của hai phái đã tập trung, ai nấy đều rất bối rối. Trong đại la thiên, trận đạo phát triển hơn hạ giới nhiều. Dưới hạ giới thì phải là các đại phái mới có trận pháp đưa tin, nhưng trong đại la thiên chỉ cần môn phái có chút thực lực là có trận pháp như vậy. Tuy cửu phượng kiếm tông từng tham gia chém giết tông môn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có hành động diệt môn. Làm việc chưa được lưu loát dẫn tới tin tức bị tiết lộ ra ngoài, Khiến Diêu gia và Phong Lâm kiếm tông biết được, Phương Trường Hà đã chết rồi ư, sao lại như vậy được? Rốt cuộc Lâm Nhai tử kia tìm được chỗ dựa giao sao? Chẳng lẽ là cường giả Thiên Địa Thông Huyền ở Huyền Thiên cảnh? Tông chủ Phong Lâm kiếm tông đã thấy luống cuống. Quan hệ giữa hắn và Lê Thành không tệ, chuyện này cũng là hắn kéo Phương Trường Hà vào, đương nhiên hắn biết thực lực của Phương Trường Hà mạnh tới mức nào. Bây giờ bên kia lại báo tin Phương Trường Hà bị người ta xuất có một đao đã giết chết, chuyện này khiến hắn không thể tin nổi. Vị gia chủ Diêu gia lại bình tĩnh hơn tông chủ Phong Lâm Kiếm tông nhiều. Hắn trầm giọng nói, không thể nào, cho dù Lâm gia và Huyền Thiên Cảnh vẫn còn chút quan hệ, nhưng Huyền Thiên Cảnh cách Nam vực bao xa, chẳng lẽ Lâm nhai tử lại biết trước chuyện chúng ta sẽ ra tay đối phó với hắn, cho nên mời người của Huyền Thiên Cảnh đến à? Cho dù đối phương không phải người của Huyền Thiên Cảnh, nhưng loại đối thủ có thể một đao giết chết Phương Trường Hà như vậy, chúng ta nên đối phó ra sao? Gia chủ Diêu gia cũng gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không đợi bọn họ âu sầu quá lâu bên ngoài đã có đệ tử đi vào báo tin nói là người của cửu phượng kiếm tông đã đánh tới cửa hai người nhìn nhau trong lòng lập tức trầm xuống sao tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy bên ngoài phong lâm kiếm tông lúc này lâm nhai tử không oán hận như vừa rồi chứng kiến tông chủ phong lâm kiếm tông và gia chủ diêu ra đi ra không khỏi đắc ý nói sơn thủy lưu truyền hai vị định cướp đoạt cửu phượng kiếm tông của ta chắc cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội ngoan ngoãn nhận thua đi phong lâm kiếm tông và diêu gia sáp nhập vào cửu phượng kiếm tông của ta ta còn có thể lưu lại cho hai người các ngươi một chức vị trưởng lão tông chủ phong lâm kiếm tông và gia chủ giao dịch sắc mặt đều xám xịt đang làm trưởng môn gia chủ yên lành ai lại chịu đi làm trưởng lão nhưng không đợi bọn họ lên tiếng sở hưu quay đầu lại nói với lâm nhai tử ai nói sẽ thả bọn chúng lâm nhai tử trợn mắt há hốc mồm nói không thì thế nào giết hết à sở hưu điềm nhiên nói người khác có giết hay không cũng không quan trọng nhưng ngươi định lưu lại hai vị kia làm gì lâm tông chủ tốt xấu gì ngươi cũng là người chấp trưởng một tông môn sau này đừng nói những lời ngây thơ như vậy cần biết nuôi hổ thành họa ngươi muốn chiếm đoạt phong lâm kiếm tông và diêu ra cũng được thôi nhưng hai vị này là người lãnh đạo muốn uy danh có uy danh muốn thực lực có thực lực nhất định phải tiêu diệt bọn họ mới an toàn được bằng không một khi bọn họ lợi dụng uy thế của bản thân âm thầm gây chuyện với ngươi ngươi lấy gì ra ngăn cản phiền toái lớn như vậy chẳng bằng một đao chém xuống cũng là cách vất vả một lần mà an nhàn cả đời. Lâm Nhai Tử trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một mặt khác của Sở Hưu sau khi chứng kiến thực lực của y, đó là hung ác. Thật ra những thế lực võ lâm ở Đại La Thiên cũng hay tranh chấp chém giết lẫn nhau, chuyện diệt môn cũng thường thấy, nhưng phần lớn thế lực vẫn để lại chút đường lui, không phải Lâm Nhai Tử lòng dạ đàn bà mà là thói quen và quy củ ở Đại La Thiên là vậy, mọi người đều ngầm thừa nhận. Trước đó Lâm Nhai Tử quên nói với Sở Hưu, hơn nữa Sở Hưu ra tay quá nhanh, cho dù hắn có nhắc nhở cũng không còn kịp nữa rồi. Thói quen này là do vạn năm trước khi các thế lực lớn tới Đại La Thiên, nhân số thật ra không nhiều. Ở hạ giới bọn họ đã có mâu thuẫn, đương nhiên mâu thuẫn này không vì tới Đại La Thiên mà biến mất, cho nên vẫn có chuyện chém giết tranh chiến. Nhưng nhân số ít nên mọi người phải kiềm chế, cố gắng không hạ thủ giết người. Cho nên nhiều năm qua, chuyện này biến thành một quy tắc ngầm của Đại La Thiên, trừ phi có thủ giết cha đoạt vợ vân vân, cơ bản là mọi người sẽ không hạ thủ giết người thấy sở hưu và lâm nhai tử bàn bạc chuyện sinh tử của mình tông chủ phong lâm kiếm tông và gia chủ diêu gia đều rất tức giận dù sao bọn họ cũng là người chấp trưởng của một thế lực cũng là cao thủ chân hỏa luyện thần kết quả rơi vào tay người ta lại như một khai đồ ăn muốn ăn thế nào thì ăn thế nấy hỏi bọn họ làm sao chịu được hai người nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời đánh về phía sở hưu trường kiếm trong tay tông chủ phong lâm kiếm tông cuộn một vòng làm cuốn lên vô số phong vân kiếm thế hùng hồn mạnh mẽ gia chủ diêu ra lại dùng binh khí hiếm thấy là côn đập thẳng xuống đầu sở hưu cương khí cường đại gầm thét như phá núi mở đường một trọi hai lâm nhai tử định tới hỗ trợ nhưng hắn còn chưa kịp ra tay sở hưu đã bước lên trước một bước chỉ trong chớp mắt vô số ngọn lửa diệt thế màu đen lan tỏa ngọn lửa màu đen gần như chỉ chớp mắt đã bao phủ lấy hai người vô số cương khí bắt đầu cháy lên hừng hực ngọn lửa diệt thế có thể thiêu đốt tất cả hết sức tà ác quỷ dị khiến cả tông chủ phong lâm kiếm tông và gia chủ diêu ra đều giật nảy mình gia chủ diêu ra cắn răng một cái thân thể bộc phát khí huyết trực tiếp vận dụng toàn lực toàn thân tỏa ra ánh kim giúp hắn vượt qua bao vây của ngọn lửa diệt thế xuất côn đánh về phía sở hưu đây là côn pháp của ngươi yếu quá yếu không có chút khí thế nào sao lại dùng loại binh khí cương mãnh như vậy sở hưu vung tay hời hợt chỉ một khoảnh khắc sau gia chủ diêu ra lại kinh hãi phát hiện khí huyết toàn thân mình như bị khống chế không ngừng lao về phía sở hưu hôm nay ta cho ngươi thấy thế nào mới là côn pháp vô số máu tươi bị sở hưu rút ra thân hình gia chủ diêu ra như cái xác khô rơi dưới đất chỉ còn lại một hơi thở chỗ máu tươi này ngưng tụ trong tay sở hưu hóa thành một thanh bàn long côn đỏ máu trực tiếp đập về phía tông chủ phong lâm kiếm tông hồ khiếu côn tập trong huyền vũ chân công được thi triển tuy sở hưu chỉ biết một môn côn pháp như vậy nhưng dù sao huyền vũ chân công cũng là huyền vũ chân công chỉ một môn công pháp cũng hết sức bất phàm sau khi sở hưu xuất côn đánh ra vô số ánh côn trực tiếp bao phủ lấy tông chủ phong lâm kiếm tông lực lượng cường đại đập lên nói chung tạo ra từng tiếng hổ gầm không tới ba giây sau tông chủ phong lâm kiếm tông đã bị nhát côn này của y đập thành thịt nát gia chủ diêu ra chỉ còn một hơi thở chứng kiến cảnh tượng này rốt cuộc cũng tắt thở hắn luyện côn pháp cả đời kết quả tới cuối cùng lại phát hiện côn pháp của mình còn không bằng một kẻ dùng đao không biết rốt cuộc hắn không chịu nổi nên bỏ mạng hay tức chết giải quyết hai người như bẻ gãy cành củi khô sở hưu không tiếp tục xuất thủ chuyện còn lại giao cho lâm nhai tử giải quyết nếu lâm nhai tử còn không giải quyết được chút người như vậy hắn làm trưởng môn cũng quá không xứng chức thật ra đối với những tông môn như diêu gia hay phong lâm kiếm tông ngươi nói bọn họ mạnh thì bọn họ chỉ có một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần chấn thủ nhưng ngươi nói bọn họ yếu thì bọn họ vẫn có một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần chấn thủ đây là tình thế rất lúng túng mạnh yếu thắng thua chỉ do người khổ nỗi phần lớn các tông môn đều như vậy cho nên sau khi sở hưu giải quyết người chấp trường những kẻ khác cũng không thể gây ra sóng gió gì Lâm Nhai Tử đứng ở đó, ánh mắt không thể tin nổi. Phương Lâm quận chỉ lớn có vậy, lúc bình thường đấu đi đấu lại, bọn họ là những tông môn va chạm với nhau nhiều nhất, đương nhiên đa số thời điểm Cửu Phượng Kiếm Tông đều ở thế yếu. Kết quả bây giờ, chỉ trong một ngày ba phái đều tan thành cho bụi, chuyện này khiến Lâm Nhai Tử cảm thấy có phần không chân thật. Những thứ lấy được từ ba phái, Sở Hưu cũng không muốn đưa hết cho Cửu Phượng Kiếm Tông. Lúc trước y lấy được những thứ do độc cô duy ngã lưu lại, đang dược bát chuyển cửu chuyển còn có thể ăn như đậu phộng, đương nhiên ngứa mắt với mấy thứ này. Nhưng hắn lại bảo Lâm Nhai Tử tìm điển tịch của ba phái này tới cho mình. Hắn muốn xem xem trong điển tịch của ba phái này có ghi lại thứ gì liên quan tới độc cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ không. Kết quả bỏ ra vài ngày xem hết mấy thứ này, sở hưu lại thấy thất vọng, y chẳng tìm được gì. Trong ba phái này, Trường Hà Phái là phương Trường Hà tự sáng lập cho nên không có lịch sử gì, chỉ ghi lại một số thứ liên quan tới bản thân hắn. Phong Lâm Kiếm Tông mới thành lập hai ba trăm năm, tổ tiên cũng chỉ là võ giả tán tu, không có lịch sử quá sâu xa. Chỉ có diêu gia truyền thừa hơn 500 năm nhưng cũng chỉ ghi chép vài chuyện lặt vặt, không có miêu tả độc cô duy ngã và ninh huyền cơ. Tương tự, trong thời gian mấy ngày vừa qua, toàn bộ phương lâm quận đã như lật nhào, tạo ra vô số gợn sóng. Phương lâm quận là một quận lớn của đông vực, thật ra ngày thường khá yên bình, không có sóng gió gì lớn. Thực lực của mọi người không cách biệt nhau bao nhiêu. Cho dù lần này mấy tông môn khác ra tay với cửu phượng kiếm tông cũng là ba nhà phối hợp cùng động thủ, nếu chỉ có một nhà còn chưa chắc đã dám ra tay. Kết quả bây giờ chỉ trong một ngày mà tam đại thế lực bị diệt sạch, chuyện này đã không phải gợn sóng nữa rồi, không khác nào ném bom vào đầm nước. Lâm Nhai Tử là người ra sao, ai cũng hiểu, chuyện này hắn không làm được, cho nên cũng có người thăm dò thân phận của Sở Hưu. Sở Hưu không bảo Lâm Nhai Tử che giấu thân phận của mình. Y không muốn làm trò giả heo ăn thịt hổ, muốn có được nhiều thứ hơn, muốn tìm được thông tin liên quan tới độc cô duy ngã, thật ra cách tốt nhất là trực tiếp hòa mình vào Đại La Thiên ngươi có thể tìm được tin tức ra sao được quyết định bởi địa vị của ngươi cao tới mức nào ví dụ như khi còn ở hạ giới chuyện liên quan tới bí ẩn đại kiếp nạn thời thượng cổ chỉ là truyền thuyết đối với các võ giả bình thường còn dối với những võ giả đứng trên đỉnh phong lại là chuyện hết sức rõ ràng cho nên tuy những tông môn ở phương lâm quận không tìm hiểu được thân phận thực sự của sở hữu nhưng lại biết người trợ giúp cửu phượng kiếm tông chính là một vị truyền nhân của cổ tôn tuy đại đa số mọi người đều nghi ngờ nhưng bọn họ cũng thấy hâm mộ vận may của cửu phượng kiếm tông có thể nịnh bợ một vị truyền nhân của cổ tôn trong cửu phượng kiếm tông lâm phượng vũ thận trọng gõ cửa phòng sở hưu hỏi sở tiền bối ngài vẫn đang tìm manh mối về đối thủ sao sở hưu gật đầu nói sao nào ngươi có phát hiện gì à lâm phượng vũ hỏi ngược lại có phải ngài cũng đang tìm manh mối về một cao nhân trong đạo môn không thật ra sở hưu không đề cập chuyện về ninh huyền cơ cho lâm phượng vũ y thấy một người ngông nghênh hay gây chuyện như độc cô duy ngã mà còn không để lại manh mối gì chắc chắn ninh huyền cơ lại càng không nhưng dù sao y cũng có thời gian cũng phân phó các đệ tử cửu phượng kiếm tông khi tìm hiểu ghi chép phải chú ý tin tức về phương diện này cho nên lâm phượng vũ có biết cũng rất bình thường sở hưu trực tiếp gật đầu nói không sai vị cao nhân đạo môn này chính là hảo hữu của sư tổ chi phái ta năm đó cũng giao chiến kịch liệt với ma đầu kia không rõ sống chết cho nên lần này rời núi gia sư còn bảo ta tìm hiểu xem vị cao nhân đạo môn kia còn tồn tại không có lưu lại truyền thừa hay không gương mặt lâm phượng vũ lập tức lộ vẻ hưng phấn nói nếu vậy có lẽ ta đã tìm được chút manh mối rồi." Sở Hưu vội vàng hỏi, "Manh mối ra sao? Đến Đại La Thiên đã lâu như vậy, Phương Lâm quận cũng không phải vắng vẻ, là một trong những quận lớn của Đông vực, mấy tông môn như Cửu Phượng kiếm tông tuy không mạnh nhưng cũng không phải là yếu, kết quả Sở Hưu lại không tra được manh mối gì ở chỗ họ. Chuyện này khiến y không khỏi hoài nghi, rốt cuộc suy đoán lúc trước của mình là đúng hay sai. Bây giờ rốt cuộc cũng thấy được chút dấu vết manh mối, chuyện này khiến Sở Hưu kích động hẳn lên. Lâm Phượng Vũ lấy ra một thứ trông như sổ ghi tay nói: "Đây là một quyển sách ghi lại những chuyện lật vặt trên giang hồ mà đám buôn tin ghi lại. Ta không thích lịch sử Đại La Thiên buồn tẻ mà phụ thân giảng giải cho ta, cho nên chỉ đi tìm hiểu mấy thứ này." Trong đó có một đoạn miêu tả về sư tổ Hỗn Nguyên phái rất giống với vị cao nhân đạo môn mà Sở đại nhân muốn tìm. Sở Hưu cầm bản chép tay kia lật đi lật lại, quan sát cẩn thận nội dung. Hỗn Nguyên phái là một đại phái đạo môn ở Bắc vực, hơn nữa còn không phải tông môn truyền thừa vạn năm nó cuột khởi ngay 500 năm trước. Bản chép tay này nói 500 năm trước sư tổ hỗn nguyên phái là huyền chân đạo tôn chỉ là một tiểu đạo sĩ, tới giải lá thăm cho người ta cũng nói lắp. Kết quả hắn gặp một vị cao nhân trên đường, dùng một bữa lẩu thịt chó đổi lại công pháp cường đại, cuối cùng đốn ngộ, trải qua vô số khó khăn hiểm trở. Cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới võ tiên trí tôn trong giới đạo môn, sáng lập ra hỗn nguyên phái, trở thành đại phái ở Bắc Vực. Những thứ viết trong đó đều rất khoa trương, miêu tả huyền chân đạo tôn như Long Ngạo Thiên, đi đến đâu đắc tội đến đấy, sau đó liên tục vả mặt người ta, vả mặt tới lúc thành đạo tôn. Trên thực tế Huyền Chân Đạo Tôn là người khiêm tốn phúc hậu, khi giảng đạo ở ngoài chưa từng tư tàng, chỉ cần ngươi một lòng cầu đạo, hắn sẽ giải đáp vấn đề cho ngươi. Trên đó thậm chí còn ghi lại chuyện tình cảm của Huyền Chân Đạo Tôn, thậm chí còn có vài đoạn giường chiếu, nhưng chỗ quan trọng đều bị xé mất. Sở Hưu nhìn qua Lâm Phượng Vũ, đối phương lập tức đỏ mặt quay đầu đi, dáng vẻ xấu hổ. Tuy phần biện đặt tương đối nhiều, nhưng theo như miêu tả về cao nhân đạo môn, Sở Hưu dám khẳng định chính là Ninh Huyền Cơ. Nếu là người khác thấy đoạn miêu tả này, chắc chắn bọn họ không lên tưởng tới Ninh Huyền Cơ, nhưng Sở Hưu lại dám khẳng định, vì hắn là một trong những người hiếm có trên giang hồ biết diện mạo thật của lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ kia. Lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ này không phải tiên nhân gì, ngược lại tính cách vô cùng ác liệt. Trong bản chép tay này miêu tả, cao nhân đạo môn kia vốn chỉ định làm khó dễ Ninh Huyền Cơ, lừa hắn đi trộm chó của nhà nông dưới núi làm lẩu thịt chó, nói chuyện cũng rất thô tục. Hết chửi câu này tới chửi câu khác, tính cách cực kỳ ác liệt. Ngoài dáng vẻ lôi thôi như ăn mày là không giống Ninh Huyền Cơ, những điểm khác thì giống hệt. Đương nhiên cũng có thể chuyện này là đám buôn tin giang hồ bịa thêm vào. Có lẽ hắn thấy cao nhân tiền bối thì tính cách phải quái dị, phải lôi thôi lếch thếch. Sở Hưu vuốt cằm, 500 năm trước tính cách lại trùng khớp như vậy, nếu nói là trùng hợp thì ngay bản thân Sở Hưu cũng không tin. Lâm Phượng Vũ đứng đó thận trọng dò hỏi, "Sở tiền bối, tin tức này có hữu dụng với ngài không?" Sở Hưu gật đầu nói, "Không tệ, rất hữu dụng, thậm chí có thể nói đây là tin tức manh mối hữu dụng nhất mà ta nhận được trong thời gian qua." Nghe Sở Hưu nói vậy, Lâm Phượng Vũ vui mừng ra mặt. "Đúng rồi, gọi phụ thân của ngươi tới đây, ta có chuyện cần nói với hắn." Lâm Phượng Vũ ra khỏi cửa, vừa đi mấy bước đã bị Triệu Lương Ngọc kéo sang một bên. "Sư muội, ta đã nói với muội thế nào, tên Sở Hưu kia không phải người tốt lành gì, sao muội còn thân cận với hắn như vậy?" Triệu Lương Ngọc vẻ mặt vô cùng đau đớn nhưng gương mặt còn kèm theo chút sợ hãi. Lần trước Sở Hưu đại khai sát giới, hắn cũng có mặt. Thấy những trưởng môn lúc bình thường đối nghịch với Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ đều chết trên tay Sở Hưu, đơn giản như đang giết gà, Triệu Lương Ngọc không khỏi sinh lòng e ngại đối với Sở Hưu. Nhưng e ngại thì e ngại, tới bây giờ hắn vẫn cảm giác được trong lòng Sở Hưu đang có mưu kế, chắc chắn không đơn thuần như Lâm Phượng Vũ và Lâm Nhai Tử suy nghĩ. Lâm Phượng Vũ bất đắc dĩ nhìn Triệu Lương Ngọc nói: "Sư huynh, bây giờ sở đại nhân đang là khách khanh của cửu phượng kiếm tông chúng ta lần này chúng ta gặp nguy cơ lớn đến vậy cũng là nhờ sở đại nhân ra tay giải quyết giúp sư huynh cứ ôm thành kiến chửi bới sở đại nhân như vậy cũng không tốt đâu ta còn có việc huynh tự lo cho mình đi nói xong lâm phượng vũ nhanh chóng bỏ đi để lại triệu lương ngọc uất ức ở đằng sau khổ nỗi lần này hắn nói thật một lát sau lâm nhai tử đã tới phòng của sở hưu sở huynh đệ cần tìm ta có chuyện gì có thiếu tài nguyên tu luyện gì không Sở huynh yên tâm, thiếu gì cứ nói với ta, chỉ cần cửu phượng kiếm tông ta có, chắc chắn sẽ không bạc đãi sở huynh đệ. Thời gian vừa qua, Lâm Nhai Tử đang lúc đắc ý, lại nhiễm tật nịnh bợ. Trước đó cửu phượng kiếm tông luôn bị chèn ép, còn lần này rốt cuộc cũng lật được bàn, thậm chí đã có uy thế đại phái đệ nhất phương lâm quận. Dù sao thế lực võ lâm trong phương lâm quận tranh lệch nhau không nhiều, lần này cửu phượng kiếm tông trực tiếp hủy diệt tam đại phái, liệu ai có uy thế như vậy? Cho nên bây giờ tâm trạng của Lâm Nhai Tử tương đối tốt, Thái độ đối với Sở Hưu thậm chí còn nhiệt tình quá mức, cứ như sợ Sở Hưu rời khỏi Cửu Phượng Kiếm Tông của hắn. Sở Hưu điềm nhiên nói, "Lâm Tông chủ đang cao hứng lắm à?" Lâm Nhai Tử vô thức gật nhẹ đầu sau đó lại lúng túng lắc đầu nói, "Đúng là khá cao hứng, nhưng ta vẫn tự biết chừng mực, không cao hứng quá mức." Sở Hưu gật đầu nói, "Như vậy thì tốt, lần này ta tới tìm Lâm trưởng môn là muốn bàn bạc với ngươi một chút về chuyện chỉnh lý thế lực võ lâm trong Phương Lâm quận." Lâm Nhai Tử ngơ ngác, "Chỉnh lý ra sao?" Sở Hưu gõ bàn nói, Lâm trưởng môn, có ta ra tay giúp đỡ, cửu phượng kiếm tông đã trở thành tông môn mạnh nhất trong toàn bộ phương lâm quận. Nếu không lợi dụng uy thế này, chẳng đáng tiếc quá ư. Bây giờ cửu phượng kiếm tông chỉ là thế lực đệ nhất trên miệng người ta, vì sao không biến nó thành thế lực đệ nhất thực sự. Cho nên ta quyết định dùng cửu phượng kiếm tông làm trọng tâm, hiệu triệu tất cả thế lực võ lâm trong phương lâm quận tạo thành liên minh. Mọi người dân công pháp điển tịch ra dùng chung, hơn nữa mỗi nhà đều giao ra một bộ phận tài nguyên cho cửu phượng kiếm tông đương nhiên giao tiền tài như vậy cũng không phải cho không mà cứ cách một thời gian cửu phượng kiếm tông lại tổ chức tỷ thí lôi đài thanh niên tuấn kiệt nhà nào thắng lợi có thể được cửu phượng kiếm tông chăm sóc đặc biệt tài nguyên đều do cửu phượng kiếm tông ta bỏ ra sau khi sở hưu nói rõ mọi chuyện lâm nhai tử đã trợn tròn hai mắt sở hưu nói vậy mà là tiếng người à đúng là coi thế lực võ lâm ở phương lâm quận như heo chó tuy sở hưu làm thịt cho dù cửu phượng kiếm tông là kẻ được lợi nhưng lâm nhai tử cũng không thể nghe theo được công pháp điển tịch thì cứ đặt trong tông môn của mình là an toàn nhất, bảo bọn họ lấy ra dùng chẳng khác nào lấy mạng bọn họ. Sau đó bọn họ cầm tài nguyên đi bồi dưỡng đệ tử của bọn họ, vốn là lông dê mọc trên mình dê, trong chuyện này cửu phượng kiếm tông có thể tham ô được bao nhiêu là do họ định đoạt. Hú chi bọn họ còn muốn đưa đệ tử tới cửu phượng kiếm tông bồi dưỡng, chẳng lẽ mình lại không làm. Sau khi bồi dưỡng xong, rốt cuộc những đệ tử này là của bọn họ hay của cửu phượng kiếm tông? Lâm Nhai Tử dám cam đoan nếu mình dám làm vậy chắc chắn Cửu Phượng Kiếm Tông sẽ trở thành kẻ địch chung, bị tất cả các thế lực tại Phương Lâm quận vây công. Điều kiện mà Sở Hưu đưa ra đã không phải chỉ là quá đáng nữa, đúng là ngồi đại tiện trên đầu người ta. Không tông môn nào lại đi đáp ứng điều kiện này, Lâm Nhai Tử còn tưởng đối phương không có kinh nghiệm giang hồ cho nên mới làm chuyện chỉ được lợi trước mắt như vậy. Cho nên hắn cũng tốt bụng khuyên nhủ, "Sở huynh đệ, không cần làm như vậy, tuy ngươi tưởng tượng không sai nhưng vạn nhất ngươi ép đối phương tới mức nóng lên" Tất cả liên kết lại thì làm sao? Quan ép quá thì dân còn phản, huống chi các tông môn võ lâm vốn ương ngạnh không chịu nghe lời. Sở Hưu tùy ý vung tay lên nói, ai dám làm phản thì giết là được, dù sao bọn chúng cũng không đánh được ta. Đây là một lựa chọn, sống hay chết, chọn dễ thôi. Lâm Nhai tử trợn mắt há hốc mồm, bị quan điểm của Sở Hưu làm cho kinh hãi không thôi. Sở Hưu nói, Lâm Tông chủ, đây là những gì sư phụ đã dạy cho ta, lão nhân gia từng nói rất nhiều chuyện lật vặt trên giang hồ nhìn thì dườm già chứ thực chất chỉ cần dùng một thứ là giải quyết được đó chính là thực lực tính kế đủ đường cũng không bằng dơ nắm tay và đao kiếm lên chỉ cần thu phục bọn chúng đừng nói là đại tiện lên đỉnh đầu chúng cho dù ngươi bảo bọn họ ăn phân bọn họ chúng cũng làm nói lý lẽ chắc còn không nghe chứ đứng trước uy hiếp của tử vong ai cũng biết cách lựa chọn thôi thấy lâm nhai tử còn định nói gì đó sở hưu lại thở dài một tiếng kéo lâm nhai tử lại nói lâm tông chủ thật ra ta làm mọi chuyện cũng là vì ngươi Ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, ta là truyền nhân của cổ tôn. Sau khi rèn luyện xong sớm muộn gì cũng phải rời khỏi. Bây giờ cửu phượng kiếm tông có ta làm khách khanh có thể giữ được địa vị và của cải, nhưng sau khi ta đi thì sao? Cửu phượng kiếm tông có còn giữ nổi không? Hàn Giang Thành được truyền nhân của cổ tôn mạnh tinh hà trợ giúp trở thành đại phái đỉnh phong, nhưng nếu bản thân Hàn Giang Thành không có thực lực như vậy, kết quả sẽ ra sao? Là bị những tông môn từng có thủ oán sẽ tan thành từng mảnh. Sau khi ta rời núi người đầu tiên ta gặp là lâm cô nương tông môn đầu tiên ta gặp là cửu phượng kiếm tông đây là nhân quả cũng là duyên phận cho nên ta không nhẫn tâm thấy cảnh sau khi ta về núi cửu phượng kiếm tông lại bị diệt môn cho nên bây giờ nhân lúc ta còn ở đây cửu phượng kiếm tông nhất định phải phát triển thật nhanh phát triển tới mức không ai dám động vào phương lâm quận chỉ lớn cỡ đó nếu muốn phát triển từng bước quá khó khăn cho nên chỉ có thể cướp đoạt cướp đoạt tài nguyên của những tông môn khác cướp đệ tử của những tông môn khác cướp mọi thứ của những tông môn khác Lâm Tông chủ, đây đều là những lời từ đáy lòng của ta, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi." Lâm Nhai Tử bị những lời vừa rồi của Sở Hưu làm cho choáng váng, cuối cùng suy nghĩ rồi trực tiếp cắn răng đáp ứng. Hắn chỉ là người nhát gan cẩn thận nhưng không phải loại thỉnh cận không có đầu óc. Đúng là kế hoạch của Sở Hưu không có chỗ nào bất lợi cho Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ, hắn không đáp ứng, chẳng lẽ lại cự tuyệt à? Cho nên khi Cửu Phượng Kiếm Tông loan tin ra khắp Phương Lâm quận, tất cả các thế lực võ lâm trong Phương Lâm quận đều cho rằng Lâm Nhai Tử điên rồi. Phương Lâm quận bình yên nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lâm Nhai Tử định làm gì? Hắn không sợ trở thành mục tiêu công kích, bị người khác vây công à? Sau này mọi người mới phát hiện, đúng là Lâm Nhai Tử không sợ. Người của Cửu Phượng Kiếm Tông nói thẳng, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tha, không thì kết cục cũng như ba nhà trường Hà phái. Lâm Nhai Tử không có thực lực như vậy, Sở Hưu có. Thời gian trước khi Sở Hưu ra tay giết chết ba người, có không ít võ giả chứng kiến, ai cũng có thể thấy được thực lực và mức độ tàn nhẫn của Sở Hưu cho nên mọi chuyện cũng ngoài dự liệu của sở hưu khi tin tức khi đồn khắp phương lâm quận sở hưu còn cho rằng bọn họ định liên kết lại phản kháng y cũng sẵn sàng giết người nhưng kết quả lại là thế lực võ lâm ở phương lâm quận trực tiếp nhận thua không sai là nhận thua tuy có người âm thầm chửi mắng sở hưu và cửu phượng kiếm tông nhưng thực tế không ai dám đứng ra công khai phản kháng chuyện này khiến sở hưu cảm thấy rất nhàm chán đám tông môn đại la thiên này hay nên nói là đám tông môn phương lâm quận này đúng là lũ nhát cái thật quá nhàm chán nhớ khi ở hạ giới sở hưu chấn áp võ lâm bắc yên phải giết hết đợt này đến đợt khác mới chấn trụ được toàn bộ võ lâm bắc yên hơn nữa cho dù như vậy khi đạo môn và phật môn nhúng tay vào võ lâm bắc yên đám người này vẫn dám đứng ra gây chuyện có thể nói là vô cùng ngoan cường kết quả tới nơi này sở hưu mới giết có ba người đã dọa cho bọn họ không dám làm gì tiếp sức chịu đựng đúng là quá kém tuy chuyện này càng tiện cho sở hưu nhưng vẫn khiến sở hưu cảm thấy không thích ứng nổi sau khi suy nghĩ Sở Hưu đưa ra kết luận cuối cùng, đó là không phải võ giả Đại La Thiên sợ chết mà bọn họ sống quá khoan khoái, quá an nhàn. Đại La Thiên có thiên địa nguyên khí nồng đậm, sản vật phong phú, cho dù là tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông cũng không thiếu đan được tài nguyên gì, thật ra bọn họ chỉ thiếu người. Chỉ cần đệ tử có đủ thiên phú, thật ra loại tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có thể cung cấp bồi dưỡng ra một cường giả. Những tông môn khác cũng vậy, cho nên theo Sở Hưu thấy các tông môn võ lâm ở Đại La Thiên đều rất nhàn rỗi thậm chí an nhàn tới mức cường giả tùy ý giảng đạo cho dù là người của tông môn đối địch cũng có thể đến nghe thậm chí nếu ngươi giảng đạo thuyết phục được đối phương còn là chuyện rất có thể diện nhưng ở hạ giới những thế lực giang hồ ngày ngày đấu đá lẫn nhau chém giết công phạt cướp tài nguyên đoạt nhân tài thậm chí còn cướp cả danh tiếng từ khi bọn họ bước vào giang hồ đại đa số thế lực giang hồ tầng chót đã chuẩn bị sẵn để giết người và bị người giết đương nhiên bọn họ sẽ không dễ gì chịu khuất phục chuyện này có thể tham khảo hoàn cảnh ở lục đô trong hoàn cảnh ác liệt của nơi đó, võ giả không coi mạng của bản thân là mạng người. Đối với bọn họ, chén giết cướp bóc là tranh đoạt với ông trời, không tranh là chết, đương nhiên tâm tính cũng bất đồng. Đương nhiên đám thế lực Đại La Thiên chịu thua vẫn là vì sở hưu. Sở hưu không hứng thú gì với công pháp điển tịch của các thế lực này, hắn chỉ lấy đi một số ghi chép mật về lịch sử của các tông môn này, đọc lần lượt từng quyển một, tìm kiếm manh mối. Thời gian nửa tháng liền nhưng sở hưu vẫn không có thu hoạch gì, y cũng lười xem tiếp, định ra phương lâm quận dạo một vòng sau khi tới đại la thiên thật ra thần kinh của sở hưu vẫn khá căng thẳng dù sao y cũng là kẻ ngoại lai một người không thuộc về nơi này cũng may sau khi y tới đại la thiên lại gặp lâm phượng vũ với thực lực không bằng y như tên xui xẻo từ đại la thiên xuống hạ giới lúc trước vừa ra ngoài đã gặp cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền phương thanh lam kết quả là bị người ta đập chết nếu gặp chuyện như vậy chắc sở hưu khóc không ra nước mắt còn bây giờ sở hưu đã thông qua cửu phượng kiếm tông đặt căn cơ nhất định tại đại la thiên ngược lại không cần cẩn thận từng lợi ích từng tí như trước. Sở Hưu vừa ra khỏi sơn môn, Lâm Phượng Vũ đã đuổi theo sau lưng Sở Hưu hỏi, "Sở tiền bối định đi đâu thế?" Sở Hưu gật đầu nói, "Rời núi đã lâu nhưng ta còn chưa đi quanh Phương Lâm quận xem thử." Lâm Phượng Vũ nghe vậy lập tức nói, "Vậy thì vừa hay, để ta dẫn đường cho Sở tiền bối." Sở Hưu không do dự, chỉ tùy ý gật nhẹ đầu. Y có thể nhìn ra cô gái Lâm Phượng Vũ này có vẻ không có hảo cảm với y, có lẽ chỉ là kính sợ và sùng kính. Thật ra tâm tư của Lâm Phượng Vũ cũng không khác lắm so với suy nghĩ của Sở Hưu, cô không có tính cách của các khuê nữ đại gia, ngược lại tính cách cực kỳ mạnh mẽ, cũng rất chấp nhất đối với võ đạo. Chính vì tính cách này nên Lâm Phượng Vũ với thân phận nữ nhi mới có thực lực vượt trội so với Triệu Lương Ngọc. Khi cô gặp được Sở Hưu với tuổi tác không lớn hơn cô bao nhiêu mà trình độ võ đạo lại cao tới mức cô chỉ có thể ngước nhìn, cô mới có cảm giác phức tạp này. Lâm Phượng Vũ đi sau lưng Sở Hưu, thận trọng nói, "Sở tiền bối, thực lực của ngài mạnh như vậy, Liệu có bí quyết gì không? Nếu là lúc trước, Lâm Phượng Vũ cũng không dám hỏi câu này. Còn bây giờ Sở Hưu đã trở thành khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông, còn giúp Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ trở thành đại phái đệ nhất Phương Lâm quận, quan hệ cũng gần gũi hơn, cô nàng cũng to gan hơn một chút. Sở Hưu điềm nhiên nói, bí quyết? Con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến là lùi, nào có bí quyết gì. Cho dù có vô số thiên tài địa bảo cung cấp cho ngươi, có thể giúp ngươi thăng cấp cực nhanh, nhưng lực lượng từ ngoại vật vẫn khiến cảnh giới của bản thân ngươi bất ổn, chiến lược thua xa võ giả cung cấp. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ một điều là đủ, võ đạo là đạo về chinh chiến sát phạt." Lâm Phượng Vũ nghi hoặc nói, "Nhưng trước đó ta từng tới Hoàng Thiên Các đại phái ở Đông vực, nghe cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền giảng đạo, hắn nói rất nhiều thứ cảm ứng thiên địa, khí vận nhân quả gì đó." Sở Hưu nhìn Lâm Phượng Vũ nói, "Bây giờ ngươi có tư cách cảm ứng thiên địa không? Có tư cách chạm tới khí vận nhân quả không?" Lâm Phượng Vũ đỏ mặt lắc đầu những thứ này lúc trước cô nghe còn chẳng hiểu làm sao biết được thế là đúng thôi võ đạo của vị cường giả kia là cảm ngộ của hắn ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới của hắn vì sao lại học hắn với cảnh giới hiện tại của ngươi phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất chính là không ngừng chém giết với người khác rèn luyện lực lượng trong thời khắc do chiến sinh tử đó mới là bền vững nhất mạnh mẽ nhất còn những điều vị cường giả kia nói ngươi không đạt tới cảnh giới của hắn thì không hiểu được đâu còn khi ngươi đạt tới cảnh giới đó không cần người khác dạy ngươi cũng tự hiểu Lâm Phượng Vũ như đã hiểu ra, gật nhẹ đầu. Những thứ Sở Hưu nói còn thực dụng hơn đạo lý mà cường giả kia giảng nhiều. Ít nhất Sở Hưu khuyên cô hiện giờ cần làm gì chứ không phải một đống những thứ huyền ảo, khiến người ta nghe mà cái hiểu cái không, chỉ có thể suy đoán lung tung. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lâm Phượng Vũ đã dẫn Sở Hưu tới thành trì lớn nhất Phương Lâm quận, An Châu phủ. An Châu phủ là khu vực trung tâm của Phương Lâm quận, cũng là châu phủ lớn nhất Phương Lâm quận. Sau khi tới An Châu phủ, Sở Hưu nhìn qua nhìn lại ngoài phong cách kiến trúc bất đồng, những thứ khác không kém châu phủ dưới hạ giới bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất là phong thái võ đạo trong An Châu phủ rất đậm. Chuyện này không chỉ thể hiện ở mặt số lượng võ giả mà còn thể hiện trên những cửa hàng xung quanh. Dù sao Châu phủ hạ giới chủ yếu là cho người thường, cho nên dẫu là đô thành như Yến Kinh thành, đa số cửa hàng trong thành cũng là tiệm vải, tiệm thuốc vân vân cho người bình thường. Còn trong An Châu phủ lại có vô số cửa hàng bán các loại binh khí, bán đan dược tu luyện, bán vật dụng cho võ giả bày trận luyện khí thậm chí trong đó còn có một số cửa hàng công khai buôn bán công pháp điển tích, tuy chỉ là một số loại bất nhập lưu, nhưng ở hạ giới chắc chắn không có ai công khai mở cửa hàng buôn bán công pháp điển tịch. Lâm Phượng Vũ giới thiệu cho Sở Hưu, từ xưa An Châu phủ đã là trung tâm của Phương Lâm quận chúng ta, phải nói là vạn năm trước tổ tiên di cư tới Đại La Thiên, thành thị đầu tiên tại Phương Lâm quận chính là An Châu phủ này. Toàn bộ Phương Lâm quận là được mở rộng với An Châu phủ làm trung tâm. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi, An Châu phủ này do ai quản lý? Trong Đại La Thiên không có triều đình cho nên loại châu phủ tập trung đông người này phải có người quản lý mới được, là quận trưởng đại nhân. Vậy ai là người bổ nhiệm quận trưởng đại nhân này? Lâm Phượng Vũ nói, toàn bộ Phương Lâm quận đều nằm dưới phạm vi quản lý của đại phái Đông vực, Hoàng Thiên Các, thực lực của quận trưởng đại nhân rất mạnh, nghe nói từng là trưởng lão chấp sự trong nội môn của Hoàng Thiên Các, vì thực lực rất mạnh nên mới tới Phương Lâm quận làm quận trưởng. Sở Hưu nhíu mày, trong Đại La Thiên các tông môn quản lý giang hồ tuy không thể làm chi tiết như triều đình dưới hạ giới, nhưng đại la thiên phong thái võ đạo cường thịnh, võ giả quá nhiều, quản lý theo cách này lại hữu hiệu hơn. Tông môn như cửu phượng kiếm tông cũng do hoàng thiên các quản lý, vậy ngay thường vị quận trưởng này quản lý cái gì? Người của phương lâm quận đã quen với sự quản lý của hoàng thiên các, sở hưu hỏi một câu như vậy, lâm phượng vũ suy nghĩ một hồi rồi nói, hình như cũng không có gì phải quản lý. Toàn bộ phương lâm quận đều là phạm vi thống trị của Hoàng Thiên Các, đương nhiên mỗi năm chúng ta cũng phải hiến cho Hoàng Thiên Các một chút, nhưng không quá nhiều ít nhất các tông môn thế lực trong phương lâm quận có thể chấp nhận được ngoài ra hình như không có gì mà quận trưởng đại nhân phải quản lý nghe nói khi tổ tiên vừa tới đại la thiên nơi này là rừng rậm hoang dã có vô số hung thú đến la sơn mạch không khác nào cấm địa cho nên lúc đầu quận trưởng ở các nơi phụ trách bắt giết những hung thú này đề phòng chúng tấn công sau đó vài ngàn năm trôi qua đám hung thú kia đã bị bắt giết gần hết đều bị luyện thành đan dược và binh khí có một số thậm chí đã tuyệt chủng cho nên giá cả vật liệu hung thú tăng gấp bội cho nên bây giờ quận trưởng đại nhân có vẻ rất nhàn rỗi trừ phi có tông môn nào gây ra chuyện gì quá lớn có người tới cầu xin quận trưởng đại nhân cũng hiến tặng đầy đủ quận trưởng đại nhân mới ra mặt điều tiết mâu thuẫn giữa hai nhà nói tới đây lâm phượng vũ hơi lúng túng thật ra trước đó ta phản đối phụ thân giao thiên tuyệt kiếm điển cho ba phái kia là hiểu lầm người vốn dĩ phụ thân tính là kéo dài thời gian rồi dâng thiên tuyệt kiếm điển cho quận trưởng đại nhân đổi lại là quận trưởng đại nhân điều đình thà dâng bảo vật lên quận trưởng đại nhân cũng không làm lợi cho bọn chúng. Kết quả không ngờ ta lại trở mặt với mấy phái kia, khiến cho đối phương truy sát, kế hoạch của phụ thân cũng thất bại. Sở Hưu không quan tâm tới chuyện xấu của Lâm Phượng Vũ, y chỉ vuốt cằm, hoàng thiên các này đúng là có nhân tài. Quận trưởng Phương Lâm quận trị vì theo cách vô vi, không áp bức các tông môn khác, nhưng với kiểu làm việc ba phải của bọn họ không biết đã kiếm được bao nhiêu lợi lộc rồi. Hai tông môn có mâu thuẫn, ai hiến tặng nhiều hơn thì quận trưởng nghiêng về phía người đó, nói là điều đình nhưng chắc chắn sẽ có bên được lợi. Cho nên ngươi tặng ta cũng tặng, cứ tặng như vậy cuối cùng lại là quận trưởng Hoàng Thiên Các được lợi còn các tông môn khác không được cái gì. Lần này cửu phượng kiếm tông có thể hủy diệt ba phái thành công, nguyên nhân chủ yếu là vì sở hưu ra tay quá nhanh, vốn không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng lại. Nếu chậm một chút, để đám người này báo tin tới phủ quận trưởng, không khéo bên phủ quận trưởng cũng nhúng tay vào. Còn những môn phái khác trong phương lâm quận không phản kháng cửu phượng kiếm tông, Ngoài nguyên nhân mà Sở Hưu suy đoán lúc trước còn có nguyên nhân là Hoàng Thiên Các, thậm chí bọn họ đã quen với cách làm bỏ tiền tài ra để tránh tai họa. Hôm nay tuy Cửu Phượng Kiếm tông hành xử quá đáng nhưng còn chưa tới mức uy hiếp tính mạng của bọn họ, cho nên bọn họ còn có thể nhịn, cũng đồng ý nhịn. Sở Hưu ghi nhớ chuyện về quận trưởng Phương Lâm quận, chỉ cần mình còn phát triển ở Phương Lâm quận chắc chắn sau này sẽ phải tiếp xúc với vị quận trưởng này. Trong lúc Sở Hưu suy nghĩ mấy chuyện này, Lâm Phượng Vũ ở bên cạnh sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Sở Hưu nhìn theo ánh mắt của Lâm Phượng Vũ, cô đang nhìn một số võ giả trẻ tuổi đang ăn cơm uống rượu trong quán rượu. Nói là trẻ tuổi nhưng thực tế tu vi của bọn họ cũng không yếu, cảnh giới thấp nhất cũng là thiên nhân hợp nhất, thậm chí có hai người đã đạt tới cảnh giới chân đan. Thực lực như vậy nếu đặt ở hạ giới đã đủ đứng trong 10 hạng đầu của Long Hồ bảng. Kẻ thù à. Lâm Phượng Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không tính là kẻ thù nhưng có một chút ân oán. Trong đám người này có một kẻ là công tử của Văn Phong Các, Văn Đồng Lai. Mấy năm trước hắn từng theo đuổi ta nhưng bị ta cự tuyệt, cho nên hắn ghi hận trong lòng. Các chủ văn phong các nắm giữ các loại tin tức tình báo, còn có một cửa hàng võ đạo lớn nhất An Châu Phủ, thu nhận các thứ mà võ giả đem tới buôn bán và các tin tức tình báo vân vân. Vân Đông Lai lợi dụng điểm này, tung đủ loại tin đồn xấu xa về ta trong cửa hàng, khiến cho thời gian đó ta còn không dám ra ngoài cửa. Cuối cùng phải nhờ phụ thân ra mặt, làm lớn chuyện lên, văn phong các mới ngừng tung tin đồn. Nhưng văn phòng các giao hảo với rất nhiều thế lực võ lâm ở Phương Lâm quận, ta không làm gì được đối phương, chuyện này đành ngừng lại tại đó. Lúc này Sở Hưu không chú ý tới ân oán nho nhỏ của Lâm Phượng Vũ mà đang để tâm tới văn phong các. Đối phương chuyên buôn bán tin tức tình báo, cũng là kiểu người buôn tin giang hồ, có thể nói là phong mãn lâu phiên bản kém. Nếu thế, liệu trong tay đối phương có tin tức chi tiết hơn không? Lúc này mấy tên công tử trẻ tuổi trong quán rượu cũng thấy Lâm Phượng Vũ, một tên công tử mặc hoa phục màu vàng sáng đứng dậy cười lạnh nói: hóa ra là lâm cô nương bây giờ lâm cô nương đang cực kỳ vẻ vang nhỉ tìm được một chỗ dựa ngay cả cửu phượng kiếm tông cũng lên mặt đắc ý trong phương lâm quận này uy thế còn lớn hơn cả phủ quận trưởng chẳng hay lâm cô nương có đích thân tới thị tầm không ha 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 lâm phượng vũ giận tới đỏ cả mặt cô dơ thanh kiếm lên chỉ thẳng vào tên công tử trẻ tuổi kia hét lớn văn đồng lai nếu ngươi còn nói hưu nói vượn nữa có tin ta sẽ nát miệng ngươi không thấy bộ dáng hung dữ của lâm phượng vũ văn đông lai vô thức lui lại nửa bước Nữ nhân này mà nổi điên sẽ rất đáng sợ, cô nàng không dọa mà rất có thể sẽ làm thật. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay bên mình có nhiều người như vậy, sao phải sợ cơ chứ? Hắn vừa ưỡn người, bên cạnh lại có ai đó kéo về nói, Văn Huynh, được rồi, hôm nay khí thế của cửu Phượng Kiếm Tông đang hương thịnh. Có truyền nhân của cổ tôn giúp đỡ, không khéo đối phương là Hàn Giang Thành tiếp theo thì sao? Trong thời điểm này ngươi đừng có trêu chọc Lâm Phượng Vũ nữa. Văn Đông Lai không nghe lời khuyên này còn cười lạnh nói, còn nói Hàn Giang Thành kế tiếp, cửu phượng kiếm tông đấy mà xứng À. Người giúp Hàn Giang thành quật khởi là truyền nhân của tinh hà tán nhân nổi tiếng nhất trong số cổ tôn, là trí cường giả năm xưa từng luận đạo với đạo tôn của Tam Thanh Điện. Còn tên truyền nhân cổ tôn của cửu phượng kiếm tông ấy thì sao? Lén lén lút lút, tên tuổi cũng không dám lộ ra, ai biết là thứ gì. Đừng tưởng tượng truyền nhân của cổ tôn quá mức thần bí, đừng quên trong lịch sử Đại La Thiên có không ít truyền nhân của cổ tôn không đạt tới tiêu chuẩn nên bị trục xuất sư môn còn có không ít truyền nhân của cổ tôn nửa đường gặp bất chắc dẫn tới truyền thừa của chi phái thiếu hút thực lực xa sút đây đều là chuyện rất bình thường cứ chờ xem đừng nhìn cửu phượng kiếm tông ấy bây giờ đang uy phong sau này ai biết chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ ngay khoảnh khắc hắn nói xong câu này đám người văn đông lai bỗng cảm thấy một uy áp cực lớn hàng lâm còn luồng uy áp đó đến từ người trẻ tuổi bên cạnh lâm phượng vũ chỉ là khi thế uy áp đơn thuần mà khiến cho thời tiết thay đổi mây đen lập tức phủ kín khoảng trời trên đỉnh đầu đám người văn đông lai ầm một tiếng đám người văn đông lai không chịu nổi nữa sàn nhà bên dưới vỡ nát ngã thẳng từ tầng hai xuống sở hưu đi tới trước mặt bọn chúng lạnh nhạt nói ta không quen ngửa đầu lên nói chuyện với người khác ngoài ra vừa rồi ai đã nói không biết ta là thứ gì bây giờ ta đứng ra cho hắn nhìn kỹ xem ta rốt cuộc là thứ gì khoảng khắc này tất cả mọi người đều biết người trước mặt là ai Toàn bộ Phương Lâm quận đều biết tên của Sở Hưu, nhưng không biết Sở Hưu trông ra sao. Ngoài người của Cửu Phượng kiếm tông, trước đó ba phái kia bị diệt môn quá nhanh, nhanh tới mức bọn chúng không kịp phản ứng lại, Sở Hưu đã giết người xong. Lại thêm thời gian này Sở Hưu vẫn ngồi lì trong phòng không ra ngoài, cho nên chỉ có người của Cửu Phượng kiếm tông biết bộ dáng của Sở Hưu. Đừng nhìn vừa rồi Văn Đông Lai đứng đó kêu gào truyền nhân của Cổ Tôn ra sao, khi Sở Hưu thật sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn bị dọa tới mức không dám nói thành lời lúc này một võ giả trung niên cảnh giới chân hỏa luyện thần từ một phía khác của con phố đi tới thấy cảnh này hắn hơi biến sắc vội vàng đi tới trước mặt sở hưu cung kính thì lễ nói có phải truyền nhân của cổ tôn sở công tử không lũ trẻ này không hiểu chuyện uống chút rượu vào là nói rằng nói bậy mong sở công tử đại nhân lượng thứ đừng chấp nhặt với bọn chúng võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần vừa đến hạ tư thái cực thấp thậm chí thấp đến mức sở hưu cũng không đành lòng chỉ trích đối phương sở hưu lạnh nhạt nói ngươi là người nhà nào người trung niên kia cười nói tại hạ là gia chủ chu gia ở phú sơn chu phóng con trai tại hạ không hiểu chuyện ở chung với họ mong sở công tử thứ lỗi sở hưu điềm nhiên đáp thật ra ta rất ghét người khác nói ta mấy lời đừng chấp nhặt với ai đó người trong cuộc không phải là ngươi dựa vào đâu mà ngươi nói mấy lời ấy ta không chấp nhặt với hắn vậy chấp nhặt với ngươi nhé nghe sở hưu nói vậy sắc mặt người trung niên kia đột nhiên thay đổi nhưng sở hưu lại tiếp tục nói nhưng sở hưu ta cũng không phải người không nói lý con trai của ngươi và mấy người khác không nói sai điều gì, đương nhiên ta không trách bọn họ. Ngay lúc Chu Phóng vừa thả lỏng một hơi, Sở Hưu lạnh nhạt nói tiếp, nhưng có một số kẻ nói sai, dẫu sao cũng phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, ví dụ như cái gã của Văn Phong Các này. Ta sẽ giữ người, chắc ngươi cũng quen người của Văn Phong Các, nói với bọn họ đưa tất cả tin tức điển tịch trong Văn Phong Các tới Cửu Phượng Kiếm Tông, con của hắn sẽ không có vấn đề gì. Trừng phạt đôi chút, coi như một bài học. Chu Phóng nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi sở hưu làm như vậy khác nào đoạt mạng văn phong các đối với môn phái khác cho dù sở hưu có đòi công pháp của bọn họ cũng không vấn đề gì chỉ cần người vẫn còn là có thể đông sơn tái khởi nhưng đối với văn phong các mà nói những tin tức tư liệu kia là bọn họ thu thập tích lũy vài trăm năm không khác gì mạch máu của bọn họ kết quả bây giờ bị sở hưu lấy đi văn phong các có thể trực tiếp giải tán ngay lúc chu phóng định nói gì đó sở hưu lại nói thẳng chu gia chủ chuyện này không liên quan gì tới ngươi ngươi chỉ phụ trách chuyển lời chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ làm chứ? Trong ánh mắt của sở hưu, chu phóng đành gật nhẹ đầu. xảy ra chuyện như vậy, sở hưu cũng không còn tâm tư đi dạo, trực tiếp bảo lâm phượng vũ dẫn tên văn đông lai kia trở về cửu phượng kiếm tông. Sau khi sở hưu đi khỏi, vị công tư của chu ra mới nói nhỏ, tên truyền nhân của cổ tôn gì gì ấy đúng là quá bá đạo hẹp hòi. văn huynh chỉ nói xấu hắn vài câu thôi mà hắn định chặt đứt mạch máu của văn phong các. vừa dứt lời, chu phóng đã tát thẳng vào mặt hắn. Tên công tử Chu ra kia nhìn phụ thân với vẻ không thể tin nổi. Bao nhiêu năm qua số lần phụ thân đánh hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghịch tử, cầm miệng. Nhớ cho kỹ, cái gì không nên nói thì đừng có nói lung tung. Người khác có bá đạo cũng được, có hẹp hòi cũng thế. Ngươi không có tư cách bình phẩm. Ngươi chỉ cần quản cho tốt cái miệng của mình là được. Thấy phụ thân của mình nghiêm túc như vậy, tên công tử Chu ra giật nảy mình, không dám lên tiếng nữa. Chu phóng thì nhìn theo hướng sở hưu đi khỏi, thở dài một tiếng nói mưa gió sắp đến, Phương Lâm quận này không yên bình rồi. Trước đó Phương Lâm quận đã yên ổn nhiều năm, không phải vì võ giả trong Phương Lâm quận dễ nói chuyện mà vì thực lực của mọi người sấp xỉ nhau. Đánh đi đánh lại cũng chỉ là mấy vụ lùm xùm nho nhỏ, cho nên đã hai ba trăm năm rồi trong phạm vi Phương Lâm quận không có chuyện diệt môn. Kết quả bây giờ thì hay rồi, sở hưu đến, sức mạnh của y đã phá hủy hoàn toàn sự yên bình của Phương Lâm quận, sau này tất cả mọi người đều phải cẩn thận sau khi dẫn văn đông lai trở lại cửu phượng kiếm tông sở hưu bảo lâm phượng vũ tùy tiện nhốt tên văn đông lai kia vào một chỗ còn y lại đi đọc những điển tịch ghi chép triệu lương ngọc thấy sở hưu và lâm phượng vũ cùng về hắn cực kỳ ghen tị nhưng khi thấy văn đông lai phía sau bọn họ sắc mặt hắn lại biến đổi đợi tới khi lâm phượng vũ phong tỏa tu vi của văn đông lai nhốt trong một gian mật thất không người lúc này triệu lương ngọc mới tìm một cơ hội đi vào trong mật thất ngay lúc thấy triệu lương ngọc văn đông lai thần sắc kích động nói triệu huynh cứu ta có lẽ tất cả mọi người trong Cửu Phượng Kiếm Tông đều không biết, thật ra Triệu Lương Ngọc và Văn Đông Lai là hảo hữu, quan hệ giữa hai người không tệ. Lần trước Lâm Phượng Vũ và Văn Đông Lai xung đột, thật ra kẻ đầu tiêu chính là Triệu Lương Ngọc. Triệu Lương Ngọc sợ Lâm Phượng Vũ rời khỏi hắn, gả cho người khác, cho nên cố ý bảo Văn Đông Lai bôi xấu thanh danh của cô còn mình thì tới AN Quy ủi, thể hiện là mình không ghét bỏ sư muội. Không ngờ cuối cùng mọi chuyện lớn dần, thậm chí không thể kiềm chế, mãi tới khi Lâm Nhai Tử ra mặt mới giải quyết được. Triệu Lương Ngọc vội vàng hỏi Văn Huynh, ngươi làm sao vậy? Sao lại bị giam ở đây? Văn Đông Lai vẻ mặt phiền muộn nói, còn không phải vì tên sở hưu kia. Người này còn nói mình là truyền nhân của cổ tôn gì chứ, lòng dạ đúng là hẹp hòi. Ta chỉ nói xấu hắn vài câu thôi mà bị hắn bắt về nhốt ở đây. Còn đòi phụ thân ta đem tất cả ghi chép tin tức và điển tịch của văn phong các đến đổi lại, thế có khác đoạt mạng văn phong các ta. Triệu Lương Ngọc Cao Mày nói, tên sở hưu kia cũng không phải người lương thiện gì, ngươi chọc ai không chọc lại đi chọc hắn, Lần này phiền toái rồi. Phải biết trong Cửu Phượng Kiếm Tông này, ngay cả ta cũng phải tránh mặt hắn." Văn Đông Lai cắn răng nói, "Ngươi thả ta trước đã, đợi ta về mời phụ thân ra mặt, mời quận trưởng đại nhân tới nói lý. Ta không tin hắn không nể mặt người khác, chẳng lẽ lại không nể mặt quận trưởng đại nhân." Nghe Văn Đông Lai bảo mình thả hắn ra, Triệu Lương Ngọc lại lộ vẻ do dự. Dù sao người cũng bị Sở Hưu bắt, bây giờ mình thả người liệu có ổn không, có đắc tội với Sở Hưu không? Thấy bộ dáng do dự của Triệu Lương Ngọc, Văn Đông Lai hừ lạnh nói, Triệu Huynh, ngươi với ta là bạn tốt lâu năm, chẳng lẽ ngươi không giúp ta chuyện này à? Đừng quên trước đây ta đã giúp ngươi một đại ân đấy. Ngươi nói xem, nếu sư phụ ngươi và Lâm Phượng Vũ biết chuyện Lâm Phượng Vũ lần trước, bọn họ sẽ nghĩ sao? Vừa nghe câu này, sắc mặt Triệu Lương Ngọc không khỏi biến đổi. Chuyện lúc đó là hắn ghen ghét quá mức nên hành động có phần càn rỡ. Nếu bây giờ bị sư phụ và sư muội biết được, hắn cũng chẳng thể ở lại trong cửu phượng kiếm tông nữa. Triệu Lương Ngọc gãi đầu, đột nhiên nói, ngươi nói tất cả chuyện lần này đều do một mình tên sở hưu kia quyết định sư phụ không biết à văn đông lai gật đầu nói dù sao từ đầu đến cuối sư phụ ngươi không hề lộ mặt chắc là không biết con mắt triệu lương ngọc đảo một vòng nói thả ngươi ra cũng được nhưng ngươi nhất định phải bảo phụ thân ngươi tới tìm quận trưởng đại nhân giúp ngăn cản tên sở hưu kia mới được văn đông lai hừ nhẹ nói ngươi yên tâm chuyện ấy thì ngươi không nói ta cũng biết ta đã đắc tội tên sở hưu kia nếu muốn tương lai không phải cúp đuôi làm người trong phương lâm quận vậy chỉ có thể nghĩ cách chèn ép tên sở hữu kia triệu lương ngọc gật nhẹ đầu nghĩ cách kiếm một bộ quần áo đệ tử cửu phượng kiếm tông bình thường cứ thế dẫn văn đông lai ra ngoài loại tông môn như cửu phượng kiếm tông đâu có nơi nào giam giữ người thậm chí không có cả nhà tù gian mật thất kia chỉ là mật thế bế quan của đệ tử cửu phượng kiếm tông mà thôi triệu lương ngọc dùng thân phận đại sư huynh dẫn văn đông lai ra ngoài chuyện này cũng không khó sau khi đưa văn đông lai ra ngoài triệu lương ngọc đến thẳng phòng sư phụ chuẩn bị tố cáo Lâm Nhai Tử thấy Triệu Lương Ngọc đến bèn mỉm cười ấm áp nói, Lương Ngọc à, có chuyện gì không? Thật ra Lâm Nhai Tử rất coi trọng Triệu Lương Ngọc, dù sao đây cũng là đệ tử hắn dạy dỗ hơn 10 năm, hơn nữa đối phương vẫn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí hắn đã coi Triệu Lương Ngọc là con rể. Triệu Lương Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phụ, tên sở hưu kia định bôi xấu căn cơ của cửu phượng kiếm tông ta. Lâm Nhai Tử cau mày nói, Lương Ngọc, đừng nói bậy, bây giờ sở huynh đệ chính là khách khanh của cửu phượng kiếm tông ta mọi thứ mà hắn làm đều là để giúp đỡ cửu phượng kiếm tông ta ngươi lén lút nói xấu hắn nếu người khác biết thì không tốt đâu triệu lương ngọc vô cùng đau đớn nói sư phụ ngài có biết tên sở hưu kia đã làm gì không hắn bắt văn đông lai của văn phong các lại uy hiếp đối phương phải giao tất cả ghi chép tin tức và điển tịch trong văn phong các ra thế có khác nào đoạt mạng văn phong các hắn làm việc bá đạo không cố kỵ gì như vậy tới cuối cùng những thù hận này đều rơi xuống đầu cửu phượng kiếm tông ta. Sư phụ, đổi lại ngài là văn phong các, bị người ta uy hiếp như vậy, ngài có liều mạng với chúng không? May mà con phát hiện kịp thời, thả văn đông lai ra, bằng không nếu làm lớn chuyện, thậm chí kéo tới cả chỗ quận trưởng đại nhân thì rất không ổn. Lâm nhai tử vỗ mạnh lên đầu, thời gian vừa qua hắn đắc ý quá mức, không để ý tới còn quận trưởng đại nhân. Tuy quận trưởng đại nhân không quan tâm tới chuyện trong phương lâm quận, dân bất lực quan không truy xét nhưng một khi ép đối phương tới mức ra nóng này lấy hết của cải mời quận trưởng đại nhân ra mặt điều đình bọn họ cũng không thể làm gì đối phương tuy sở hưu là truyền nhân của cổ tôn nhưng sau lưng quận trưởng đại nhân lại là đại tông môn đỉnh phong hoàng thiên các đã truyền thừa vạn năm đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên ngươi thả tiểu tử kia ra triệu lương ngọc quay đầu nhìn lại không biết từ lúc nào sở hưu đã đứng ở cổng sở hưu đến tìm lâm nhai tử là muốn hỏi chút chuyện về vị quận trưởng đại nhân kia không ngờ vừa tới đã nghe triệu lương ngọc nói mình đã thả người những thứ y đòi văn phong các có tác dụng rất lớn, Lâm Phượng Vũ tìm được manh mối liên quan tới Ninh Huyền Cơ là chuyện mà kẻ buôn tin giang hồ viết lại. Còn văn phong các tuy không tự xưng là kẻ buôn tin giang hồ nhưng những chuyện họ làm chẳng khác nào kẻ buôn tin giang hồ. Rất có thể trong tay văn phong các đang có manh mối liên quan tới độc cô duy ngã. Kết quả bây giờ Triệu Lương Ngọc lại âm thầm thả người, còn chạy tới chỗ Lâm Nhai Tử tiền trảm hậu tấu, thật sự chạm tới giới hạn của Sở Hưu. Trước đó Triệu Lương Ngọc dương nhanh múa vuốt trước mặt Sở Hưu, Sở Hưu không quan tâm, trước đây sở hưu đã nói với lâm phượng vũ rồng sẽ không để ý tới chuyện một con khỉ dương này múa vuốt uy hiếp y không hứng thú gì với lãnh địa mà con khỉ coi trọng tuy lòng dạ mình không được lớn nhưng còn chưa nhỏ tới mức này nhưng điều kiện bắt buộc là con khỉ này đừng gây phiền toái cho y bằng không y cũng không quan tâm dơ chân đạp chết con khỉ phiền phức này tiền trảm hậu tấu còn bị người ta bắt tại trận đúng là rất lúng túng trong ánh mắt của sở hưu triệu lương ngọc bước từng bước lùi lại phía sau nhưng hắn vẫn cứng cổ nói sở hưu Bây giờ ngươi là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông ta, vậy phải suy nghĩ cho Cửu Phượng Kiếm Tông ta mới phải. Ngươi hành động như vậy là khiến Cửu Phượng Kiếm Tông ta vừa bất nghĩa vừa lâm vào vòng nguy hiểm. Ta là đệ tử của Cửu Phượng Kiếm Tông, không thể không để ý tới. Nói xong câu này, Triệu Lương Ngọc ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nhưng thân hình bất giác tránh sang phía Lâm Nhai Tử. Sở Hưu điềm nhiên nói, chính vì ta là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông cho nên có một số việc ta nhất định phải để ý tới. Một tông môn không có quy củ sẽ rất rối loạn ta làm sai đến đâu đi nữa cũng không tới phiên ngươi tiền trảm hậu tấu thả người. Ta có thể khoan dung cho ngươi trước giờ luôn khoa chân múa tay trước mặt ta, nhưng điều kiện bắt buộc là ngươi đừng gây phiền toái. Con người của ta cực kỳ căm ghét phiền toái, cho nên khi gặp phiền toái, phương pháp cuối cùng là lập tức giải quyết phiền toái này. Lâm Nhai Tử nhìn ra biểu cảm của Sở Hưu có vẻ không đúng, tuy hắn cũng biết chuyện này là Triệu Lương Ngọc làm càn, nhưng dù sao đây cũng là đệ tử mà mình dạy bảo hơn 10 năm. Lâm Nhai Tử vội vàng khuyên nhủ, "Sở huynh đệ, chuyện lần này là lương ngọc không tuân thủ quy củ ngươi yên tâm lát nữa ta sẽ dạy bảo nghiêm lâm nhai tử còn chưa dứt lời sở hưu đã nhẹ nhàng búng tay một cái chỉ trong chớp mắt lực lượng của huyết thần ma công lập tức bộc phát khí huyết toàn thân triệu lương ngọc sôi trào huyết thần ma công cường đại và quỷ dị vượt ngoài khả năng của lâm phượng vũ một khắc sau tâm mạch của triệu lương ngọc đã bị luồng khí huyết sôi trào nay trần vỡ hắn thả văn đông lai kết quả chính mình lại nạp mạng thay văn đông lai sở hưu lâm nhai tử nhìn sở hưu cơn thịnh nộ bộc phát. Triệu Lương Ngọc là đệ tử mà hắn bồi dưỡng hơn 10 năm, thậm chí được hắn coi như nửa con trai ruột. Kết quả bây giờ Sở Hưu nói giết là giết, còn ngay trước mặt hắn, đúng là không cố kỵ gì cả, hỏi hắn làm sao không giận cho được. Sở Hưu sắc mặt trầm tĩnh nói, Lâm Tông chủ, ngay trước Mạnh Tinh Hà có thể trợ giúp Hàn Giang thành quật khởi là vì lòng tin, nhưng bây giờ ngươi không tin ta. Một đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông ngang nhiên đối nghịch với ta nhưng ngươi vẫn chọn thiên vị hắn, nếu thế, uy nghiêm của vị khách khanh ta đây vứt đầu thời gian vừa qua cửu phượng kiếm tông có thể uy phong như vậy đều là vì ta nếu cửu phượng kiếm tông muốn tiếp tục uy phong vậy chỉ có cách cùng sông pha chém giết với ta thời gian qua thật ra ta chỉ giết có ba người ngoài mà thôi những người khác đều là cửu phượng kiếm tông của ngươi giết chết ngươi nói xem rốt cuộc bọn họ hận ngươi hơn hay là hận ta hơn lâm tông chủ làm ngươi chớ có trần trừ bây giờ ngươi đã không còn đường quay đầu nói xong mấy câu này sở hưu trực tiếp quay người bỏ đi để lại lâm nhai tử vẻ mặt ngây dại toàn thân run rẩy. Lúc này hắn mới nghĩ đến, thật ra trước đó Triệu Lương Ngọc đã nói với hắn, tên sở hưu kia này không phải hạng dễ đối phó, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trước kia thái độ của sở hưu đối với hắn vẫn khá khách khí, nhưng bây giờ rốt cuộc hắn cũng thấy được một mặt khác của sở hưu, một mặt khiến hắn dùng mình. Hắn không dám trở mặt với sở hưu, cũng không thể trở mặt. Đúng như sở hưu đã nói, thời gian vừa qua cửu phượng kiếm tông của hắn rất uy phong, cũng giết rất nhiều người, cho nên cửu phượng kiếm tông đã không còn đường lui cho tới giờ phút này trong lòng lâm nhai tử mới thấy hơi hối hận rốt cuộc mình mời sở hưu làm khách khanh là đúng hay là sai lâm nhai tử có nghĩ thế nào thì sở hưu cũng không buồn để ý lần này triệu lương ngọc đã chạm tới ranh giới cuối cùng của y thật ra sở hưu hoàn toàn có thể tìm thời điểm khác giải quyết hắn nhưng y vẫn giết người ngay trước mặt lâm nhai tử thật ra cũng là để cảnh cáo lâm nhai tử vì thời gian vừa qua y phát hiện lâm nhai tử hơi lâng lâng có vẻ như hắn quên mất mọi thứ của cửu phượng kiếm tông là ai cho hắn chuyện này không hề tốt đẹp gì nên sở hưu nhân cơ hội lần này nhắc nhở hắn một chút đối với sở hưu cửu phượng kiếm tông chỉ là một ván cầu thật ra nhân quả giữa hai bên đã xong y mượn cửu phượng kiếm tông để đặt chân vào đại la thiên đồng thời cửu phượng kiếm tông cũng nhận được lợi ích thực tế còn cửu phượng kiếm tông có thể trở thành hàn giang thành kế tiếp hay không thì phải dựa vào chính bọn họ sở hưu không có thời gian chơi trò bồi dưỡng tông môn ở đại la thiên chuyện triệu lương ngọc bị giết cũng không gây chấn động hay ảnh hưởng gì lớn trong cửu phượng kiếm tông trong Cửu Phượng Kiếm Tông, vị đại sư huynh Triệu Lương Ngọc không có nhiều uy danh, thậm chí còn không bằng Lâm Phượng Vũ. Đối với những người khác thì vị khách khanh đại nhân Sở Hưu này có thể đem tới cho bọn họ lợi ích thực tế, còn vị đại sư huynh Triệu Lương Ngọc chỉ biết ra vẻ uy phong, thực ra không làm được gì có lợi cho họ. Sau khi biết tin này, Lâm Phượng Vũ chỉ càng kính sợ Sở Hưu hơn, chứ không có hành động gì khác. Dù sao cô nàng cũng chán ngấy chuyện bị Triệu Lương Ngọc dây dưa rồi, nhưng nghĩ tới những gì Sở Hưu từng nói, Lâm Phượng Vũ vẫn thấy không rét mà run. Lúc này trong văn phong các, các chủ văn phong các, Văn Vĩnh Thái đang nôn nóng không biết nên làm thế nào mới phải. Chu gia phái người chuyển lời của sở hưu tới cho hắn, chuyện này khiến Văn Vĩnh Thái tức giận tới mức thiếu chút nữa học máu, chỉ hận không thể giết đứa con xui xẻo nhà mình. Tuy văn phong các không tự xưng là người buôn tin giang hồ, nhưng thực tế bọn họ làm công việc của người buôn tin giang hồ. Là người trong nghề này, tuy miệng phải nói không ngừng, nhưng quan trọng nhất là phải biết giữ miệng, biết cái gì nói được, cái gì không? Kết quả văn đông lai này thì hay rồi, chuyên chọn những lời không thể nói, mở miệng gây chuyện đâu phải một hai lần. Lần trước thì tung tin đồn nhảm về Lâm Phượng Vũ, tuy tiếng tăm của Lâm Phượng Vũ cũng bị tổn hại nhưng lại khiến thanh danh của văn phong các bị mọi người lên án, mất bao nhiêu thời gian mới hòa hoãn lại. Kết quả giờ thì hay rồi, thằng oát con này lại nhảy ra gây chuyện. Ngay lúc Văn Vĩnh Thái đang nghĩ xem nên xử lý việc này thế nào, bên dưới lại có đệ tử tới báo cáo, nói Văn Đông Lai đã tự trở về ngay khi thấy văn đông lai văn vĩnh thái lập tức nổi giận mắng tên nhiệt tử nhà ngươi còn không biết xấu hổ trở về à sao ngươi không chết luôn ở cửu phượng kiếm tông đi ông đây coi như không có đứa con trai như ngươi tuy văn vĩnh thái trách mắng nhưng văn đông lai lại cười khì khì nói phụ thân không có đứa con trai này thì tương lai gia nghiệp văn phong các sẽ giao cho ai văn vĩnh thái hừ lạnh một tiếng nói giao gia nghiệp cho ngươi sớm muộn gì cũng sụp đổ vì cái miệng của ngươi lần này ngươi về thế nào là lâm nhai tử thả ngươi Văn Vĩnh Thái lắc đầu nói, "Là Triệu Lương Ngọc thả ta, hắn còn nói với ta tên sở Hưu kia tâm địa thâm độc, cho dù có thả ta về, chưa chắc hắn đã tha cho Văn Phong Các. Cho nên tốt nhất chúng ta nên tìm quận trưởng đại nhân ra mặt, chèn ép tên sở Hưu kia một chút." Văn Đông Lai nghe vậy vào đầu. Thật ra hắn cũng không muốn tiếp xúc với vị quận trưởng đại nhân kia. Phải nói tất cả các thế lực võ lâm trong Phương Lâm quận, không ai muốn tiếp xúc với vị quận trưởng đại nhân kia, vì một khi người bước vào phủ quận trưởng không móc ra đại đa số vốn liếng là không thể rời khỏi. Nhưng hiện giờ văn phong các bọn họ đã đắc tội với vị truyền nhân của cổ tôn kia, không tới nhờ quận trưởng đại nhân thì làm thế nào? Xem tính cách vị kia có vẻ không dễ đối phó. Văn Đông Lai ở bên cạnh nói, có phải phụ thân đang lo văn phong các chúng ta không trả được một khoản lớn như vậy không? Văn Vĩnh Thái tức giận nói, nếu không vì ngươi, sao ta phải bỏ nhiều vốn liếng như vậy? Con ngươi của Văn Đông Lai đảo một vòng nói, phụ thân, cửu phượng kiếm tông được tên sở hưu kia nâng đỡ, hoành hành trong phương lâm quận càng ngày càng quá quát còn không ngăn cản e là bọn chúng sẽ hùng bá toàn bộ phương lâm quận đây không phải là chuyện của một mình văn phong các chúng ta hay là thế này đi phụ thân tới từng nhà một nói rõ lợi và hại cho bọn họ gom góp tài nguyên sau đó đem đến nói chuyện với quận trưởng đại nhân nếu chỉ một nhà bỏ tài nguyên ra chắc sẽ thấy đau lòng nhưng nếu tất cả các thế lực trong phương lâm quận cùng nhau chi trả vậy không đáng bao nhiêu cả văn vĩnh thái kinh ngạc nhìn con trai mình hắn cũng không ngờ đứa con trai suốt ngày bất học vô thuật của mình lại có chút thông minh vặt như vậy chỉ tiếc là tuy thông minh vặt hữu dụng nhưng lăn lộn trên giang hồ thì thực lực mới là quan trọng nhất có thông minh vặt hơn nữa thì đứng trước thực lực cũng không chịu nổi một đòn nhưng bây giờ hắn cũng không thể nghĩ xa như vậy đề nghị của văn đông lai không tệ văn vĩnh thái lập tức lên đường thuyết phục tất cả các thế lực võ lâm ở phương lâm quận văn phong các làm chuyện buôn bán tin tức giang hồ cho nên danh tiếng không tệ hắn tự mình mở miệng 9 phần 10 các thế lực ở Phương Lâm quận đều đồng ý đưa một số tài nguyên cho Văn Vĩnh Thái. Tới cuối cùng Văn Vĩnh Thái kiểm kê lại mới phát hiện lượng tài nguyên mà mình gom góp được còn nhiều hơn dự đoán của hắn. Đem theo những thứ này, Văn Vĩnh Thái không hề trì hoãn tới thẳng phủ quận trưởng của An Châu Phủ. Phủ quận trưởng nằm chính giữa An Châu Phủ, thật ra nó không giống phủ đệ mà giống một thành lũ được xây dựng trong thành thị. Thực ra đúng là nơi này từng là thành lũy, dùng để chống cự lại hung thú khắp núi rừng xung quanh. Văn Vĩnh Thái đợi trong phủ khoảng nửa khắc đồng hồ, một người trung niên thân hình cao lớn mặc hoa phục màu vàng sáng, tướng mạo uy nghiêm đi vào trong đại sảnh. "Ta vừa tỉnh lại từ tu hành, đã để Văn các chủ đợi lâu rồi, thứ lỗi." Người trung niên nói thứ lỗi nhưng thái độ cao ngạo, không hề có ý xin lỗi. Ngược lại Văn Đông Lai đứng dậy, thái độ khiêm tốn cung kính nói, "Sao quận trưởng đại nhân lại nói vậy? Rõ ràng là tại hạ đường đột tới đây quấy rầy quận trưởng đại nhân." Thân phận của người trung niên trước mắt cũng rất bất phàm, khi còn ở Hoàng Thiên Các hắn chính là trưởng lão chấp sự Hoàng Thiên Các, tên là Giải Anh Tông. Chấp sự ở Hoàng Thiên Các đều là võ giả cảnh giới chân đan hay chân hỏa luyện thần, ai cũng có thực lực không yếu, nhưng tuổi tác hơi lớn, không có cơ hội tiến thêm một bước. Giải Anh Tông này cũng vậy, xưa nay hắn chưa bao giờ được coi là đệ tử hạch tâm. Kết quả là khi hắn làm chấp sự lại đột phá, được Hoàng Thiên Các đặc cách phong làm trưởng lão, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Giải Anh Tông thân là quận trưởng của Phương Lâm Quận, cũng là đại diện cho Hoàng Thiên Các tại Phương Lâm Quận, thật ra hắn cũng không ưa vị trí này. trong mắt những môn phái nhỏ thì sau lưng giải anh tông có đại phái đỉnh phong hoàng thiên các làm chỗ dựa chân thủ một quận vô số tông môn thế lực đều cực kỳ cung kính đối với hắn chắc hắn phải rất uy phong mới đúng. nhưng trên thực tế giải anh tông chỉ hận không thể về hoàng thiên các tu luyện cường giả phải ở cùng cường giả thì tiến bộ mới nhanh. tuy giải anh tông không phải đệ tử nòng cốt của hoàng thiên các nhưng cũng có dã tâm riêng. trong hoàng thiên các lượng tài nguyên không thể bằng làm bá vương một cõi như hiện tại. Nhưng có thể được cường giả võ tiên dạy bảo, hơn nữa bầu không khí cũng bất đồng, hắn còn chưa già, còn chưa từ bỏ dã tâm đi thêm bước nữa. Cho nên tuy Giải Anh Tông không thích những thế lực tông môn ở Phương Lâm quận tới làm phiền mình, nhưng một khi có chuyện hắn cũng ra mặt giải quyết kịp thời, vì chuyện này sẽ mang lại cho hắn rất nhiều tài nguyên, mỗi năm một lần hắn lại hiến tặng những tài nguyên này lên bên trên, Hoàng Thiên Các sẽ ghi lại công lao của hắn, khi góp đủ công lao hắn có thể xin bên trên điều về Hoàng Thiên Các. Thật ra bản thân giải anh Tông cũng thầm lên án quy củ của Hoàng Thiên Các. Vì sao quận trưởng của một quận buộc phải là cảnh giới cảnh giới thiên địa thông huyền? Có uy thế của Hoàng Thiên Các đặt đó, cho dù là võ giả cảnh giới chân đan thì đã sao, ai dám làm phản, đúng là lãng phí. Dù sao hắn cũng ngồi trên chức vị này đã hơn 10 năm, không lần nào gặp vấn đề gì khó giải quyết. Lần này văn các chủ gặp phiền toái à. Văn Vĩnh Thái nghe vậy lập tức ra vẻ uất ức nói, quận trưởng đại nhân, cửu phượng kiếm tông kia đúng là quá đáng lâm nhai tử tình cờ tìm được một vị truyền nhân của cổ tôn hai người liên thủ hùng bá võ lâm phương lâm quận chúng ta tam đại thế lực như trường hà phái đã rơi vào độc thủ của bọn chúng bây giờ bọn chúng còn ức hiếp các thế lực võ lâm khác trong phương lâm quận chúng ta cứ tiếp tục như vậy e là uy thế còn cao hơn cả quận trưởng đại nhân ngài giải anh tông không để ý tới lời khích bác của văn vĩnh thái mình là đại diện cho hoàng thiên các đối phương có gây chuyện lớn hơn nữa cho dù bọn họ thật sự hùng bá phương lâm quận bọn họ vẫn phải nghe theo lời phân công của hoàng thiên các ngoan ngoãn dâng tiền phụng dưỡng cho nên chỉ cần bọn họ vẫn cung kính cho dù đánh tới mức phá ra diệt môn thì giải anh tông cũng không quan tâm hắn chỉ thấy hứng thú vì đối phương là truyền nhân của cổ tôn bao năm qua thật ra có không ít truyền nhân của cổ tôn xuất thế rèn luyện nhưng không ít kẻ trong đó chỉ là hạng lừa bịp mượn danh truyền nhân của cổ tôn truyền nhân của cổ tôn cửu phượng kiếm tông tình cờ gặp được không phải lừa đảo đấy chứ hắn là truyền nhân của vị cổ tôn nào văn vĩnh thái lắc đầu nói cái này thì tại hạ không biết hình như cả lâm nhai tử cũng không biết nhưng thực lực và tuổi tác của đối phương đều rất giống truyền nhân của cổ tôn ngoài bọn họ ra có ai bồi dưỡng được cường giả trẻ tuổi xuất sắc như vậy giải anh tông vuốt cằm nói thú vị hắn định biến cửu phượng kiếm tông thành hàn giang thành hay sao thấy giải anh tông đứng đó cả nửa ngày không trả lời văn vĩnh thái thầm mắng một tiếng tham lam vô độ nhưng vẫn ngoan ngoãn dâng một hộp báu không gian lên nói quận trưởng đại nhân lễ vật nho nhỏ này không đủ thể hiện lòng kính trọng của tại hạ giúp phương lâm quận chúng ta bình an trở lại giải anh tông không hề khách khí lấy luôn hộp báu không gian kia rồi cười ha hà nói yên tâm bầu trời của phương lâm quận này vẫn nằm trong tay hoàng thiên các người khác không động vào được cũng không lấy đi được trong mật thất bế quan của cửu phượng kiếm tông sở hưu đang thử nghiệm dẫn dắt thiên địa khống chế luồng lực lượng này thời gian vừa qua sở hưu không chỉ kiểm tra ghi chép tin tức của các môn phái y cũng không bỏ qua việc tu luyện không thể không nói hoàn cảnh của đại la thiên đúng là quá tốt tốt tới vượt ngoài dự đoán của sở hưu Nơi này càng gần với trời. Khi còn ở hạ giới, Sở Hưu từng bế quan một thời gian dài tìm kiếm bình cảnh của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, kết quả là chỉ khiến lực lượng của bản thân ngưng tụ hơn một chút, ngoài ra không có thu hoạch gì. Nhưng ở nơi này, Sở Hưu có thể nắm được một cảm giác rung động mông lung, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất cũng có đầu mối. So với hạ giới, nơi này có thể coi là thiên đường, thiên đường cho võ giả. Đúng lúc này, Lâm Phượng Vũ vội vàng chạy tới gõ cửa, hạ giọng hô: "Sở Tiền Bối, không xong rồi!" Quận trưởng đại nhân đến rồi, sở hưu đẩy cửa ra, nhíu mày nói, ồ, hắn tới nhanh thật. Lần trước nghe Lâm Phượng Vũ nói chuyện về vị quận trưởng đại nhân kia, y đã biết sớm muộn gì mình cũng phải tiếp xúc với đối phương. Y gây ra động tĩnh lớn như vậy trong phương Lâm Quận, đối phương thân là người chấp trưởng của phương Lâm Quận, không thể bỏ qua. Chỉ có điều sở hưu cũng không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy thôi. Trong phòng tiếp khách của cửu phượng kiếm tông, Lâm Nhai Tử đang cung kính chưa đãi giải anh tông, thậm chí thái độ còn cực kỳ khiêm tốn có thể nói quy củ của đại la thiên sâm nghiêm hơn hạ giới nhiều trong phạm vi thế lực mà đại phái đỉnh phong nắm giữ không cho phép bất cứ âm thanh trái chiều nào khi sở hưu đến gần phòng tiếp khách chứng kiến vị quận trưởng đại nhân này y cũng thầm thở dài một tiếng tại hạ giới y đã thấy không ít cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền thương thiên lương còn đánh nhau sống chết giúp y nhưng những cường giả thiên địa thông huyền ở hạ giới đều là nhân vật cấp trí tôn còn ở đại la thiên lại chỉ có thể làm một quận trưởng tranh lệch đúng là quá lớn đương nhiên đây chỉ là góc nhìn của sở hưu trong mắt đám người lâm nhai tử quận trưởng đại nhân cũng là đại nhân vật bất phàm thấy sở hưu đến lâm nhai tử vội vàng giới thiệu vị này chính là khách khanh của cửu phượng kiếm tông ta sở hưu sở công tử truyền nhân của cổ tôn vị này là trưởng lão chấp sự của hoàng thiên Các, quận trưởng phương lâm quận giải anh tông đại nhân khi giải anh tông giới thiệu mình cho người khác luôn nói thân phận trưởng lão chấp sự hoàng thiên Các trước rồi mới nói thân phận quận trưởng phương lâm quận tất cả mọi người trong phương lâm quận đều biết chuyện này cho nên cũng giới thiệu như vậy. Hóa ra là quận trưởng đại nhân, trước đó tại hạ tu luyện, không đến kịp lúc, đúng là đã thất lễ rồi, sở hưu tùy ý chắp tay nói. Giải anh Tông cũng tùy tiện gật nhẹ đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi là truyền nhân của cổ tôn, không biết sư thừa từ đâu. Giải anh Tông vừa lên tiếng đã mang vẻ chất vấn, khiến sở hưu cũng hơi ngạc nhiên. Hình như y đánh giá cao thân phận truyền nhân cổ tôn giả vờ này, xem ra đối phương không buồn nề mặt. Lúc này trong mắt giải anh Tông, thân phận truyền nhân cổ tôn của sở hưu là thật hay giả còn chưa biết được. Hú chi cho dù sở hưu là thật, thái độ của hắn cũng không cần phải quá cung kính vì mình không sợ đối phương. Trong đại la thiên, các thế lực lớn không muốn trêu chọc chi phái cổ tôn là vì đối phương chỉ chuyên tâm tu luyện võ đạo tới cực hạn, không có xung đột lợi ích với bọn họ, cho nên nếu có thể không trêu chọc thì không chủ động trêu chọc, không phải họ sợ đối phương. Cổ tôn có mạnh hơn nữa cũng chỉ nhất mạch đơn truyền, chỉ có một vị cường giả, nhưng Hoàng Thiên Các thân là thế lực đứng đầu đông vực, không phải chỉ có một cường giả, thế lực cũng vượt xa đối phương. Sở Hưu híp mắt nói, "Xin lỗi, chi phái của ta từng thất bại trong một trận tranh đấu, cho nên từ đó trở đi chi phái của ta không để lộ họ tên cho tới khi đánh bại kẻ thù hoặc truyền nhân của hắn." Thật ra khi còn ở hạ giới, Sở Hưu cũng đọc không ít điển tịch liên quan tới thời thượng cổ, y cũng biết một số danh hiệu của cường giả thời thượng cổ, nhưng y không dám nói bừa. Y có thể nói mình là truyền nhân của Cổ Tôn nhưng y không biết rốt cuộc những võ giả nổi tiếng trong điển tịch rốt cuộc có thành cổ tôn hay không có truyền thừa tới tận bây giờ không cho nên y mới tìm một cái cớ như vậy cũng để thuận tiện cho bản thân tìm kiếm manh mối về độc cô duy ngã y tin rằng với tính cách của độc cô duy ngã chỉ cần tới đại la thiên chắc chắn đại la thiên sẽ không thể yên bình chắc chắn hắn từng giao thủ với không ít người không khéo còn có một vị cổ tôn đây đều là chuyện rất có thể xảy ra còn la lịch công pháp trên người y càng dễ giải thích chỉ cần là công pháp của độc cô duy ngã thì đều là sử tổ trong chi phái của y năm xưa liều mạng chém giết với độc cô duy ngã rồi lĩnh ngộ được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn đánh bại đối phương thì phải tìm hiểu thấu đáo công pháp của đối phương, chuyện này hết sức bình thường. Giải anh Tông hừ hai tiếng nói, không tiện để lộ. Cũng được, bản tọa cũng không có hứng tìm hiểu. Nhưng ngươi làm việc trong phương lâm quận phải thu liễm một chút, chỉ có phủ quận trưởng của ta có tư cách nhận tiền phụng dưỡng của các phái, người khác không có tư cách này. Còn văn phong các, Trẻ con nói sai đã được dạy bảo, chuyện này cứ như vậy thôi. Sở hưu trầm giọng nói, quận trưởng đại nhân nói vậy là có ý gì? Tuy ta dẫn cửu phượng kiếm tông công phạt trong phương lâm quận nhưng đâu có trái với quy củ của Hoàng Thiên Các. Bất luận ta hủy diệt bao nhiêu tông môn, tiền phụng dưỡng cho phủ quận trưởng cũng không thiếu một đồng. Bây giờ ngươi lại bảo ta thu liễm, vậy trước đó ra tay tiêu tốn phải tính ra sao? Khi các đệ tử cửu phượng kiếm tông hy sinh khi đánh chiếm sơn môn thì tính thế nào? Giải anh tông nhìn chằm chằm vào sở hưu, trên người tỏa ra uy áp nhàn nhạt bản tọa mặc kệ ngươi tính thế nào ngươi chỉ cần biết một điều thôi trong phương lâm quận này lời nói của bản tọa chính là quy củ bất luận ngươi là truyền nhân của cổ tôn thật hay truyền nhân của cổ tôn giả chỉ cần còn trong phương lâm quận này thì phải tuân thủ quy củ của bản tọa lâm nhai tử ở bên cạnh không ngừng đánh mắt về phía sở hưu bảo y mau mau nhận thua lúc này hắn mới phát hiện sở hưu cố chấp ra sao xét theo thực lực đối phương là trí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền xét theo bối cảnh sau lưng người ta là Hoàng Thiên Các, chưa chắc đã sợ sư tôn của chi phái các ngươi. Trong thời điểm này ngoài nhận thua ra thì ngươi còn làm được gì? Nhưng tiếp đó, Sở Hưu đã cho Lâm Nhai tử một bài học, có đôi khi ngươi càng nhượng bộ, đối phương càng được đằng chân lân đằng đầu. Vừa rồi Sở Hưu đã rất nể mặt Giải Anh Tông, trong phương Thành Lam này, y đồng ý làm việc theo quy củ của Hoàng Thiên Các, nhưng đáng tiếc có người lại không muốn nói quy củ. Đã không nói quy củ, vậy chỉ có thể động đao. Sở Hưu là người có thể nhẫn nhịn nhưng tương tự y lại không muốn nhẫn nhịn. Nếu có thực lực, ai lại chịu cúi đầu nhún nhường. Hơn nữa sở hưu còn là người đạp lên mặt kẻ khác. Dựa vào lời hứa của Trung Thần Tú lúc trước, y còn dám lừa gạt quân vô thần và toàn bộ võ lâm chính đạo. Cho dù bây giờ y tới Đại La Thiên, tới một thế giới xa xôi, dựa vào một thân phận truyền nhân hư ảo, sở hưu vẫn có dũng khí không lùi bước. Huống chi y cũng có thể thấy từ đôi mắt của giải anh Tông, thật ra vị quận trưởng đại nhân này cũng không phải người kiên định. Bước lên trước một bước, sở hưu lạnh nhạt nói lời mà quận trưởng đại nhân nói chính là quy củ vậy tức là quận trưởng đại nhân đang tự nhận mình còn lớn hơn toàn bộ hoàng thiên các à sao nào làm thổ hoàng đế đã lâu nên cho rằng mình là hoàng đế thật à câu nói mang ý mỉa mai này vừa thốt lên lâm nhai tử lập tức biến sắc thế này là đắc tội nặng với quận trưởng đại nhân rồi lúc này giải anh tông cũng nổi giận quát lên một tiếng chói tai to gan sau khi dứt lời một thanh kiếm nhỏ nhô ra khỏi tay áo hắn một khắc sau thanh kiếm đã trực tiếp biến mất gần như cùng lúc nó đã xuất hiện trước mặt sở hưu không có chấn động thiên địa nguyên khí cường đại cũng không có cương khí bộc phát hùng hồn nhưng thanh tiểu kiếm này lại cực kỳ nguy hiểm đổi lại là người khác không khéo đã bị nó xuyên thủng nhưng ngay lúc này sở hưu lại như đã biết trước ngay khoảnh khắc giải anh tông vừa động thủ thì tay của y đã giang ra tới khoảnh khắc thanh tiểu kiếm xuất hiện thì nắm lấy nó vào tay trước đó khi đối phó với đinh đầu thất tiễn sở hưu đã thử nghiệm đẩy thiên tử vọng khí thuật lên tới đỉnh phong tuy hiện tại sở hưu không thiêu đốt nguyên thần không cách nào tái hiện thiên tử vọng khí thuật ở mức đỉnh phong. Nhưng dù sao y cũng từng đạt tới cảnh giới đó, cho nên lĩnh ngộ của bản thân y về thiên tử vọng khí thuật cũng tiến bộ thêm một bậc. Thanh tiểu kiếm của giải anh tông không dài hơn chỉ thủ bao nhiêu, hết sức tinh xảo đẹp dễ, là thần binh hàng thật giá thật. Nhưng hôm nay cơ thể của sở hưu đã cường hãn tới cực hạn, nội lực chân hỏa và ngọn lửa diệt thế cường đại cháy lên, nội lực chân hỏa màu bạc thiêu đốt thanh tiểu kiếm, khiến nó đỏ bừng. Ngọn lửa diệt thế lại men theo thanh tiểu kiếm, lan về phía giải anh tông giải anh tông hừ lạnh một tiếng lập tức thu kiếm quanh người là một khoảng không đầy ánh sao vờn quanh ngăn trước ngọn lửa diệt thế kia một khắc sau bốn ngón tay phải của giải anh tông điểm ra địa phong thủy hỏa lực lượng tứ cực ngưng tụ thành một hội tụ trong bốn ngón tay của hắn thu nhỏ còn cỡ hạt đậu nhưng lại khiến không gian xung quanh chấn động lực lượng đó khiến lâm nhai tử cũng cảm thấy kinh hãi không thôi sở hưu nheo mắt giờ khắc này y không cảm thấy áp lực ngược lại cảm thấy kỳ dị trước đó y giao thủ với đám phương trường hà kia chỉ cảm thấy võ giả cung cấp trong đại la thiên quá yếu còn xa mới cường đại như võ giả cung cấp ở hạ giới thật ra thực lực của giải anh tông trước mắt cũng không quá mạnh thậm chí khi giao chiến với hắn sở hưu còn không thấy áp lực như giao chiến với lăng vân tử đương nhiên cũng có khả năng là không phải giải anh tông quá yếu mà là sở hưu đã mạnh hơn lúc nghênh chiến lăng vân tử trên đỉnh côn luân sơn lúc này theo sở hưu thực lực của giải anh tông không quá kinh khủng nhưng lý giải võ đạo của hắn các quy tắc lực lượng biến ảo kỳ dị hoàn toàn khác với võ giả ở hạ giới một vạn năm qua, võ đạo thượng cổ và võ giả hạ giới đã có sai biệt, hai bên tuy kế thừa cùng một mạch, nhưng về mặt chi tiết lại đưa tới hai con đường. Đối mặt với đòn này của giải anh Tông, sở hưu tay niết ấn quyết, chính là vô xác định đại thủ ấn. Nhưng lần này vô xác định đại thủ ấn mà sở hưu kết ấn lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ lớn cỡ một thước. Xong nó hấp thu tất cả mọi lực lượng xung quanh, ngay cả chỉ lực từ bốn ngón tay của giải anh Tông. Thậm chí Lâm Nhai Tử còn có một cảm giác, nếu ấn pháp này của sở hưu thay đổi phương hướng, thậm chí y còn có thể vận vẹo toàn bộ cửu phượng kiếm tông vô xác định đại thủ ấn giới tử nạp tu di thời khắc này sở hưu đã thi triển thần vận chân chính của thức ấn pháp này nâng nó lên tới đỉnh phong đỉnh phong mà ngay cả người sáng tạo ra nó là thánh tăng đàm uyên cũng chưa từng đạt tới giải anh tông thấy không ngờ chiêu này của mình bị sở hưu ngăn cản bất giác nhíu mày một khắc sau phía sau hắn bùng lên ánh kim lực lượng nguyên thần huyễn hóa thành một thần ánh tay niết ấn quyết đánh về phía sở hưu đây lại là một môn bí pháp nguyên thần sau đầu sở hưu cũng bùng lên lực lượng nguyên thần thậm chí y không vận dụng lực lượng tâm ma mà trực tiếp sử dụng lực lượng nguyên thần hóa thành bộ dáng đại hắc thiên ma thần trong mắt thứ ba cũng tỏa ra ngọn lửa nguyên thần đối phó lại giải anh tông đột nhiên thu hồi lực lượng nguyên thần của mình thần sắc kinh nghi bất định nhìn sở hưu đại hắc thiên ma thần của phạm giáo rốt cuộc người là ai trước đó giải anh tông còn không nhận ra ngọn lửa diệt thế phạm giáo ở tây vực rất ít khi đến đông vực cho nên hắn chưa từng giao thủ với võ giả phạm giáo nhưng phạm giáo tôn thờ đại hắc thiên ma thần rất nổi danh hắn không thể không biết sở hưu điềm nhiên nói chi phái của ta có vị tổ sư từng kết bạn với người chấp trưởng của đại hắc thiên thần cung trong phạm giáo hai bên xác minh công pháp với nhau có gì lạ ư giải anh tông không nói gì cũng không ra tay tiếp chỉ đưa mắt nhìn sở hưu nửa ngày rồi cười lớn nói truyền nhân của cổ tôn danh bất hư truyền ngươi có thực lực để không tuân thủ quy củ của ta nhưng nếu ngươi dám chạm tới quy củ của Hoàng Thiên Các, vậy người tiếp theo ra tay sẽ không phải là ta. Nói xong giải anh Tông trực tiếp quay người bỏ đi. Lâm Nhai Tử vẻ mặt đờ đẫn nhìn mọi chuyện, còn chưa kịp phản ứng lại. Vừa rồi giải anh Tông còn tức giận cho là sở hưu khiêu khích uy nghiêm của mình, thế bây giờ là sao, hình như hắn đâu có thua. Thế này là thế nào? Sở hưu điềm nhiên nói, ngươi nghĩ vị quận trưởng đại nhân này là ngu ngốc à? Lâm Nhai Tử vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, trong hoàng thiên các thì năng lực quận trưởng đại nhân cũng rõ như ban ngày nghe nói trong số các quận mà hoàng thiên các nắm giữ quận trưởng đại nhân là người làm việc xuất sắc nhất nếu vị quận trưởng đại nhân này không phải đồ ngốc vậy vì sao hắn phải liều mạng giao chiến trong một trận đánh mà hắn không chắc chắn trăm phần trăm sẽ thắng lợi vì chút đồ mà các môn phái kia dâng lên làm thế thì mất giá quá từ đầu sở hưu đã cảm thấy vị quận trưởng đại nhân này ra vẻ bá đạo ngang ngược nhưng thực chất đang thăm dò thăm dò thân phận và thực lực chân chính của y vừa rồi bọn họ giao thủ ba chiêu đều kiềm chế lực lượng của bản thân tới cực hạn thậm chí không phá vỡ một miếng gạch nào hiển nhiên bọn họ đều hiểu mục đích của đối phương nếu sở hưu bị hắn dễ dàng nhận ra là kẻ giả mạo hay hơi nhượng bộ nhún nhường vậy y chỉ có thể để mặc cho đối phương nắn bóp sau khi thăm dò hắn phát hiện sở hưu không phải người dễ đối phó đương nhiên không ra tay tiếp thể diện là gì giải anh tông chỉ muốn lợi ích thực tế cố thêm một thời gian nữa thôi là hắn được về hoàng thiên các không cần ăn thua đủ với một kẻ không rõ lai lịch ở đây. Cho nên chỉ cần sở hưu không chạm tới vảy ngược của hắn, vi phạm quy củ của Hoàng Thiên Các, hắn cũng không thật sự liều mạng với sở hưu. Sau khi ra khỏi cửu phượng kiếm tông, Văn Vĩnh Thái đang chờ tin của giải anh tông ở bên ngoài. Ngay khi thấy hắn đi ra, Văn Vĩnh Thái lập tức nhào tới hỏi, quận trưởng đại nhân, tình hình bên trong ra sao, tên sở hưu kia là thật hay giả. Giải anh tông vỗ vai hắn, lạnh nhạt nói, trở về dọn dẹp một chút, đưa những thứ sở hưu kia muốn tới đi chủ động nhận thua, chắc hắn không diệt sạch văn phong các đầu. Văn Vĩnh Thái vẻ mặt ngây dại, ngay cả quận trưởng đại nhân cũng không địch nổi tên sở hưu kia, rốt cuộc cảnh giới của hắn là gì. Giải anh Tông hừ lạnh nói, nói hưu nói vượn, thế nào là bản tọa không địch nổi tên sở hưu kia, bản tọa cũng đâu có thua. Văn Vĩnh Thái nói nhỏ trong lòng, đâu có thua, vậy chẳng phải là cũng không thắng à. Nhưng Văn Vĩnh Thái nào dám nói ra miệng, hắn chỉ thận trọng hỏi, nếu vậy, những thứ ta dâng lên lúc trước, quận trưởng đại nhân có thể trả lại cho chúng ta không? Giải anh Tông liếc nhìn Văn Vĩnh Thái một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt lại dọa cho Văn Vĩnh Thái nhảy dựng lên. Tiếp đó Văn Vĩnh Thái quay người bỏ đi, không dám nói thêm nửa câu. Nhìn bóng lưng Văn Vĩnh Thái, giải anh Tông cười lạnh nói, đồ đã vào túi bản tọa còn muốn lấy ra, ngây thơ. Giải anh Tông vuốt cầm suy nghĩ, mình vẫn phải báo cáo chuyện này lên Hoàng Thiên Các, bằng không một khi có vấn đề gì xảy ra, mình cũng phải chịu trách nhiệm. Thật ra bất luận là Hoàng Thiên Các hay các đại môn phái khác trong Đại La Thiên, bọn họ không có lòng cam thù đối với truyền nhân của cổ tôn, ngược lại thái độ là không buồn để ý. Nhưng điều kiện bắt buộc là những truyền nhân của cổ tôn đừng làm gì quá đáng. Bước vào giang hồ cũng được, nhưng một khi đảo loạn trật tự giang hồ, vậy phải có người nhúng tay. Sở hưu này tuyệt đối không phải người lương thiện, hơn nữa sau khi giao thủ vài chiêu lúc vừa rồi, giải anh Tông cũng không mò được ngọn nguồn của đối phương. Hắn chỉ có thể khẳng định, với cảnh giới chân hỏa luyện thần mà có chiến lực như vậy ngoài truyền nhân của cổ tôn thì chỉ có các thiên tài đỉnh phong mà các đại môn phái bồi dưỡng ra dù sao bất luận thân phận của đối phương là gì mình cứ báo cáo tình hình lên và nhất có phiền phức cũng không ảnh hưởng tới công lao của mình còn bên văn vĩnh thái sau khi trở về văn phong các lần này hắn không dở mưu kế vặt ra nữa mà trực tiếp gọi văn đông lai đến đánh cho một trận rồi đóng gói tất cả điển tịch của văn phong các giao cho sở hưu hắn đã sợ rồi Vị quận trưởng đại nhân giải anh tông này ở lại Phương Lâm quận hơn 10 năm, thủ đoạn cay độc thuần thục, tuy không mấy khi xuất thủ nhưng lại khiến các thế lực võ lâm ở Phương Lâm quận ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ, giải anh tông cũng không làm gì được Sở Hưu, hắn có thể làm gì? Tuy rất đau lòng, nhưng hắn không muốn theo chân đám người Trường Hà phái. Sở Hưu cũng không ngờ Văn Vĩnh Thái lại biết điều như vậy, đúng là mình không uổng công. Sau khi nhận được thứ mình muốn, Sở Hưu cũng chẳng buồn gây sự với Văn Vĩnh Thái, lại bắt đầu xem xét những ghi chép tin tức của Văn Phong Các điều đáng mừng là trong ghi chép tin tức của văn phong các thật sự có tin tức mà y muốn tuy văn phong các nói mình không phải người buôn tin giang hồ nhưng thực tế bọn họ làm chính công việc của người buôn tin giang hồ ghi chép của người buôn tin giang hồ cũng khác với ghi chép của các tông môn khác tông môn bình thường thường ghi chép vài thứ nhưng chỉ ghi chép những chuyện có liên quan tới mình còn người buôn tin giang hồ lại ghi chép lại mọi thứ mà mình thấy được nghe được không biết chừng sẽ có lúc dùng đến văn phong các có cả đống ghi chép thậm chí với tinh thần lực như sở hưu đọc liền vài ngày cũng thấy hoa mắt chóng đầu nhưng cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối hữu dụng căn cứ theo ghi chép của văn phong các hơn 500 năm trước đế la sơn mạch từng xảy ra một chấn động cực lớn khu vực gần với phương lâm quận bị lực lượng cường đại bao phủ người sống không thể lại gần nhưng không đợi mọi người tra xét đã có các đại phái đông vực là hoàng thiên các lăng tiêu tông xuất thủ tới đế la sơn mạch thế lực võ lâm ở phương lâm quận khá nghe lời dưới mệnh lệnh của hoàng thiên các không ai dám bước vào đế la sơn mạch một bước ngày thứ hai luồng chấn động lực lượng đó hoàn toàn biến mất di chuyển theo hướng bắc lúc này hoàng thiên cáp mới giải trừ lệnh cấm đợi tới khi người khác vào đế la sơn mạch xem xét lại không phát hiện ra thứ gì chỉ có điều một phần của đế la sơn mạch tiếp giáp với phương lâm quận sau đó không có hung thú gì xuất hiện thậm chí một số dã thú cũng đi vòng qua nơi đó chuyện này không đầu không đuôi nên văn phong các chỉ giải thích đơn giản vài câu bên dưới còn ghi chú là trọng bảo xuất thế và năm trước khi người ở hạ giới đi tới đại la thiên đại la thiên vẫn là nơi chưa được khai khẩn khắp nơi đều là hung thủ và đủ loại nguy cơ nguy hiểm quỷ dị nhưng quỷ dị thì quỷ dị nguy hiểm thì nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều kỳ ngộ cho dù bây giờ đã qua vạn năm vẫn có một số chân bảo bí cảnh các loại xuất thế không như hạ giới cùng lắm mọi người chỉ phát hiện một số di tích thời thượng cổ ăn chút cơm thừa canh cạn chuyện lần này dẫn tới nhiều đại phái như vậy cho nên bị người khác cho rằng có trọng bảo xuất thế cũng rất bình thường Sở Hưu gõ bàn một cái, xem ra y phải về Đế La Sơn mạch xem thử. Tuy Sở Hưu đi theo khe hở mà Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đánh ra để tới Đại La Thiên, nhưng chuyện liên quan tới không gian, không ai có thể nói chính xác được, có trời mới biết vị trí của y lúc trước có giống vị trí của bọn Độc Cô Duy Ngã hay không. Hơn nữa nếu Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ vừa đi ra đã bị người của Đại La Thiên vây công, như vậy chắc chắn bọn họ cũng tìm kiếm một lượt, cho dù có gì hữu dụng cũng bị lấy đi, nhưng Sở Hưu vẫn không yên lòng, muốn tự tới xem thử. Người khác không phát hiện ra thứ gì nhưng không có nghĩa là Sở Hưu không phát hiện ra. Quan hệ giữa y và Độc Cô Duy Ngã cực kỳ mật thiết, đã có vô số dẫn chứng chứng minh. Ví dụ như không gian Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đại chiến lần trước, chỉ có Sở Hưu mới có thể mượn lực lượng của Độc Cô Duy Ngã, còn trưởng môn Chân Vũ giáo là Lục Trường Lưu lại không cách nào mượn lực lượng của Ninh Huyền Cơ. Lần này Sở Hưu tới Đế La Sơn Mạch, y không để người của Cửu Phượng Kiếm Tông đi theo mình. Lần này vạn nhất y gặp được thứ gì, có nhiều người cũng phức tạp, không tiện giải thích. Người của Cửu Phượng kiếm tông còn tưởng Sở Hưu định đi khỏi, có thể nói là Lâm Nhai Tử khổ sở ngăn cản Sở Hưu. Bây giờ Cửu Phượng kiếm tông đã đắc tội với hầu hết các thế lực võ lâm phương Lâm quận, có Sở Hưu, bọn họ có thể uy phong khắp tám hướng, nhưng Sở Hưu không có mặt, bọn họ cũng bị tám hướng vây công. Mãi tới khi Sở Hưu hứa đi hứa lại với Lâm Nhai Tử là mình không định bỏ đi, Lâm Nhai Tử mới nửa tin nửa ngờ để y đi khỏi. Sở Hưu tới vị trí Đế La Sơn mạch từng bị phong tỏa, khi y và Lâm Phượng Vũ đi ra khỏi Đế La Sơn mạch từng qua nơi này. Nhưng khi đó vội vàng đi đường, Sở Hưu cũng không biết chuyện này nên không xem xét cẩn thận. Nơi này là một tiểu trấn vô danh, trước đó trong Đế La Sơn mạch còn có một số loại hung thú cho nên các võ giả tới Đế La Sơn mạch săn giết hung thú đều tới đây đóng quân. Sau chấn động lực lượng 500 năm trước, toàn bộ Đế La Sơn mạch còn khó thấy bóng dáng dã thú, cho nên tiểu trấn này cũng trở nên hoang vắng, chỉ có một số người bình thường sống nhờ việc hái thuốc tập trung ở đây. Dù sao khu vực này cũng ít có dã thú, chỉ cần thân thể tốt một chút, học chút quyền cước thì người bình thường cũng có thể ra vào. Sở Hưu đi dọc tiểu trấn vào trong Đế La Sơn Mạch, dốc hết lực lượng bản thân tăng cường Thiên Tử Vọng Khí thuật lên tới cực hạn, cảm thụ lực lượng còn sót lại trong Đế La Sơn Mạch. Nhưng kết quả lại khiến Sở Hưu hơi thất vọng. Nơi này không có gì dị thường, có lẽ 500 năm đã qua, cho dù có sức mạnh còn sót lại cũng tiêu tán gần hết rồi. Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, "Vụng trộm, lén lút" đang nhìn cái gì sau khi sở hưu dứt lời sau lưng y xuất hiện một thanh niên mặc hoa phục có tu vi chân hỏa luyện thần nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật của sở hưu y có thể cảm giác được trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức khó mà tả nổi thậm chí còn kinh khủng hơn giải anh tông cảnh giới thiên địa thông huyền thanh niên kia cười nói vị bằng hữu này ngươi nói vậy là không đúng rồi đế la sơn mạch không phải là nhà ngươi mở ta đứng ở đây sao lại thành vụng trộm lén lút thanh niên này tướng mạo khá đoan chính nhưng thần sắc lấm la lấm lét lại để hai trùng ria mép nực cười, khiến người ta có cảm giác rất không đứng đắn. Từ khi ta vào đến La Sơn Mạch đến giờ, ngươi luôn đi theo phía sau ta, thế này mà bảo là trùng hợp à, trùng ở đường nào, định báo thủ cho ai. Tuy sở hưu tới Đại La Thiên không lâu, nhưng y đúng là thiên phú dị bẩm, trong thời gian ngắn thôi đã đắc tội với người trong một quận, hơn nữa còn giết không ít người. Có kẻ tới gây chuyện với y hay tới tìm y báo thủ cũng không phải chuyện lạ. Thanh niên kia cười ha hả, chỉ lên trời nói, con đường nào, đường lớn thông thiên. Người hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim, ra mắt Sở huynh. Sở Hưu nghe vậy con mắt lập tức nheo lại, thanh niên trông có vẻ không đứng đắn này lại có lai lịch không thấp, thậm chí còn cao hơn vị giải anh tông kia. Sở Hưu không quen thuộc với những môn phái khác trong Đại La Thiên, nhưng Phương Lâm Quận nằm trong phạm vi quản lý của Hoàng Thiên Các, trong điển tịch của các thế lực lớn đều có miêu tả về Hoàng Thiên Các, có thể nói là hết sức rõ ràng. Người hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các đại biểu cho thể diện của Hoàng Thiên Các, mỗi thế hệ chỉ có một người đều là đệ tử có tiềm lực và năng lực xuất chúng đi trong khu vực đông vực giám sát các quận thuộc hoàng thiên các xem xem khu vực có chuyện gì xảy ra hay không quận trưởng có hành động gì không khác nào không sai đại thần cho nên loại quận trưởng như giải anh tông tuy có thực lực rất mạnh nhưng cũng phải đối xử với hắn khách khí hết mức bằng không đối phương đưa một báo cáo nhỏ lên trên hắn cũng khó mà chịu nổi bây giờ người hành tẩu đông vực của hoàng thiên các tới tìm y e là vì những chuyện y đã làm ở phương lâm quận bị tên giải anh tông kia báo cáo lên trên đúng là đường lớn thông thiên, chẳng hay Lục Huynh tới tìm ta có chuyện gì. Lục Tam Kim híp đôi mắt vốn không lớn của mình nói, không có việc gì, hiếu kỳ thôi. Giải Anh Tông nói Phương Lâm Quận xuất hiện một vị truyền nhân của cổ tôn, ta thân là người hành tẩu đông vực, đương nhiên không thể coi như không thấy, phải tới tiếp đón chứ. Xin hỏi sư thừa của sở huynh ra sao, không khéo còn có giao tình với tổ tiên Hoàng Thiên Các chúng ta thì sao? Sở hưu lắc đầu nói, lúc đó ta đã nói với giải anh Tông rồi, Trước khi đánh bại đối thủ thì ta không tiện để lộ sư thừa trong chi phái mình." Lục Tam Kim thản nhiên cười nói, "Là không tiện để lộ hay là không thể để lộ?" Từ khi Mạnh Tinh Hà trợ giúp Hàn Giang thành lên làm tông môn đỉnh phong tại Đại La Thiên, truyền nhân của Cổ Tôn trong Dĩ Vãng vốn luôn khiêm nhượng nay lại nổi danh khắp nơi. Tuy đây là một giai thoại nhưng cũng kéo theo không ít kẻ lừa đảo giả danh lừa bị, giả mạo truyền nhân của Cổ Tôn, lòng mang ý xấu. Sở Hưu lạnh lùng nói, "Ý ngươi, ta là giả mạo." Lục Tam Kim bước lên trước một bước nói, nếu sở huynh không phải giả mạo thì nói ra sư thừa đi sở hưu đã nắm chặt phá trận tử trong tay lạnh nhạt nói ngươi bảo ta nói là ta phải nói ngươi nghi ta là giả vậy tìm chứng cứ chứng minh ta là giả đi chẳng lẽ ngươi nói ta là tà thần chuyển thế ta còn phải lấy ra chứng cứ chứng minh ta không phải che che giấu giấu nào phải hành động của người quân tử trong đôi mắt không lớn của lục tam kim không ngờ lại lóe lên từng ánh kim xung quanh cũng dâng lên một luồng vận luật trong mắt sở hưu cũng lóe lên một luồng sát ý Vốn dĩ y cho rằng mình ép lui giải anh Tông, mọi chuyện đã được giải quyết. Không ngờ tên giải anh Tông này vẻ ngoài thì bá đạo nhưng trên thực tế lại là người cẩn thận tới cực hạn, sợ sở hưu có vấn đề gì nên trực tiếp đẩy y sang bên phía Hoàng Thiên Các. Còn Hoàng Thiên Các vốn cũng không vì một chuyện nhỏ như vậy mà cố ý phái người tới phương lâm quận. Nhưng vừa hay người hành tẩu lục tam kim này đang ở xung quanh phương lâm quận, cho nên Hoàng Thiên Các bèn phái hắn tới. Khổ nỗi tuy lục tam kim nhìn có vẻ không đứng đắn nhưng hắn lại là đệ tử tích cực nhất trong Hoàng Thiên Các nếu thật sự không được sở hưu đành phải hạ thủ giết người sau đó trốn sang nơi khác điểm khác biệt lớn nhất giữa đại la thiên và hạ giới là quan niệm khu vực của các cường giả đại phái rất sâu sắc sẽ không tùy tiện tới khu vực của các tông môn khác ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm một tiếng tụng kinh mang theo đạo ẩn đột nhiên truyền tới âm thanh trong trẻo khiến người ta có cảm giác tâm thần tĩnh lặng sâu trong đế la sơn mạch một đại nhân trẻ tuổi cưỡi một con lừa toàn thân trắng như tuyết nhàn nhã cầm một quyển đạo kinh ngồi đọc thấy lục tam kim và sở hưu đang rằng co phía trước gương mặt hắn mỉm cười sán lạn lục huynh của hoàng thiên các thật tình cờ không ngờ lại được gặp ngươi ở nơi này còn vị huynh đài này có vẻ lạ lẫm tiểu đạo ngân linh tử của linh bảo quan hữu lễ đạo sĩ trẻ tuổi tên ngân linh này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của sở hưu và lục tam kim phong thái thể hiện hai chữ tự nhiên và tiêu dao tới mức cực hạn như vậy sở hưu chỉ thấy ở người trước mặt những võ giả đạo môn ở hạ giới Bất luận là Lăng Vân Tử cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền hay Lục Trường Lưu trưởng môn Chân Vũ giáo, bọn họ đều bị Hồng Trần thế tục nhuốm bẩn, bản thân không có khí chất như vậy. Lão Thiên sư tuy nhìn nhận thoáng đạt, nhưng vẻ hồng trần trên người hắn càng đậm, đó là vì lão sống trong hồng trần cả đời nên mới bị nhuộm thành khí chất thông thấu. Về phần Trương Thừa Trinh, hắn là người cố chấp, đã nhận định mục tiêu là không buông bỏ, có lẽ cả đời này hắn cũng không tiêu dạo nổi. Còn đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt, cưỡi trên con lừa tựa như toàn bộ thiên hạ chỉ có bộ đạo kinh trong tay hắn. Lúc này Lục Tam Kim cũng thu liễm khí thế, sắc mặt yên bình chắp tay một cái, hóa ra là ngân linh tử đạo huynh của Linh Bảo Quan. Nghe nói ngân linh tử đạo huynh Chu Du Thiên Hạ, đợi ta xử lý xong chuyện trước mắt chắc chắn sẽ mời đạo huynh tới Hoàng Thiên Các ta làm khách. Tuy Lục Tam Kim vẻ ngoài thiếu đứng đắn nhưng thực tế hắn là người cực kỳ kiêu ngạo. Chưa tới 30 tuổi đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, trở thành người hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các. Đầu đá âm mưu với thổ hoàng đế một phương như giải anh tông bất luận năng lực hay thực lực đều cực kỳ bất phàm trong khắp đại la thiên không có mấy võ giả cung cấp khiến hắn kính nể ngân linh tử trước mắt chính là người đầu tiên đối phương trời sinh đã có đạo ẩn một trái đạo tâm không sợ bất cứ tâm ma nào xâm nhập thiên tư bậc này thậm chí khiến cho hai vị đạo tôn đương đại của tam thanh điện đích thân tới nhận đồ đệ hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần hắn đáp ứng vị trí đạo tôn đời sau chính là hắn toàn bộ tam thanh điện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngân linh tử nhưng điều kiện phong phú như vậy vẫn bị ngân linh tử cự tuyệt còn nguyên nhân cự tuyệt cũng rất buồn cười vì cơm chay của linh bảo quan ăn rất ngon hắn không nỡ đi nếu là người khác nói câu này chắc chắn sẽ bị cho là cố ý trêu chọc đạo tôn nhưng ngân linh tử nói ra lại là thật tâm thật ý cuối cùng đạo tôn của tam thanh điện đành thở dài rời khỏi khiến cả đại la thiên kinh hãi không thôi chính vì điều này lục tam kim cực kỳ bội phục ngân linh tử tuy linh bảo quan cũng là đại phái đạo môn hơn nữa đệ tử trong môn phái đều có chiến lực kinh người thậm chí từng xuất hiện nhân vật cấp bậc võ tiên nhưng linh bảo quan vẫn còn kém đại phái đỉnh phong một khoảng chỉ có thể coi là nửa đỉnh phong ít nhất bọn họ không cách nào so với tam thanh điện trí tôn trong đạo môn nếu đổi lại là lục tam kim nhận được lời hứa hẹn như vậy hắn cũng không dám cam đoan liệu mình có còn trung thành với hoàng thiên các không còn lúc này sở hưu lại nhìn ngân linh tử trong đầu không ngừng hiện lên từng đoạt ký ức y rất quen thuộc với ba chữ linh bảo quan này một lát sau sở hưu mỉm cười sán lạn hóa ra là ngân linh tử đạo huynh tại hạ sở hưu không ngờ lần này rời núi lại có thể gặp được cố nhân linh bảo quan gia sư từng nói sư tổ chi phái của chúng ta từng rất thân cận với linh bảo quan thậm chí trước đại kiếp nạn thượng cổ từng ở linh bảo quan khá lâu nhưng sau này đi vào đại la thiên sư tổ chi phái của ta xem mê võ đạo nên sau khi truyền thụ tất cả truyền thừa là bắt đầu bế quan không nghĩ tới lần bế quan này là cả đời không còn cơ hội gặp lại gương mặt ngân linh tử cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói ô sư tổ của sở huynh là vị nào không chừng ta đã nghe nói truyền nhân của cố nhân gặp mặt đúng là có duyên với nhau. Sở hưu lắc đầu, xin lỗi, vì một nguyên nhân, ta tạm thời không thể nói tên của sư tổ chi phái mình, đợi tới lúc đánh bại truyền nhân của đại địch, rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố họ tên. Nhưng gia sư đã từng nói, sư tổ chi phái chúng ta từ trước đại kiếp nạn thời thượng cổ, khi còn trẻ từng sống nhờ trong linh bảo quan, may mắn được quan chủ linh bảo quan thời đó là xích hà chân nhân chỉ điểm. Khi đó xích hà chân nhân là cường giả gần với cảnh giới võ tiên nhất, nhưng trước khi đại kiếp nạn thượng cổ giáng lâm, ngài ấy cứu trợ bách tính mà bỏ mạng thật đáng tiếc lắm thay còn có lăng thanh tử tiền bối cũng thuộc linh bảo quan lúc đó ngài ấy là đại sư huynh của linh bảo quan cả thực lực lẫn cách làm người đều khiến người ta khâm phục khiến cho sư tổ của chi phái chúng ta kính nể không thôi sư tổ còn từng nói ngay trước linh bảo quan anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp sư tổ không ghi lại họ tên của những người đó chỉ gọi họ theo bối phận khi đó nhị sư huynh của linh bảo quan tuy trông không đứng đắn nhưng thiên tư xuất chúng tam sư huynh không thích võ đạo nhưng lại có thiên phú cực kỳ xuất sắc về mặt trận đạo tứ sư huynh tuy là đạo sĩ nhưng lại thích ăn thịt ngũ sư huynh thích uống rượu thậm chí ngay cả đồ ăn thôi vân sư thúc nấu trong nhà bếp cũng rất ngon những người này đều là hảo hữu của sư tổ của nhưng tất cả đều vẫn lạc trong đại kiếp nạn thượng cổ còn là hy sinh để cứu người chỉ còn lại lang thanh tử tiền bối và tiểu sư đệ tuổi tác nhỏ nhất còn sống sư tổ từng nói tuy linh bảo quan không phải đại phái đương thời nhưng lòng bao dung thiên hạ này còn lớn hơn đại phái đáng ca ngợi, đáng tiếc thay. Sở Hưu từng thấy không ít sự tích về Linh Bảo Quan trong Tiểu Phàm Thiên và Huyễn Hư Lục Cảnh, đủ để hắn kể lại chi tiết tình hình của Linh Bảo Quan ngày trước. Lục Tam Kim ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Những chuyện mà Sở Hưu vừa nói có một phần là thật, là điều mà toàn bộ Đại La Thiên đều biết, nhưng đại đa số thì ngay cả hắn cũng không biết. Trong số các tông môn của Đại La Thiên, Linh Bảo Quan rất nổi tiếng, nhân số ít nhất, một vạn năm qua mà tính cả sư phụ trong nhà bếp cũng không hơn hai chữ số nhưng đệ tử của linh bảo quan lại không kém hơn những đại phái đỉnh phong hầu hết là người nổi bật trong cùng cấp độ hào quang của linh bảo quan vừa xuất hiện ai dám tranh phong trong trí nhớ của lục tam kim người nổi tiếng nhất của linh bảo quan là hai thế hệ trưởng môn đầu tiên thanh vân đạo tôn lăng thanh tử và sư đệ của hắn tử dương đạo tôn tử phong hoa trong đó tử dương đạo tôn vì sư phụ mất sớm chưa kịp đặt đạo hiệu nên cả đời hắn không có đạo hiệu chỉ dùng họ tên tục ra nhất môn lưỡng đạo tôn song võ tiên sau khi tới đại la thiên linh bảo quan chỉ có hai người mà lại quật khởi khi huy hoàng nhất thì uy thế của hai người không kém hơn những đại phái đỉnh phong danh tiếng của bọn họ cũng tương đối lớn tuy sau này vì một số nguyên nhân linh bảo quan không phải thế hệ nào cũng có một vị võ tiên nhưng không khiến thanh danh của bọn họ bị hao tổn hơn nữa lục tam kim còn nghe nói trong đại kiếp nạn thời thượng cổ sư phụ của hai vị này cũng có tư cách bước lên cảnh giới võ tiên chỉ tiếc là không chống cự được tới đại la thiên đã vẫn lạc vị này chắc là xích hà chân nhân trong miệng sở hưu Vị xích hà chân nhân này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngoài thời gian đầu còn có người nhắc tới, Lục Tam Kim dám cam đoan cả vạn năm sau cả đại La Thiên không mấy võ giả nghe tới cái tên này, chỉ có các đệ tử đại phái như Hoàng Thiên Các mới biết được. Lục Tam Kim nghi hoặc nhìn Sở Hưu, tên khả nghi này nói cứ như thật, chẳng lẽ hắn đúng là truyền nhân của Cổ Tôn. Còn lúc này Ngân Linh Tử nghe xong lại kích động hẳn lên, sư tổ của Sở huynh còn biết cả mấy chuyện này, chắc chắn ngài ấy là người có quan hệ thân thiết với sư tổ linh bảo quan của chúng ta nếu để sư phụ và mọi người biết linh bảo quan ta còn truyền nhân của cố nhân xuất thế chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng lục tam kim nhìn ngân linh tử nói những gì hắn nói đều là thật à ngân linh tử gật đầu nói đương nhiên là thật không sai chút nào trước đây hai vị sư tổ thanh vân và tử dương từng nói bọn họ tới được đại la thiên nhận được cơ hội sống sót hoàn toàn là nhờ xích hà sư tổ và các sư tổ khác dùng tính mạng đổi lại cho nên trong linh bảo quan vĩnh viễn lưu lại hương hỏa bài vị của bọn họ môn hạ đệ tử vĩnh viễn không được quên hơn nữa Tử Dương sư tổ còn có thói quen viết nhật ký, ta đã đọc được không ít ghi chép về thời trước đại kiếp nạn thượng cổ, đều do Tử Dương sư tổ nhớ lại. Tính cách và sở thích của các vị sư tổ đúng như những gì Sở huynh vừa nói. Những chuyện này có lẽ ngay đệ tử trong linh bảo quan cũng không phải ai cũng biết, Sở huynh có thể thuật lại cặn kẽ như vậy chứng tỏ sư tổ của chi phái Sở huynh có quan hệ cực kỳ mật thiết với linh bảo quan ta. Sở Hưu gật đầu nói, có thể nói là rất thân thiết, sư tổ chi phái ta tam tu đạo Phật ma. Năm xưa tuy không gia nhập môn phái của Sích Hà chân nhân nhưng lại sư tổ chi phái ta cũng được chỉ điểm không ít chân lý của đạo môn, ân tình này chi phái ta sẽ mãi mãi không quên. Thấy Ngân Linh tử nói chuyện thoải mái với Sở Hưu, những gì hai bên nói ra đều được kiểm chứng, Lục Tam Kim lại thấy lúng túng. Hắn nghi ngờ Sở Hưu nhưng không nghi ngờ Ngân Linh tử. Cho nên cái tên trông đáng nghi ngờ này lại là thật. Lục Tam Kim xoa xoa bàn tay nói, không ngờ Sở huynh thật sự là truyền nhân của Cổ Tôn, xin thứ cho tại hạ vụng về thiếu chút nữa hiểu lầm sở huynh tuy hắn xấu hổ nhưng da mặt vẫn rất dày mặc dù hắn không sợ sở hưu nhưng vô duyên vô cớ đắc tội với một vị truyền nhân của cổ tôn lai lịch không nhỏ cũng không phải chuyện tốt lành gì sở hưu điềm nhiên nói giáng dấp ta khả nghi đến vậy à trông giống lừa đảo làm sao lục tam kim cười khà khà nói cái này thì không trách ta được tên giải anh tông kia nói rõ là mơ hồ sở huynh yên tâm lát nữa về ta sẽ dạy cho lão già ấy một bài học sở hưu khẽ nhíu mày tên này thật sự không để giải anh tông cảnh giới thiên địa thông huyền vào mắt. Hơn nữa sở hưu có thể cảm giác được lục tam kim nói lời này không phải dựa vào thân phận người hành. Tổ đông vực của Hoàng Thiên Các mà là bản thân hắn có tư cách để không đặt giải anh tông trong mắt. Lục tam kim có vẻ rất quen thuộc vung tay lên nói, vừa hay hôm nay ngân linh tử đạo huynh cũng có mặt, ta mời hai vị ăn cơm, coi như bồi tội. Lục tam kim hạ thấp thái độ như vậy khiến sở hưu cũng không tiện cự tuyệt, trên người kẻ này có một loại khí chất, cứ như đi với ai cũng có thể nhanh chóng làm quen. Hơn nữa Sở Hưu cũng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm Lục Tam Kim một số chuyện liên quan tới độc cô Duy Ngã 500 năm trước. Theo như ghi chép của văn phong các, 500 năm trước độc cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã gây động tĩnh rất lớn, các đại phái ở đông vực như Hoàng Thiên Các đều biết. Hơn nữa Hoàng Thiên Các còn đích thân hạ lệnh phong tỏa khu vực Đế La Sơn Mạch, người khác thì không biết ẩn tình trong đó chứ Hoàng Thiên Các chắc chắn sẽ biết. Lục Tam Kim là người rất dễ thân cận, đây coi như một ưu điểm, nhưng sở hưu lại phát hiện một khuyết điểm của hắn, đó là keo kiệt. Hắn nói mời Sở Hưu và Ngân Linh Tử ăn cơm, vốn dĩ Sở Hưu còn tưởng chắc chắn hắn sẽ dẫn với bọn họ tới quán rượu lớn nhất trong An Châu phủ dùng bữa. Kết quả hắn vòng quẹo trái quẹo phải dẫn Sở Hưu và Ngân Linh Tử tới một quán cơm nhỏ vô danh trong tiểu trấn ăn lẩu gà, còn uống chùa của chủ quán một bầu rượu. Thấy ánh mắt của Sở Hưu có vẻ quái dị, Lục Tam Kim cười hì hì nói, "Sở huynh, đây không phải ta bạc đãi người. đừng nhìn quán cơm này không có gì đáng chú ý, thực ra lẩu gà của nhà này nổi tiếng lắm đó." mỗi lần tới phương lâm quận tuần tra giải anh tông mời ta đi ăn mấy thứ sơn hào hải vị ta cũng lười đi nhưng lần nào cũng tới nơi này ăn lẩu gà sở huynh nếm thử hương vị rất không tồi đâu sở hưu gắp một đũa đúng là hương vị không tồi không biết phong thủy của đại la thiên tốt hay là tay nghề của chủ quán tốt thịt gà cực kỳ tươi ngon còn ngân linh tử ở bên cạnh cũng bắt đầu ăn ngân linh tử tướng mạo cũng cực kỳ tuấn tú bộ đạo bào phối hợp với khí chất của hắn tự có cảm giác tiêu dao xuất trần nhưng lúc này hắn ăn cơm lại ngấu nghiến như hổ như sói, chẳng khác nào có người cướp đoạt với hắn, cực kỳ ảnh hưởng tới hình tượng. Tuy đây không phải lần đầu tiên Lục Tam Kim gặp Ngân Linh Tử nhưng lại là lần đầu tiên hắn mời Ngân Linh Tử dùng cơm. Thấy bộ dạng của hắn lúc này, Lục Tam Kim không khỏi nghi hoặc nói, Ngân Linh Tử đạo huynh, chẳng lẽ Linh Bảo Quan còn cưỡng ép các ngươi tích cốc, không cho các ngươi ăn cơm nào à? Ngân Linh Tử cười ngượng ngùng nói, khiến hai vị chê cười rồi, tuy trong Linh Bảo Quan không yêu cầu tích cốc, mà đồ ăn mà Lâm Sư Thúc ở nhà bếp làm cũng cực kỳ mỹ vị, nhưng mỗi bữa chỉ làm một món ngon, còn lại đều là qua loa cho xong. Theo cách nói của Sư Thúc, mỗi lần tay cầm muôi thì chỉ có món ăn đầu tiên là dụng tâm nhất. Khi làm món thứ hai đã không được hoàn hảo, chín phần với một phần cũng giống nhau, dù sao cũng là lấp đầy cái bụng, ăn được là được. Cho nên mỗi lần ăn cơm chúng ta đều phải tranh nhau món ngon kia, đã thành thói quen rồi. Sở hưu vuốt cằm, nhà bếp của Linh Bảo Quan đúng là nơi ở của nhân tài, cho dù là sư phụ làm bếp tay cầm muôi cũng chẳng hề đơn giản. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, đương nhiên đa số là Lục Tam Kim nói, Ngân Linh Tử thi thoảng mới xen vào, còn Sở Hưu chỉ lắng nghe. Sở Hưu cũng tìm hiểu được những kiến thức thông thường của Đại La Thiên từ điển tịch của các thế lực lớn trong Phương Lâm quận. Nhưng những chuyện cao thâm hơn một chút thì mấy tông môn ở Phương Lâm quận làm sao biết được? Tin tức thu được từ miệng đệ tử đại phái như Lục Tam Kim còn giá trị hơn tin tức từ những tông môn khác. Nếu các bạn thấy hay Hãy cho Ad một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.